cũng không phải tại bệnh viện, gọi Cao Thúc, Cao Tân Hoa cải chính. Hứa Thuần Lương cười nói, Cao Thúc, ngài hẳn là chờ ta trở lại, ta gần nhất đều đang luyện tập châm cứu, ngài cũng cảm thụ một chút thủ nghệ của ta. Cao Tân Hoa hướng Hứa Trường Thiện nói, Hứa Thúc, tiểu tử này muốn bắt ta luyện tay à? Hứa Trường Thiện cười ha ha nói, người trẻ tuổi muốn tiến bộ, chúng ta nhất định phải ủng hộ ngươi nói có đúng hay không? Hắn đã hành châm hoàn tất, tướng kim châm cứu lui ra. Lại dùng số 2 ngải trụ, đi y độ tổn thương thiêu đốt pháp, phân biệt đặt lớn chữ huyệt, vai bên ngoài du huyệt, kinh xương huyệt ba khu. Cao Tân Hoa không đưa tiền xem bệnh, coi như hắn cho, Hứa Trường Thiện cũng sẽ không thu, đương nhiên hắn cũng sẽ không tay không đến, đặc biệt dẫn tới hai bình hoa hồng lang 15 năm, biết Hứa lão gia tử tốt cái này miệng. Hứa Trường Thiện cầm lấy khăn mặt xoa xoa tay nói, các ngươi trước trò chuyện, ta đi làm mấy món ăn sáng, ban đêm chúng ta uống hai chén. Cao Tân Hoa nói, không cần không cần, ta lát nữa về nhà ăn. Ngươi nếu là trở về sau cũng đừng đến hồi xuân đường. Cao Tân Hoa giải tính tình của hắn, đành phải đáp ứng. Hứa Thuần Lương cho hắn ngâm chén thái bình khỉ khôi, một bên trở lấy. Cao Tân Hoa nằm lì ở trên giường, nghe nói ngươi gần nhất công việc phi thường xuất sắc, Chu chủ nhiệm đã xin đem ngươi lưu tại y tế chỗ. Hứa Thuần Lương cười nói, y tế chỗ là cái nơi thị phi. Mỗi ngày đều có người nháo sự, còn không bằng khoa điện công ban thanh tĩnh đâu. Cao Tân Hoa cười lên ha hả, người trẻ tuổi phải có chút chuyện làm, mỗi ngày không có việc gì kiếm sống người vui lòng a. Thời gian không sai biệt lắm, Hứa Thuần Lương giúp hắn tướng ngải trụ lấy xuống, Cao Tân Hoa hoạt động một chút cổ tứ chi, cảm giác không có chút nào đau, không thể không thừa nhận, vẫn là Hứa lão gia tử lợi hại. Hứa Thuần Lương cố ý nói, bệnh viện chúng ta có sẵn trung y khoa, Chu Minh Viễn chủ nhiệm vẫn là Đông Châu Thành Thị Y Hiệp Hội Phó Hội trưởng, ngài đặt vào có sẵn danh y tại sao không đi tìm đâu. Cao Tân Hoa minh bạch hắn ý tứ, cố ý xáo lộ mình, muốn cho hắn chính miệng nói ra Chu Minh Viễn trình độ không bằng Hứa Trường Thiện, mặc dù Cao Tân Hoa trong lòng cũng nghĩ như vậy, nhưng là hắn không thể nói, mình chuyên gia của bệnh viện đương nhiên muốn giữ gìn. Ta quen thuộc, từ lúc còn trẻ, thân thể có tật xấu gì đầu tiên đều tới tìm ngươi ra, trên tâm lý đã sớm hình thành ỷ lại. Ngài đến hồi xuân đường chữa bệnh sự tình tuyệt đối đừng bị ngoại nhân biết, không phải người ta nhất định đến nghĩ, ngay cả cao viện trưởng đều không tín nhiệm mình bệnh viện y thuật, có thể thấy được Trường Hưng trình độ chênh lệch đến mức nào. Cao Tân Hoa cười mắng, láo cá, đừng quên tiểu tử ngươi cũng là Trường Hưng, phải có tập thể vinh dự cảm giác, nào có bẩn thỉu nhà mình bệnh viện. Ta cũng không có bẩn thỉu bệnh viện chúng ta, Cao Thúc, nơi này cũng không có ngoại nhân, ngài liền nói thật, lão Chu trình độ so ra ra của ta thế nào. Trung y một chuyến này, kinh nghiệm phi thường trọng yếu. Cao Tân Hoa chẳng khác gì là thừa nhận Hứa Trường Thiện trình độ muốn so Chu Minh Viễn cao, nhưng là lại không có nói rõ. Hứa lão gia tử tướng Cao Tân Hoa đối đãi như thượng tân, hắn là phát ra từ nội tâm cảm tạ, nếu như không phải Cao Tân Hoa nghĩ ra như thế cái chủ ý, bảo bối của mình cháu trai đang ở nhà bên trong ngồi xổm đâu, từ khi Hứa Thuần Lương tiến vào Trường Hưng, liền phát sinh đáng mừng biến hóa, nói là thoát thai hoán cốt cũng không đủ. Vô luận Cao Tân Hoa điểm xuất phát là cái gì, cho hắn giúp đại ân là thật sự, đây chính là tái tạo tri ân đây này. Cao Tân Hoa nhìn thấy cả bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn, cảm thán nói, quá long trọng, Hứa Thúc, ngài nếu là đem miệng ta cấp dưỡng kén ăn, về sau trong nhà của ta cơm đều ăn không vô nữa. Hứa Trường Thiện cười nói, người muốn là ưa thích, mỗi ngày đều qua đi theo ta uống rượu, Thúc còn quản lên. Hứa Thuần Lương cho bọn hắn nâng cốc rót đầy. Cao Tân Hoa trước kính Hứa lão gia tử, uống hai chén rượu, Hứa Trường Thiện hỏi phụ thân hắn lúc nào trở về, Cao Tân Hoa phụ thân Cao Kiến Quốc cùng Hứa Trường Thiện là lão hữu, hai tháng trước đi kinh thành nữ nhi nơi đó, Hứa lão gia tử cùng lão hữu xa cách hai tháng, cũng có chút quải niệm. Cao Tân Hoa nói, cha ta ngược lại là nghĩ trở về, nhưng em gái ta không cho a, không phải để hắn ở thêm mấy tháng, nói là xem hết quốc khánh duyệt binh trở lại. Hứa Trường Thiện nói, ta còn tưởng rằng hắn ở kinh thành quen biết cái nào xinh đẹp lão thái thái, vui đến quên cả trời đất. Cao Tân Hoa nở nụ cười, ta ngược lại ước gì hắn tìm bạn, mẹ ta phải đi trước, hắn lại làm cha lại làm mẹ, đem chúng ta hai huynh muội lôi kéo lớn lên, chính mình sự tình tất cả đều làm trễ nải, ngẫm lại a, chúng ta thật sự là thiếu hắn nhiều lắm. Hứa Trường Thiện uống chén rượu nói, còn tốt a, hai người các ngươi đều có tiền đồ, cũng đều như vậy hiếu thuận. Ngài ba đứa con cái so với chúng ta có tiền đồ a, bọn hắn cũng hiếu thuận a. Hiếu thuận cái rắm, gặp mặt so thăm tù còn khó.
Hứa Trường Thiện nhắc lên chuyện này khí liền không đánh một chỗ đến, chén rượu trong tay trùng điệp dừng một chút. Cao Tân Hoa ý thức được mình nói sai, tranh thủ thời gian bổ cứu nói, Thuần Lương tốt bao nhiêu a? Hiện tại đương cháu trai có rất ít cùng gia gia như thế thân cận. Nói lên Hứa Thuần Lương, Hứa Trường Thiện lập tức mặt mày hớn hở, cháu trai thật sự là càng ngày càng hiểu chuyện, mà lại hắn nguyện ý học y, tại phương diện y học ngộ tính còn rất cao, mình cuối cùng có người kế nghiệp. Hứa Trường Thiện cảm khái nói, người đều con nuôi nhìn thông minh, ta bị thông minh lầm cả đời. Duy nguyện hài nhi ngu lại lỗ, vô tai vô nạn đến công khanh. Đây là Tô Đông pha tẩy mà thơ, lưu truyền rất rộng. Hứa Trường Thiện lúc này đọc bài thơ này là lòng có cảm giác, nhìn nữ mỗi một cái đều là thành tích cao, tại trong mắt người khác đều có tiền đồ có bản lĩnh, nhưng hài tử càng là có bản lĩnh, liền rời đi ngươi càng xa. Một số thời khắc Hứa Trường Thiện đặc biệt đừng hâm mộ những cái kia phổ thông hài tử, mặc dù không có thành tích cao, làm lấy phổ thông công việc, nhưng người ta phụ mẫu nghĩ hài tử thời điểm tùy thời đều có thể nhìn thấy. Hắn muốn gặp nhi nữ thời điểm chỉ có thể gửi hy vọng ở ngày lễ ngày Tết, một số thời khắc, bởi vì công việc bận rộn ngay cả ăn Tết đều sẽ không trở về, cho nên mới sẽ sinh ra gặp mặt như thăm tù cảm giác. Nếu như không có cháu trai làm bạn, Hứa Trường Thiện thực khó nghĩ giống cuộc sống của mình sẽ là cái dạng gì, có lẽ hắn đã sớm nản lòng thoái chí, quan cái này hồi xuân đường. Cao Tân Hoa nghe được bài thơ này, trong lòng cũng sinh ra không nhỏ cảm xúc, nữ nhi phi thường ưu tú, cùng Hứa Thuần Lương 4 lần thi đại học, 4 lần thi rất lịch trình khác biệt, khuê nữ tốt nghiệp cấp 3 liền lấy Đông Châu Thị khoa học tự nhiên trạng nguyên thân phận bị Thủy Mộc trúng tuyển, nhưng là nữ nhi tốt nghiệp về sau chắc chắn sẽ không lại về Giang Châu công tác. Về sau nàng sẽ còn thi nghiên cứu đọc bác, xuất ngoại cũng tại kế hoạch của nàng bên trong, Hứa lão gia tử hôm nay tiếc nuối có lẽ chính là hắn tương lai tình cảnh. Nhìn qua ngay tại cho Hứa lão gia tử rót rượu Hứa Thuần Lương, Cao Tân Hoa lại có chút hâm mộ, nếu là nữ nhi có thể ở bên người thì tốt biết bao. Hứa Thuần Lương trò chuyện khởi Hứa Thuần Lương đang cùng theo mình học y, hiện tại quốc gia đã ý thức được y học Trung Quốc phát triển ra hiện vấn đề rất lớn, chính sách bên trên cũng gia tăng bồi dưỡng cường độ. Trung y sư thừa chính là một cái rất tốt chính sách, có cái này chính sách, Hứa Trường Thiện liền có thể danh chính ngôn thuận tướng cháu trai thu làm môn hạ, tướng một thân nghề nghiệp truyền thụ cho hắn, đương nhiên chính thức thủ tục cũng phi thường phức tạp. Cần truyền thống y học sư thừa quan hệ bản hợp đồng, bệnh viện đồng ý phụ giáo chứng minh, đồ đệ thẻ căn cước, trình độ giấy chứng nhận. Lão sư cũng muốn cầu có được 4 chứng, bằng cấp bác sĩ, hành nghề chứng, chức danh chứng, thẻ căn cước. Chữa bệnh cơ cấu hành nghề giấy phép sao chép kiện đóng dấu chồng con dấu, còn muốn có công chứng sách, thiếu một thứ cũng không được. Cái này một loạt thủ tục đều là Cao Tân Hoa thay làm, ban sơ Hứa Trường Thiện là muốn cho cháu trai tiến vào Trường Hưng Bệnh viện Trung Y Khoa, thậm chí dự định cùng Trường Hưng Bệnh viện hợp tác mở chuyên gia phòng khám bệnh, mình tự tay mang cháu trai, về sau tại Cao Tân Hoa khuyên nhủ dưới, mới quyết định buông tay, hiện tại xem ra buông tay quyết định là cực kỳ chính xác. Người trẻ tuổi chắc chắn sẽ có độc lập một ngày, mình quản quá nhiều, đối với hắn trưởng thành chưa chắc là chuyện tốt. Mặc dù Hứa Thuần Lương tại bệnh viện công việc dần dần tiến vào chính quy, nhưng Hứa lão gia tử vẫn còn có chút tiếc nuối, dù sao hắn kỳ vọng cháu trai có thể trở thành bác sĩ, tại bệnh viện xử lý hành chính công việc, luôn cảm giác không phải cái gì đường ngay. Hứa Trường Thiện nói, Tân Hoa, Thuần Lương lúc nào có thể đi Trung Y Khoa A? Cao Tân Hoa vốn cho rằng lão gia tử sớm liền để xuống chuyện này, không nghĩ tới hắn còn băn khoăn, Hứa Thuần Lương không có bằng cấp bác sĩ, hành nghề chứng, căn bản không có đủ làm thầy thuốc điều kiện, kỳ thật làm hành chính chỗ nào không tốt. Hiện tại tiểu tử này không phải đã thích ứng y tế chỗ công tác sao? Cao Tân Hoa nói, kia phải đợi hắn việc học có thành tựu, thông qua xuất sư khảo thí sau. Xuất sư kia không được 3 năm. Thuần Lương còn trẻ, có nhiều thời gian. Cao Tân Hoa nhìn Hứa Thuần Lương một cái nói, ngươi nhưng phải dụng tâm học tập A, xuất sư khảo thí cũng không có đơn giản như vậy, muốn kiểm tra cơ sở lý luận cùng thực tế thao tác, còn phải đang tiến hành y lâm sàng bảo vệ. Hứa Thuần Lương đối cái gì xuất sư khảo thí căn bản không có nhiều hứng thú, trình độ của hắn căn bản không cần khảo thí đi chứng minh, nghe nói phụ trách trung y lâm sàng bảo vệ chính là Chu Minh Viễn Chi Lưu, liền bọn hắn kia này trình độ làm sao xứng làm mình giám khảo. Hứa Thuần Lương nói, Cao Thúc nói đúng, ta có nhiều thời gian, không vội. Mấu chốt nhất là học được bản lĩnh thật sự. Có chuyện Cao Tân Hoa còn không có điểm phá, cho dù là Hứa Thuần Lương thuận lợi thông qua được xuất sư khảo thí cũng bất quá tương đương với phổ thông trường đại học văn bằng, còn phải thông qua một năm thực tập, sau đó mới có thể ghi danh trợ lý y sư đầy 5 năm mới có thể ghi danh hành nghề y sư khảo thí,
học y con đường này, dài dằng dặc lại gian khổ. Chu Văn Bân cùng Tằng Hồng Văn gặp mặt cũng không thoải mái, hắn đi qua liền cho rằng người làm ăn hám lợi, nhưng là không nghĩ tới Tằng Hồng Văn đem tiền coi trọng như vậy. Mặc dù Thạch Chí Vĩ vợ chồng cũng không có nói ra cụ thể bắt đền kim ngạch, nhưng là lấy Chu Văn Bân qua đi xử lý cùng loại tranh chấp kinh nghiệm tới nói, cần trước tiên nghĩ xấu nhất một bước, bởi vì y Mỹ trung tâm là nhận thầu phòng, tính chất tương đối đặc thù, cho nên Trường Hưng bệnh viện là không thể nào phụ trách bồi thường, hắn trước dò xét một chút Tằng Hồng Văn danh giới cuối cùng. Tằng Hồng Văn vừa mới bắt đầu biểu thị sẽ dốc toàn lực phối hợp giải quyết, nhưng là nàng có thể tiếp nhận đến tối đa cũng chính là trả lại Đông Mỹ Lệ tiền giải phẫu cùng tiền chữa bệnh, nàng cho là mình đã làm ra lớn nhất nhượng bộ, dù sao chuyện lần này tuyệt không phải Đông Mỹ Lệ công bố giải phẫu sự cố. Chu Văn Bân không thể không nhắc nhở Tằng Hồng Văn, vẻn vẹn làm ra trở lên bồi thường chỉ sợ người bệnh sẽ không hài lòng, hắn nhắc lên con kia bị tổn hại vòng tay, theo hắn một vị hiểu công việc bằng hữu nói. Con kia phỉ thúy ngọc vòng tay giá thị trường hẳn là tại chừng 5 vạn, không có Đông Mỹ Lệ nói đến khoa trương như vậy, nhưng cũng không rẻ, vạn nhất người ta có thể xuất cụ chính thức hóa đơn, liền sẽ phiền toái hơn. Tằng Hồng Văn nghe xong liền gấp, vòng tay của nàng là mình không cẩn thận ngã xuống, dựa vào cái gì để chúng ta bồi. Các ngươi điều giải thất không phải có giám sát sao? Chu Văn Bân nói, ta xem qua giám sát, bởi vì góc độ nguyên nhân cũng không thể đập rõ ràng. Tình huống lúc đó là Đông Mỹ Lệ cùng Thái chủ nhiệm phát sinh tứ chi tiếp xúc. Các ngươi nhiều người như vậy vì cái gì không bảo vệ Thái chủ nhiệm? Các ngươi có phải hay không muốn nhận gánh trách nhiệm? Tiểu Tăng, Mỹ Dung Khoa là ngươi nhận thầu phòng, nhận thầu trên hợp đồng là có quy định, xuất hiện chữa bệnh tranh chấp sinh ra hết thảy tổn thất muốn từ thầu khoán mình gánh chịu, nếu như ảnh hưởng đến bệnh viện danh dự, chúng ta có truy cứu trách nhiệm quyền lực. Chu chủ nhiệm ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa, ta là thầu khoán không giả. Nhưng Đông Mỹ Lệ sự tình trách nhiệm căn bản không tại chúng ta, là nàng cố tình gây sự, muốn dọa dẫm bắt chẹt, trả lại cho nàng tiền giải phẫu tiền chữa bệnh đã là chúng ta lớn nhất nhượng bộ. Nếu như nàng đưa ra cái gì vô lễ điều kiện ta đều đáp ứng, về sau Mỹ Dung Khoa công việc còn thế nào khai triển, đối bệnh viện tới nói cũng tạo một cái xấu điển hình, loại này oai phong tà khí tuyệt đối không thể dung túng. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, ta xử lý qua rất nhiều loại này những chuyện tương tự. Ta dám nói Đông Mỹ Lệ sẽ không từ bỏ ý đồ, không bài trừ lại đến gây chuyện khả năng. Để nàng náo đi, bệnh viện chúng ta nhiều như vậy bảo an không đều là ăn không ngồi rồi à. Bọn hắn nếu là không quản, còn có cảnh sát nhân dân đâu, ta cũng không tin pháp luật còn trị không được đám này y náo. Chu Văn Bân van nài bà thầm nghĩ, kiên trì nguyên tắc là đúng, nhưng là phải để ý sách lược, cần thiết nhượng bộ cũng là cần, một khi đem ảnh hưởng khuếch đại, sẽ cho Trường Hưng tạo thành tổn thất không thể lường được. Tằng Hồng Văn nói, người ý tứ cá nhân ta tổn thất không quan trọng, rõ ràng ta không sai, tại sao muốn tiếp nhận yêu cầu của bọn hắn. Đi qua ta liền nghe nói các người y tế chỗ cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt, hôm nay ta xem như kiến thức. Nói như vậy liền không có ý nghĩa, chúng ta là đang giúp người nhóm giải quyết vấn đề. Cảm ơn, ngày mai ta cùng bọn hắn trực tiếp đàm, không phải liền là muốn tiền sao. Bọn hắn nếu là dám công phu sư tử ngoạm, ta liền cáo bọn hắn đe dọa. Tằng Hồng Văn biểu hiện được phi thường cường thế. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Chu Văn Bân gặp nàng thái độ này cũng lười nhiều tốn nước bọt, nếu như không phải cố viện cho hạ tử mệnh lệnh, hắn mới lười nhắc quản cái này sạp hàng lạn sự. Tằng Hồng Văn cùng Cố Hậu Nghĩa quan hệ hắn cũng là có nghe thấy, không phải Cố Hậu Nghĩa cũng sẽ không đem hắn cho gọi vào văn phòng tận tâm chỉ bảo, Chu Văn Bân lại không phải người ngu, coi như Thái Vinh Quyên được sủng ái. Cố Hậu Nghĩa cũng không có khả năng bởi vì nàng phê bình mình, đại lão bản lo lắng phải là Mỹ Dung trung tâm sự tình sẽ liên lụy đến chính hắn. Chu Văn Bân lại không thể mặc kệ, hắn chủ động liên hệ một chút Đông Mỹ Lệ, chủ yếu là nghĩ trấn an một chút tâm tình của nàng, thuận tiện tìm hiểu một chút nàng tố cầu. Đông Mỹ Lệ thế mà biểu hiện được phi thường tỉnh táo, nói cho Chu Văn Bân, sáng sớm ngày mai sẽ đi Trường Hưng đàm bồi thường sự tình. Nàng bình tĩnh ngữ khí để Chu Văn Bân thấy được giải quyết vấn đề hy vọng, cùng Đông Mỹ Lệ xác định thời gian, ngày mai 10 giờ sáng, hắn sẽ an bài Mỹ Dung trung tâm người phụ trách cùng tương quan chuyên gia cùng với nàng gặp mặt. Hứa Thuần Lương đối cái này khởi sự kiện kính nhi viễn chi, chuyện này cũng không phải hắn phụ trách, Chu Văn Bân lo lắng hắn trẻ tuổi nóng tính cùng Thạch Chí Vĩ gặp mặt sau lại lần phát sinh xung đột, thế là an bài hắn đi cục vệ sinh tham gia một cái nghiệp vụ học tập, lúc đầu Chu Văn Bân chuẩn bị mình đi. Nhưng Đông Mỹ Lệ sự tình hắn nhất định phải tự mình theo vào xử lý. Hứa Thuần Lương đi vào cục vệ sinh phòng họp lớn, hắn lần đầu tham gia dạng này huấn luyện,
mặc dù tham gia hội nghị đều là hệ thống vệ sinh tương quan công tác đồng nghiệp, nhưng là hắn không biết cái nào, nghe nói trên cơ bản đều là các bệnh viện lớn bên trong cao tầng cán bộ. Hứa Thuần Lương tại đánh dấu sổ ghi chép bên trên viết xuống Chu Văn Bân danh tự cùng bệnh viện, đây là lão Chu yêu cầu. Hắn đánh dấu thời điểm, một vị hơn 30 tuổi nam tử ở một bên chờ lấy, Hứa Thuần Lương ký xong chữ thuận tiện tướng bút đưa cho hắn, hướng hắn thân mật cười cười. Hứa Thuần Lương tìm cái hàng sau chỗ ngồi xuống, hắn đi ngược chiều sẽ không có hứng thú gì, lựa chọn vị trí này chủ yếu là chờ một lúc thuận tiện đào ngũ. Chưa ngồi được bao lâu, vừa rồi tên nam tử kia cũng tới đến bên cạnh hắn ngồi xuống, hai người liếc mắt nhìn nhau, tương hỗ gật đầu lên tiếng chào. Ngươi chính là Trường Hưng Bệnh viện Chu Văn Bân chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương nghe hắn hỏi như vậy, lập tức liền ý thức được mình khả năng lộ vùi lấp, cười nói, ngài nhận biết a? Nam tử kia thần thần bí bí nói, không quen, trước đó gặp qua hai lần. Hứa Thuần Lương đã xác định mình bị người ta khám phá, thấp giọng nói, nhìn thấu không nói thấu. Đối phương nở nụ cười, chủ động hướng hắn vươn tay ra, ta gọi Triệu Phi Dương, trung tâm bệnh viện y tế chỗ. Trường Hưng Bệnh viện Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương cùng hắn nắm tay, tay của đối phương khoan hậu ấm áp. Huấn luyện còn chưa bắt đầu, hai người hàn huyên, đối phương phi thường hay nói, hỏi hắn một chút Trường Hưng Bệnh viện tình huống, Hứa Thuần Lương là cái có tâm cơ người, mặc dù đối Trường Hưng không có gì tình cảm, nhưng ở trước mặt người ngoài cũng đem Trường Hưng thổi phồng đến mức tựa như hoa. Nói chuyện phiếm bên trong biết, đối phương là trung tâm bệnh viện y tế chỗ, cùng hắn là đồng hành, Triệu Phi Dương đối Trường Hưng Bệnh viện hai kỳ xây dựng thêm công trình rất có hứng thú, hỏi thăm có phải hay không đã bắt đầu động công. Hứa Thuần Lương mặc dù cả ngày từ công trường bên cạnh trải qua, nhưng hắn cũng không rõ ràng trước mắt đến một bước nào, bất quá có một chút hắn có thể xác định, động rời công trình đã viên mãn hoàn thành, hộ không chịu di rời biểu tượng hồi xuân đường đều đã dọn nhà, nhà bọn hắn vừa đi, cái khác phá dỡ hộ liền đã mất đi chủ tâm cốt. Hứa Thuần Lương tham gia huấn luyện thời điểm, Trường Hưng Bệnh viện trong phòng hội nghị nhỏ, chính diễn ra vừa ra không có khói lửa chiến đấu. Chu Văn Bân cùng Tằng Hồng Văn trước kia liền đi tới phòng họp. Vì đề phòng người bệnh nháo sự, bảo vệ khoa cũng phái ra 6 tên bảo an, đề phòng ngoài ý muốn tình trạng phát sinh. Lúc 10 giờ, mời tới giám định tổ cũng đến. Thạch Chí Vĩ vợ chồng lại chậm chạp chưa tới. Tằng Hồng Văn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, có chút buồn bực nói, tình huống như thế nào? Đều qua 15 phút, muốn hay không gọi điện thoại cho bọn họ? Chu Văn Bân lắc đầu, cùng người bệnh mỗi lần đàm phán đều là một lần tâm lý chiến, loại tình huống này tuyệt không phải lần thứ nhất. Đối phương chính là muốn tiêu hao sự chịu đựng của bọn hắn, để bọn hắn đang chờ đợi bên trong hóa thành bị động. Chu Văn Bân có chút muốn cười, loại này mánh khóe cũng không tránh khỏi quá tiểu nhi khoa, sớm tối đều phải mặt đối mặt đàm phán, sớm tối đều phải đưa ra điều kiện của bọn hắn, làm gì túi lớn như vậy vòng tròn, gọn gàng dứt khoát nói ra tốt bao nhiêu. 10 giờ rưỡi, Thạch Chí Vĩ cặp vợ chồng cuối cùng đã tới, đi vào phòng họp ngay cả câu xin lỗi nói đều không nói. Đông Mỹ Lệ đầu tiên lưu ý đến Thái Vinh Quyên không tại, nghiêm nghị nói, Thái Vinh Quyên đâu? Nàng làm sao không đến? Chu Văn Bân nói, dựa theo bệnh viện chúng ta xử lý chuyện quá trình, Thái chủ nhiệm hôm nay cần né tránh, vị này là Mỹ Dung trung tâm người phụ trách Tằng chủ nhiệm, nàng có thể đại diện toàn quyền Thái chủ nhiệm. Kỳ thật hội nghị hôm nay mời Thái Vinh Quyên, nhưng là Thái Vinh Quyên kiên trì không chịu có mặt, Chu Văn Bân cũng không có cách, cũng không thể đem nàng cho buộc tới. Tằng Hồng Văn hướng vợ chồng bọn họ hai cười cười, ngồi trước đi. Cặp vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, đang cho bọn hắn an bài tốt chỗ ngồi xuống. Chu Văn Bân tướng chuyên gia tổ thành viên giới thiệu cho bọn hắn. Đông Mỹ Lệ nói, ai bảo các ngươi tìm người giúp ta giám định. Các ngươi Trường Hưng Bệnh viện cũng thật là lợi hại, bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị hát đôi, làm cái bẫy để chúng ta chui có phải không? Chu Văn Bân giải thích nói. Đây đều là chúng ta Đông Châu thị Mỹ Dung giới quyền uy. Thạch Chí Vĩ nói, người ít đến, cái gì cầu thí quyền uy, đừng lừa gạt chúng ta. Mấy vị chuyên gia tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai người này tố chất cũng quá kém, không phải xem ở tiền phân thượng, ai vui lòng tranh đoạt vũng nước đục này. Ta không tin tưởng các ngươi Trường Hưng Bệnh viện mời tới giám định tổ, ngươi để bọn hắn rút lui, không phải hôm nay liền không nói. Đông Mỹ Lệ đứng dậy làm bộ muốn đi. Chu Văn Bân không có cách, chỉ có thể trước đem chuyên gia tổ mời ra ngoài, hôm nay mời chuyên gia tiền là mất trắng, còn phải hướng bọn hắn chịu tội. Chuyên gia rút lui về sau, Tằng Hồng Văn nói, ta là Mỹ Dung trung tâm người phụ trách, không biết hai vị có cái gì tố cầu.
Chu Văn Bân để Trình Tiểu Hồng cho đưa lên hai bình nước khoáng, ướp lạnh, cặp vợ chồng hỏa khí như thế lớn, trước giúp bọn hắn đi trừ hỏa. Thạch Chí Vĩ vặn ra rót hai cái, từ trong túi áo lấy ra một hộp khói. Trình Tiểu Hồng nhắc nhở, Thạch tiên sinh, thật xin lỗi, nơi này không cho phép hút thuốc. Thạch Chí Vĩ căn bản không để ý nàng, vẫn rút ra một điếu thuốc lá nhóm lửa, Chu Văn Bân hướng Trình Tiểu Hồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hôm nay trọng điểm là bàn điều kiện, thăm dò hai người này át chủ bài, những chuyện khác liền mở một con mắt nhắm một con mắt được rồi. Đông Mỹ Lệ từ trong sắc tay lấy ra thủ trạc hóa đơn sao chép kiện đưa tới. Tằng Hồng Văn nhận lấy, tìm tới kim ngạch bộ phận, số lượng là 888,0008, hóa đơn ngày là 3 năm trước đây. Tằng Hồng Văn ý thức được đối phương muốn mượn lấy chuyện này hung hăng gõ lên một khoản, nàng đem sao chép kiện đẩy trở về, mỉm cười nói, ngài đây là ý gì a? Đông Mỹ Lệ nói, có ý tứ gì? Ít cùng ta chứa, ta Phỉ Thúy vòng tay bị các ngươi thái chủ nhiệm cho ngã, đây là 3 năm trước đây trưởng phu ta lễ vật tặng cho ta, lúc ấy giá trị cứ như vậy nhiều, mấy năm gần đây Phỉ Thúy hành tình ngươi hẳn phải biết a. Người ta cho ta về mua giá đều ra được 800 vạn. Chu Văn Bân trong lòng tự nhủ hai người này thật là dám muốn, 800 vạn, các ngươi tại sao không đi đoạt. Hắn nhìn một chút Tằng Hồng Văn từ nhận thầu Mỹ Dung trung tâm chỉ sợ tổng cộng cũng không có kiếm nhiều như vậy đi, nàng chắc chắn sẽ không đáp ứng. Tằng Hồng Văn cho rằng đối phương chính là đe dọa, vòng tay sự tình không thuộc quyền quản lý của ta, các ngươi có thể báo cảnh, để cảnh sát đến xử lý, nếu là cảnh sát xử lý không được, có thể tìm pháp viện. Đông Mỹ Lệ trên bàn hung hăng vỗ một cái, đứng dậy, khí thế hung hăng nói, Thái Vinh Quyên không phải là các ngươi Mỹ Dung trung tâm. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi có thể đại diện toàn quyền sao? Chu Văn Bân giúp đỡ nói một câu nói, mọi người đừng kích động, chúng ta mục đích hôm nay là giải quyết chữa bệnh bên trên vấn đề, vòng tay sự tình quay đầu bàn lại. Đông Mỹ Lệ nói, được, vậy liền nói chuyện giải phẫu, ta hiện tại hai con mắt một lớn một nhỏ, lại ngứa vừa đau, thấy gió rơi lệ. Ban đêm đi ngủ ngay cả con mắt đều bế không lên, tất cả đều là Thái Vinh Quyên giải phẫu sai lầm tạo thành, nàng đem ta hủy khuôn mặt, đem ta nửa đời sau làm hỏng, các ngươi nói ứng làm như thế nào phụ trách. Tằng Hồng Văn nói, nhưng trước đó giám định cho thấy, thủ thuật của ngươi cũng không vấn đề, ngươi thuật hậu khôi phục cũng tại bình thường phạm vi bên trong. Đông Mỹ Lệ nói, các ngươi mời người giám định đương nhiên hướng về các ngươi nói chuyện, trên người ta vấn đề, ta so với ai khác đều rõ ràng. Nếu như ngươi không tin tưởng chúng ta giám định kết quả, ngươi có thể đi bất luận cái gì quyền uy cơ cấu giám định, nếu như cho thấy thủ thuật của chúng ta hoàn toàn chính xác có vấn đề, chúng ta khẳng định sẽ gánh chịu tất cả trách nhiệm. Thạch Chí Vĩ nắm lên trên bàn bình nước suối khoáng hung hăng đập xuống đất, dọa người chung quanh nhảy một cái. Thạch Chí Vĩ chỉ vào Tằng Hồng Văn nói, đó chính là không thừa nhận. Tằng Hồng Văn trong lòng có chút sợ hãi, cố giả bộ trấn định nói, có phải hay không giải phẫu sự cố? Ta nói không tính, các ngươi nói cũng không tính, lấy cơ cấu giám định kết quả làm chuẩn. Thạch Chí Vĩ hướng Đông Mỹ Lệ nói, đã sớm bảo ngươi đừng đến, cùng bọn hắn đám người này có thể nói ra kết quả gì. Đều là chút chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hạng người. Chu Văn Bân nói, ngươi nói như vậy liền không đúng, chúng ta Trường Hưng bệnh viện là tràn ngập thành ý, căn cứ chúng ta giám định kết quả, Đông Mỹ Lệ nữ sĩ giải phẫu không cấu thành giải phẫu sự cố, nếu như các ngươi không đồng ý chúng ta giám định kết quả. Có thể lựa chọn trong nước bất luận cái gì một nhà quyền uy cơ cấu, giám định phí tổn chúng ta có thể gánh chịu, dạng này các ngươi hài lòng không? Thạch Chí Vĩ chém đinh chặt sắt nói, không hài lòng. Chu Văn Bân nói, vậy các ngươi nói như thế nào giải quyết? Nói điều kiện của các ngươi. Thạch Chí Vĩ tướng sớm đã chuẩn bị xong một chương bắt đền danh sách đưa tới, Tằng Hồng Văn tiếp nhận, nhìn thấy phía trên viết. Thừa nhận giải phẫu sự cố, công khai hướng Đông Mỹ Lệ xin lỗi. Trả lại toàn bộ tiền giải phẫu tiền chữa bệnh 38,000 nguyên, gánh chịu đến tiếp sau chỉnh hình tất cả phí tổn, bồi thường tổn thất tinh thần phí 50 vạn nguyên, bồi thường vòng tay tổn thất phí 100 vạn nguyên. Mặc dù không có không hợp thói thường đến để nàng xuất ra 800 vạn bồi vòng tay, nhưng cái giá tiền này cũng đã là công phu sư tử ngoạm. Chu Văn Bân tiếp đi qua nhìn một lần, đối cái này kim ngạch hắn cũng không kinh ngạc, muốn càng nhiều có khối người, trước đó cái kia Vương Đại Lôi mở miệng muốn 300 vạn bồi thường. Cuối cùng còn không phải 3 vạn khối liền giải quyết. Bồi thường danh sách liệt kê phi thường rõ ràng, hai người này hẳn là tìm chuyên gia tính toán qua, để Chu Văn Bân cảm thấy giật mình là giải phẫu tiền chữa bệnh, hắn làm sao cũng không nghĩ đến một cái đơn giản mắt hai mí giải phẫu phải tốn rơi 38,000 nguyên.
Mỹ Dung trung tâm thu phí cao như vậy, khó trách Thái Vinh Quyên ngay cả lao vụt đều lái. Tằng Hồng Văn nói, các ngươi không cảm thấy yêu cầu quá bất hợp lý sao? Điều kiện như vậy ta không có khả năng đáp ứng. Chu Văn Bân âm thầm kêu khổ, đàm phán không phải cái dạng này, Tằng Hồng Văn không có xử lý qua tranh chấp kinh nghiệm, cách làm chính xác hẳn là trước cho chuyện này hạ nhiệt độ, trước ổn định hai người này lại nói. Chu Văn Bân đề nghị, nếu không, trước tiên đem phần văn kiện này để ở chỗ này, chúng ta cần thảo luận một chút. Không cần thảo luận, loại điều kiện này không có chỗ để đàm phán. Tằng Hồng Văn nghĩ thầm, lão nương tân tân khổ khổ kiếm được tiền, muốn lừa gạt ta không dễ dàng như vậy. Thạch Chí Vĩ cười nói, đó chính là không có nói chuyện. Chu Văn Bân nói, đàm đương nhiên cần, nhưng là mọi người cần muốn trở về lý tính, suy nghĩ tại hiện thực. Các ngươi đừng hối hận. Thạch Chí Vĩ đứng người lên, Đông Mỹ Lệ đi theo đứng lên, cặp vợ chồng cũng không quay đầu lại rời đi. Hội đàm vừa mới bắt đầu liền đã kết thúc, Chu Văn Bân hướng Tằng Hồng Văn nói, ngươi không nên tại chỗ cự tuyệt a. Tằng Hồng Văn nói, loại này yêu cầu vô lý không cự tuyệt ta còn có thể đáp ứng a. A, minh bạch, dù sao không phải ngươi bỏ tiền. Chu Văn Bân nói, ta không phải ý tứ này, giải quyết vấn đề là có phương pháp cùng kỹ xảo, ngươi làm như thế, sẽ chỉ đem mâu thuẫn tiến một bước kích thích. Kích thích liền kích thích, bọn hắn còn dám làm gì a? Tằng Hồng Văn lời còn chưa nói hết, điện thoại liền đánh tới. Mỹ Dung trung tâm xảy ra chuyện, một đám lão thái thái tại Mỹ Dung khoa ngăn cản người khác liền xem bệnh, nhiễu loạn chữa bệnh trật tự. Thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, Tằng Hồng Văn cuống quýt đuổi đến trở về. Chu Văn Bân thực tình không muốn quan tâm nàng nhàn sự, hầm hừ trở lại văn phòng, bưng từ bản thân tráng men trà vạc, liên tiếp rót mấy ngụm lớn lạnh thấu hoa nhài. Trình Tiểu Hồng nhìn ra hắn tâm tình không tốt, cũng không dám quấy rầy hắn, cầm tấm kia bắt đền danh sách nghiên cứu, nhìn thấy bắt đền kim ngạch cũng giật nảy mình, kia vòng tay thế mà muốn 100 vạn, bọn hắn cầm nhặt được mảnh vỡ tìm chuyên gia nhìn, tối đa cũng chính là 5 vạn, cặp vợ chồng thật là dám muốn, không qua người ta cung cấp hóa đơn sao chép kiệt, phía trên kim ngạch viết rõ ràng, chưa chừng bọn hắn lúc trước mua sắm tay này vòng tay thời điểm liền xài nhiều tiền như vậy đâu. Chu Văn Bân chưa ngồi được bao lâu, môn trần bộ liền gọi điện thoại tới, hy vọng bọn họ đi hiệp trợ xử lý vấn đề, Chu Văn Bân nói cho bọn hắn mình đang họp. Trình Tiểu Hồng đi tới giúp hắn tục nước, Chu Văn Bân nói, Hứa Thuần Lương đâu? Ngài không phải để hắn đi cục vệ sinh đi họp. Chu Văn Bân vỗ vỗ phát tài dần dần cao trán, sự tình quá nhiều, đầu đều hồ đồ rồi, thế mà ngay cả mình an bài sự tình đều quên, sớm biết hôm nay tình trạng này, còn không bằng tự mình đi cục vệ sinh họp. Trình Tiểu Hồng nói, Mỹ Dung trung tâm làm sao đột nhiên nhiều chuyện như vậy? Chu Văn Bân nói, đoán chừng vẫn là Đông Mỹ Lệ cặp vợ chồng dở trò. Văn phòng điện thoại lại vang lên, Chu Văn Bân bàn giao Trình Tiểu Hồng, chỉ cần tìm hắn liền nói hắn không tại. Trình Tiểu Hồng cầm điện thoại lên, quả nhiên là tìm Chu Văn Bân, dựa theo Chu Văn Bân phân phó đáp, Chu chủ nhiệm lúc này không tại. Thanh âm của đối phương lập tức nghiêm nghị, đi làm trong lúc đó, hắn không tại bản chức cương vị đi nơi nào. Lập tức tìm tới hắn, để hắn đến phòng làm việc của ta. Trình Tiểu Hồng lúc này mới nghe ra là viện trưởng Cố Hậu Nghĩa, cái này cũng trách không được nàng, bình thường nàng cùng viện trưởng giao lưu cơ hội lại không nhiều, cho đến giờ phút này nàng mới nghe được, lập tức nói, được rồi, Cố viện trưởng, ta lập tức đi tìm, lập tức. Cố Hậu Nghĩa đã cúp điện thoại. Chu Văn Bân mộng, Cố viện điện thoại ngươi làm sao không cho ta tiếp đâu. Ta không nghe ra đến a, hắn lại không nói mình là ai. Trình Tiểu Hồng một mặt vô tội. Chu Văn Bân không phản bác được, đại lão bản truyền triệu hắn không dám không nghe theo, vội vàng hấp tấp tiến đến phòng làm việc của viện trưởng. Trải qua viện xử lý thời điểm, Lưu Đăng Khoa cho hắn một lời nhắc nhở, viện trưởng hôm nay tâm tình không tốt, để hắn cẩn thận một chút. Chu Văn Bân gõ cửa phòng, kỳ thật văn phòng không đóng cửa, giữ lại tấc hơn rộng khe hở, rất rõ ràng Cố Hậu Nghĩa chừa cho hắn lấy cửa, liền chờ hắn tới. Tiến đến. Chu Văn Bân hoạt động một chút bộ mặt biểu lộ, lúc này mới đẩy cửa đi vào, thuận thế tướng môn đóng lại, dự cảm đến khẳng định phải bị phê bình, đóng cửa lại tránh khỏi bị những người khác nghe được. Cố Hậu Nghĩa xanh mét gương mặt, xem xét sắc mặt này liền biết thật tức giận. Chu Văn Bân nói, Cố viện, ta vừa rồi đi nhà cầu. Không cần giải thích, Chu Văn Bân, uổng ta đối với ngươi coi trọng như vậy, tướng trọng yếu như vậy bộ môn giao cho ngươi, ngươi cũng làm cái gì? Cố viện. Ta chỗ nào làm sai? Chỗ nào làm sai? Cố Hậu Nghĩa đứng dậy,
nhìn hằm hằm Chu Văn Bân, ngươi là cái gì cũng không biết ha. Hắn móc ra điện thoại di động của mình, ấn mở coi thường nhiều lần. Chu Văn Bân đến gần xem thử hình tượng đầu ông đến liền lớn, Đông Mỹ Lệ vậy mà tướng duy quyền trong video truyền đến xã giao truyền thông, trong video Đông Mỹ Lệ cái mũi một thanh nước mắt một thanh, lên án Trường Hưng bệnh viện giải phẫu sự cố, đem nàng hủy dung còn đưa nàng vô tận thống khổ. Nữ nhân này tuyệt đối là cái diễn kỹ phái, mà lại video này hẳn là tỉ mỉ chuẩn bị xong, tại trong video ít kỳ mấy điểm, tất cả đều chỉ hướng Trường Hưng bệnh viện yếu hại. 1. Giá trên trời tiền giải phẫu tiền chữa bệnh, viễn siêu bình thường thu phí tiêu chuẩn. 2. Mổ chính bác sĩ Thái Vinh Quyên y thuật phụng về, y đức không có. 3. Trường Hưng bệnh viện ỷ thế hiếp người, đối diện bình thường duy quyền thô bạo cự tuyệt, thậm chí đối nàng ra tay đánh nhau, hư hại nàng giá trị 300 vạn vòng tay phỉ thúy. Chu Văn Bân nhìn đến đây lưng đều toát ra mồ hôi lạnh tới, cũng không biết lúc nào đập đến video, ở giữa còn có vài đoạn lấy ra video. Ngay cả hắn cũng ở bên trong, nhìn một chút điểm tán đếm đều vượt qua 1000, chứng minh video đã có tương đương nhiệt độ. Chu Văn Bân nói, căn bản chính là ngậm máu phun người a. Cố Hậu Nghĩa cả giận nói, ngậm máu phun người, dân chúng nhưng không biết chuyện thật giả, ta cho ngươi đi giải quyết vấn đề, không phải để ngươi đem ảnh hưởng khuếch đại, Trường Hưng bệnh viện thanh danh đều bị các ngươi cho bại phôi. Lúc này có người gõ cửa một cái, Cố Hậu Nghĩa ngay tại nổi nóng, cả giận nói, ai? Viện xử lý chủ nhiệm Lưu Đăng Khoa có chút hốt hoảng đi đến, Cố Hậu Nghĩa hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, trách cứ hắn không trải qua mình cho phép liền đẩy cửa vào. Lưu Đăng Khoa cũng là không có cách, nếu như không phải sự tình khẩn cấp hắn cũng không gặp qua tới quấy rầy. Hắn cầm điện thoại di động của mình, Cố Việt, sự tình làm lớn chuyện, ngài nhìn cái video này. Cố Hậu Nghĩa đưa di động cầm tới, cái video này là Thạch Chí Vĩ quay chụp, hắn đang đứng tại Trường Hưng Bệnh viện Mỹ Dung trung tâm cổng. Chỉ vào Mỹ Dung trung tâm đại môn lòng đầy căm phẫn lên án, tại cái video này bên trong, hắn chẳng những công khai Mỹ Dung trung tâm bị Trường Hưng bệnh viện nhận thầu cho Mân Nam tịch thương nhân Tằng Hồng Văn, còn vạch trần, để cái này Tằng Hồng Văn là Trường Hưng bệnh viện viện trưởng Cố Hậu Nghĩa thân ngoại sinh nữ. Cố Hậu Nghĩa cảm thấy một trận choáng đầu, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tại đương kim từ truyền thông đại hành kỳ đạo thời đại, căn bản không có bất kỳ bí mật có thể nói. Hắn sở dĩ tự mình ra mặt nhắc nhở Tằng Hồng Văn cùng Chu Văn Bân phải thận trọng xử lý mau chóng xử lý, chính là lo lắng sẽ xảy ra chuyện như thế, nhưng xấu nhất tình trạng cuối cùng vẫn là phát sinh. Lưu Đăng Khoa nói, chẳng những là coi thường nhiều lần, rất nhiều xã giao trên bình đài đều có, bọn hắn hẳn là tỉ mỉ bày ra, sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Đủ rồi, Cố Hậu Nghĩa giận dữ hét. Lưu Đăng Khoa cùng Chu Văn Bân dọa đến đều là khẽ run rẩy. Cố Hậu Nghĩa gấp siết chặt điện thoại. Lưu Đăng Khoa có chút hối hận mình đưa di động cho hắn, đây chính là lão bà vừa mua cho mình, đại lão bản sẽ không phải tức giận phía dưới ném điện thoại di động đi. Cố Hậu Nghĩa mím môi nhẹ gật đầu, vẫn là đem điện thoại còn đưa Lưu Đăng Khoa, đây chính là các ngươi xử lý kết quả. Lưu Đăng Khoa trong lòng tự nhủ không quan hệ với ta lại không chịu trách nhiệm cái này một khối. Chu Văn Bân nói, ta lập tức liên hệ bọn hắn, để bọn hắn mau chóng đem video xóa bỏ. Ngươi có thể hay không động não? Hiện tại video đã khuếch tán ra đến, coi như kẻ đầu têu đem video xóa bỏ, trên mạng nhiều như vậy phát video ngươi có thể xóa sạch sẽ. Ta, Chu Văn Bân cũng là không may, mình hoàn toàn là cõng nồi, trách nhiệm không tại hắn, nếu như Tằng Hồng Văn hiệp thương thời điểm thái độ không phải cường ngạnh như vậy, thế cục cũng sẽ không khiến cho bị động như thế. Cố Hậu Nghĩa có chút buồn bực phất phất tay. Lưu Đăng Khoa hướng Chu Văn Bân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người xám xịt lui ra ngoài. Chu Văn Bân đến đi ra bên ngoài hướng Lưu Đăng Khoa khiêm tốn thỉnh giáo nói, lão đệ, người giúp ta nghĩ một chút chủ ý, hiện tại chuyện này làm như thế nào dập lửa. Lưu Đăng Khoa thở dài nói, đều lửa cháy đến nơi, bây giờ nói dập lửa đã chậm, mạng lưới giám thị bộ môn người có quan hệ không? Chu Văn Bân lắc đầu, Lưu Đăng Khoa nhắc nhở hắn, việc cấp bách là muốn để mạng lưới giám thị bộ môn ra mặt, tướng những cái kia không chịu trách nhiệm video tin tức tất cả đều che đậy. Nhưng là hắn quan hệ xã hội không đủ trình độ cấp độ này. Lưu Đăng Khoa vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, sự tình như là đã phát sinh, ngươi cũng đừng có gấp, trời sập xuống còn có. Hắn hướng phòng làm việc của viện trưởng phương hướng nhìn thoáng qua. Chu Văn Bân hiểu được hắn ý tứ, Cố Hậu Nghĩa khẳng định phải tự mình hỏi tới, bởi vì hiện tại lửa đã đốt tới trên người hắn, nếu như mặc cho loại này video khắp nơi truyền bá, đối danh dự của hắn tổn hại rất lớn. Lấy Cố Hậu Nghĩa thân phận cùng quan hệ xã hội,
hẳn là có thể dập tắt trận này đột nhiên xuất hiện dư luận chi hỏa. Hứa Thuần Lương tại cục vệ sinh tham gia xong buổi sáng huấn luyện, giữa trưa cầm hội nghị chủ sự đơn vị phát bữa ăn khoán đi nhà ăn ăn tiệc đứng, Triệu Phi Dương cùng hắn cùng một chỗ, thông qua một buổi sáng giao lưu, hai người đã hết sức quen thuộc, Hứa Thuần Lương hiểu rõ đến Triệu Phi Dương nay tuổi 39 tuổi, là trung tâm bệnh viện y tế chỗ phó chủ nhiệm. Triệu Phi Dương chủ động tăng thêm hắn phương thức liên lạc, lúc ăn cơm, Triệu Phi Dương soát đến Trường Hưng Bệnh viện Mỹ Dung trung tâm tranh chấp video, đưa cho Hứa Thuần Lương nhìn. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian dùng điện thoại di động của mình lục soát một chút, phát hiện tương quan video chú ý độ cực cao, mà lại dân mạng một nước đứng đội người bệnh một phương, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ huyên náo như thế lớn. Làm nửa ngày Mỹ Dung trung tâm nhận thầu thương là viện trưởng Cố Hậu Nghĩa cháu gái, chuyện này hắn cũng là thông qua video mới biết được. Triệu Phi Dương nói, ngươi không phải y tế chỗ sao? Chuyện này náo như thế lớn ngươi không biết. Hứa Thuần Lương nhíu mày. Hắn vẫn rất có chút tập thể vinh dự cảm giác, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, lần này Trường Hưng bệnh viện tại hệ thống vệ sinh lại nổi danh, chuyện này ta biết, hai người này căn bản chính là vô lại, nữ tại bệnh viện chúng ta Mỹ Dung khoa động cái mắt hai mí giải phẫu, không phải nói là chữa bệnh sự cố, bị hủy dung, liền dung mạo của nàng kia tính tình, ai có thể đem nàng cho hủy dung a? Triệu Phi Dương nở nụ cười, hắn đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú, tiếp tục xem lấy tương quan video. Dứt bỏ đúng sai không nói, sự tình không nên huyên náo như thế lớn, xã hội bây giờ dư luận bên trên thiên về một bên đều là đồng tình người bệnh, chúng ta chữa bệnh hệ thống bị yêu ma hóa, dư luận nháo đến loại tình trạng này, ăn thiệt thòi đến chỉ có thể là bệnh viện, có chút tổn thất thậm chí là không thể đo lường. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, ngươi một ngoại nhân đương nhiên nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, dù sao cùng ngươi lại không quan hệ, lay một ngụm cơm nói. Nếu như là ngươi gặp được loại sự tình này, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Trước làm yên lòng người bệnh cảm xúc, mặc kệ bọn hắn đưa ra yêu cầu gì, đều muốn trước cho bọn hắn hy vọng, để bọn hắn cho rằng bệnh viện sẽ chăm chú cân nhắc bọn hắn tố cầu. Kế hoãn binh. Triệu Phi Dương cười nói, không tệ, chính là kế hoãn binh a, Tào Quế Luận chiến ngươi hẳn phải biết, nhất cổ tác khí, lại mà suy ba mà kiệt, trước làm hao mòn rơi bọn hắn lệ khí, vì bước kế tiếp đàm phán chuẩn bị sẵn sàng. Mau chóng điều tra ra gia đình của bọn hắn bối cảnh cùng quan hệ xã hội, chỉ cần là người liền sẽ có nhược điểm, chỉ cần tìm được nhược điểm của bọn hắn, cũng đã tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Hứa Thuần Lương vẫn luôn không có đem lần này tranh chấp để ở trong lòng, chủ yếu là hắn từ vừa mới bắt đầu đối Thái Vinh Quyên không có hảo cảm, căn bản không muốn vì loại nữ nhân này xuất lực. Triệu Phi Dương người này không đơn giản a, xử lý sự tình ngay ngắn rõ ràng, tiến thối có độ, người này nếu là Trường Hưng y tế chỗ chủ nhiệm. Khẳng định so Chu Văn Bân mạnh hơn một bậc, phải nói không chỉ một bậc. Phương pháp của ngươi không tệ, nhưng chuyện bây giờ đã làm lớn chuyện, những biện pháp này đoán chừng không được tác dụng quá lớn. Triệu Phi Dương nói, dư luận là một thanh kiếm hai lưỡi, bọn hắn có thể lợi dụng các ngươi cũng có thể lợi dụng, mặc dù bây giờ giảng cứu ngôn luận tự do, nhưng cũng không thể tùy tiện phát những cái kia không có chứng cứ rõ ràng tin tức, nếu không xã hội khẳng định lộn xộn, các ngươi hẳn là trước tiên liên hệ cục giám sát internet bộ môn. Thanh trừ những video này, cảnh cáo chuyện kẻ đầu têu, nếu như chứng thực bọn hắn dính líu phỉ báng tạo ra sự thật, có thể truy cứu luật pháp của bọn hắn trách nhiệm. Mau chóng phát ra làm sáng tỏ thông cáo, mức độ lớn nhất giảm bớt xã hội ảnh hưởng trái chiều. Hứa Thuần Lương khen, có thể a, à, người đầu óc này không làm y tế chỗ một thanh đáng tiếc. Triệu Phi Dương cười nói, trong nội viện ngược lại là có để bà ta ý tứ. Ta nhìn ngươi đi, chờ ngươi làm tới chủ nhiệm. Ta mời ngươi ăn cơm cho ngươi ăn mừng một chút. Một lời đã định. Hứa Thuần Lương trở lại bệnh viện, đã sắp tan việc, lúc đầu hắn hoàn toàn có thể không đến bệnh viện, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, thân là y tế chỗ một phần tử nếu là không xuất hiện, giống như có chút không thể nào nói nổi. Trở lại văn phòng, thế mà không ai, hắn đem chủ sự đơn vị phát đến vật kỷ niệm đặt ở Chu Văn Bân trên bàn công tác. Lúc này Trình Tiểu Hồng khóc đi trở về, Hứa Thuần Lương kinh ngạc nói, thế nào? Hắn không hỏi còn tốt, hỏi một chút Trình Tiểu Hồng gục xuống bàn hoa. Khóc lớn lên. Hứa Thuần Lương nói, có việc nói sự tình, người đừng khóc a, cô nam quả nữ này, người vừa khóc người khác còn không biết ta đem ngươi làm gì nữa nha. Trình Tiểu Hồng nhịn không được bật cười, một bên lau nước mắt vừa nói, bên cạnh đi, thật sự là tức chết ta rồi. Đám kia lão thái thái gặp người liền mắng, nói lời nhưng khó nghe.
Ô, lại nghĩ tới vừa rồi tại Mỹ Dung trung tâm bị mấy tên lão thái thái thống mạ tình cảnh, ủy khuất lại lần nữa khóc lên. Nếu như khi dễ nàng là mấy người đại hán, Hứa Thuần Lương khẳng định lập tức đi tới giúp nàng xuất khí, nhưng nghe nói là một bang lão thái thái, cái này nhưng khó đối phó, Hứa Thuần Lương nói, ta đi lúc đó không phải hảo hảo sao. Làm sao đột nhiên khiến cho khẩn trương như vậy? Trình Tiểu Hồng chỉ lo khóc, không có trả lời vấn đề của hắn. Hứa Thuần Lương cũng cảm thấy không có ý nghĩa, trong văn phòng liền hai người bọn họ, Trình Tiểu Hồng khóc không ngừng, hắn nghe tâm phiền thế là thoát quần áo lao động chuẩn bị xuống ban, vừa đi ra văn phòng, liền gặp Chu Văn Bân trên mặt nhiều mấy đạo vết máu, xem xét chính là bị người cho cào, khuôn mặt tức giận đến xanh một miếng tử một khối. Hứa Thuần Lương còn là lần đầu tiên thấy hắn như thế chật vật, Chu chủ nhiệm, ngài cái này là từ đâu mà trở về a? Chu Văn Bân lửa giận công tâm. Chính không chỗ phát tiết đâu, ngươi làm gì đi? Cả ngày không thấy ngươi người. Không phải ngài để cho ta đi cục vệ sinh họp sao? Chu Văn Bân đều bị tức đến chập mạch rồi, tại sao lại đem cái này gốc dạ đem quên đi, thở dài, chỉ văn phòng, ý là đi vào nói. Hứa Thuần Lương xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đi theo trở về văn phòng, mình không có ở đây một ngày này xem ra phát sinh không ít sự tình, y tế chỗ tổn binh hao tướng. Nhìn ngoại hình liền biết hai người này tại cùng người bệnh giao phong bên trong thảm bại. Chu Văn Bân trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống, cầm lấy lớn tách trà, phát hiện bên trong đã không có nước. Hứa Thuần Lương lành nghề chính cũng lăn lộn đoạn thời gian, hơi có chút nhãn lực sức lực, tranh thủ thời gian giúp hắn đi tục nước. Chu Văn Bân tiếp nhận hắn đưa tới trà, tiểu Hứa, ta vừa đều tức xỉu, ngươi đừng để trong lòng a. Hứa Thuần Lương cười nói, đầu nhi, ngài tính tình tốt như vậy. Ai có thể đem ngươi tức thành cái dạng này? Chu Văn Bân thở dài, còn không phải Mỹ Dung trung tâm món kia phá sự, ta nói không đi thôi, bọn hắn hung hăng gọi điện thoại không phải để cho ta đi qua, không biết Đông Mỹ lệ từ chỗ nào làm ra một bang bát phụ, gặp người liền mắng, ta chỉ bất quá khuyên hai câu, ngươi nhìn đem ta cho cào. Trình Tiểu Hồng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Văn Bân chật vật tướng, bỗng nhiên ý thức được mình chỉ là bị chửi coi như may mắn, thổi phù một tiếng nở nụ cười. Chu Văn Bân chừng nàng một chút, cô nàng này làm sao cười trên nỗi đau của người khác đâu. Quả nhiên, để một cái ủy khuất tâm tình người ta mau sớm khỏe biện pháp chính là để nàng nhận thức đến có người so với nàng thảm hại hơn, nàng lập tức sẽ cảm thấy người còn sống là mỹ hảo lại may mắn. Trình Tiểu Hồng cũng ý thức được mình không nên cười, lấy cớ ban đêm có hẹn hò, mau thoát đi hiện trường, nếu như tiếp tục lưu lại xuống dưới, nhìn thấy Chu Văn Bân gương mặt kia sẽ còn không kềm được cười. Chu Văn Bân đem tình huống của hôm nay từ đầu tới đuôi nói một lần, hắn cũng là một bụng phiền muộn, bằng không thì cũng sẽ không theo thuộc hạ nói như vậy kỹ càng. Hứa Thuần Lương nghe hắn nói xong, thở dài nói, Chu chủ nhiệm, ta làm một người đứng xem có thể hay không phát biểu điểm ý kiến. Chu Văn Bân trong lòng tự nhủ ngươi cũng không phải người đứng xem, ngươi là chúng ta y tế chỗ một phần tử, rất có thể a. Ta cũng muốn nghe xem những người tuổi trẻ các ngươi ý kiến. Chúng ta hẳn là trước làm yên lòng người bệnh cảm xúc, mặc kệ bọn hắn đưa ra yêu cầu gì, đều muốn trước cho bọn hắn hy vọng, để bọn hắn cho rằng bệnh viện sẽ chăm chú cân nhắc bọn hắn tố cầu. Chu Văn Bân nhẹ gật đầu, kế hoãn binh. Không tệ, chính là kế hoãn binh a, Tào Quế luận chiến ngươi hẳn phải biết, nhất cổ tác khí, lại mà suy ba mà kiệt, trước làm hao mòn rơi bọn hắn lệ khí, vì bước kế tiếp đàm phán chuẩn bị sẵn sàng, mau chóng điều tra ra gia đình của bọn hắn bối cảnh cùng quan hệ xã hội. Chỉ cần là người liền sẽ có nhược điểm, chỉ cần tìm được nhược điểm của bọn hắn cũng đã tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Chu Văn Bân nghe được đập thẳng đùi, quá đúng. Tiểu tử ngươi làm sao hôm qua không nói a? Ngươi so cái kia Tằng Hồng Văn minh bạch nhiều, nếu như nàng có ngươi một nửa giác ngộ, sự tình cũng sẽ không náo đến bây giờ tình trạng. Hắn nào biết được Hứa Thuần Lương lời nói này hoàn toàn là đồ lậu Triệu Phi Dương. Hứa Thuần Lương nói, đầu nhi, ta cảm thấy ngài đối với chuyện này quá nhiệt tình. Không thể trêu vào chúng ta còn không trốn thoát sao? Chu Văn Bân cười khổ nói, thật đúng là không trốn thoát. Hứa Thuần Lương cũng nhìn qua trên mạng truyền bá video, trong đó có liên quan tới Mỹ Dung trung tâm nhận thầu tấm màn đen, Chu Văn Bân như thế bất đắc dĩ, xem ra trên mạng truyền ngôn hơn phân nửa là thật, nếu như Tằng Hồng Văn là viện trưởng cháu gái, vậy thật đúng là phi thường khó giải quyết. Nếu như chỉ là phổ thông thầu khoán, gặp được loại tình huống này khẳng định là muốn hái thanh quan hệ. Chu Văn Bân lấy điện thoại cầm tay ra, lại đổi mới một chút, phát hiện trên mạng video không những không ít ngược lại càng nhiều, vừa rồi cất giữ video điểm tán đếm cũng là không ngừng kéo lên,
cái này chứng minh mạng lưới giám thị bộ môn vẫn không có xuất thủ. Chu Văn Bân thầm kêu không ổn, dư luận nếu như không thể kịp thời khống chế lại, như vậy theo thời gian trôi qua ảnh hưởng chỉ có thể càng ngày càng lớn, lần này ảnh hưởng đến không chỉ là Mỹ Dung trung tâm cùng Trường Hưng bệnh viện, mà lại đầu mâu đã chỉ hướng viện trưởng Cố Hậu Nghĩa. Hắn đã cảm nhận được Cố Hậu Nghĩa phẫn nộ, nếu như sự kiện tiếp tục lên men, chưa chừng Cố Hậu Nghĩa lửa giận sẽ phát tiết tại trên người mình. Hứa Thuần Lương cũng nhìn ra hắn thấp thỏm, đầu nhi, vì cái gì không tìm quan hệ đem những video này cho xóa. Chu Văn Bân thừa nhận mình tìm không thấy quan hệ trực tiếp, hắn cũng cảm thấy buồn bực, lấy Cố Hậu Nghĩa giao thiệp, không đến mức bây giờ còn chưa giải quyết chuyện này đi, đám lửa này đã đốt tới hắn trên người mình, chẳng lẽ hắn liền mặc cho đám lửa này tiếp tục đốt xuống dưới. Hứa Thuần Lương ít nhiều hiểu rõ một chút, cái này giống như muốn tìm cảnh sát mạng a. Ngài không phải cả ngày cùng cảnh sát liên hệ sao? Chu Văn Bân nói, ta biết cảnh sát đều là đồn công an, người biết cục giám sát internet bộ môn người không? Hắn cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thế mà hỏi tới một cái vừa mới công việc không lâu người mới, nói xong cũng bắt đầu hối hận. Hứa Thuần Lương ngược lại là nghiêm túc, hắn nghĩ tới Lục Kỳ, đi đến một bên cho Lục Kỳ gọi điện thoại. Hứa Thuần Lương cũng chính là ôm thái độ muốn thử một chút hỏi một tiếng, Lục ca, ngài nhận biết mạng lưới giám thị bộ môn người không? Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, ngay cả Lục Kỳ đều biết bọn hắn Trường Hưng bệnh viện cái này khởi tranh chấp, nghe xong liền biết hắn sự tình gì, vì bệnh viện các ngươi Mỹ Dung trung tâm tranh chấp sự tình a. Ngươi cũng biết. Nói nhảm, hiện tại nửa cái Đông Châu Thành đều biết. Hứa Thuần Lương nói, chân tướng sự tình không phải cái dạng này, hai người này đều là vô lại, bọn hắn cố ý tạo ra hoang ngôn chửi bới bệnh viện chúng ta. Ta nói bệnh viện các ngươi sớm đi làm cái gì rồi? Sự tình sau khi phát sinh, nên trước tiên khống chế dư luận, lập tức niêm phong kẻ tạo lời đồn tài khoản, loại bỏ tương quan video. Hứa Thuần Lương nói, ta hôm nay đi ra ngoài họp, cái này không mới biết được sao. Lục Kỳ nở nụ cười, khiến cho ngươi cùng trọng yếu bao nhiêu, chuyện này không tới phiên ngươi quản đi. Làm sao không tới phiên A, ta ngay tại y tế chỗ, phát sinh loại chuyện này, đầu tiên bị vấn trách liền phải là chúng ta. Lục Kỳ nói, ngươi nghĩ như thế nào tới tìm ta? Tiểu tử ngươi đủ quỷ, đã sớm biết anh ta phụ trách chuyện này có phải không? Ca của ngươi, ta ca phụ trách a. Chu Văn Bân căn bản không có trông cậy vào Hứa Thuần Lương có thể giúp một tay, nhưng nghe được câu này không khỏi một cái giật mình, tình huống như thế nào? Lục Kỳ trong điện thoại đối Hứa Thuần Lương nói, được rồi, ngươi đừng giả bộ, chuyện này ta giúp ngươi xử lý, ta cái này điện thoại cho đại ca, để hắn giúp chuyện này, chờ một lúc ta cho ngươi đáp lời. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, hướng Chu Văn Bân nói, tìm tới người. Chu Văn Bân mặt mũi tràn đầy chất vấn nhìn qua hắn, như bức không phải như thế thôi. Ngay cả cố viện đến bây giờ đều không có giải quyết sự tình, người có thể làm được. Hứa Thuần Lương nhìn ra hắn không tin, ta một cảnh sát bằng hữu đáp ứng hỗ trợ, đại ca hắn liền là phụ trách cục giám sát internet bộ môn. Đại ca hắn kêu cái gì? Hứa Thuần Lương lắc đầu, hắn không biết. Vậy hắn họ gì? Hắn họ Lục A, thế nào? Chu Văn Bân nội tâm cuồng loạn, Đông Châu thị mạng lưới giám thị bộ môn người phụ trách gọi Lục Minh, chẳng lẽ Hứa Thuần Lương tìm được hắn, nếu thật là cái tầng quan hệ này, đoán chừng vấn đề không lớn. Chu Văn Bân trong lòng hy vọng thật sự là như thế, nhưng hắn lại không thể tin được, lấy hắn đối Hứa Thuần Lương hiểu rõ, tiểu tử này chính là hồi xuân Đường thiếu Đông gia, cũng không quá sâu bối cảnh. Lục Kỳ điện thoại rất nhanh liền đánh trở về, nói cho Hứa Thuần Lương, sự tình làm xong. Hiện tại liền tay làm chuyện này, nhiều nhất một cái giờ, những này tài khoản cùng tương quan video sẽ bị thanh trừ hết. Hứa Thuần Lương tướng nguyên thoại nói cho Chu Văn Bân. Chu Văn Bân vẫn là không dám tin tưởng, nhưng là hắn có cần phải tướng chuyện này nói cho Cố Hậu Nghĩa, nếu như sự tình thật có thể thuận lợi hoàn thành, như vậy bọn hắn liền lập xuống một cái công lớn, nếu như không thành Cố Hậu Nghĩa khẳng định sẽ trách tội hắn. Có thể nghĩ nghĩ dù sao Cố Hậu Nghĩa đã đem khoản nợ này tính vào hắn. Tình huống lại xấu lại có thể xấu đi nơi nào. Chu Văn Bân cả gan lại đi phòng làm việc của viện trưởng, đã tan việc, viện xử lý đèn sáng, Lưu Đăng Khoa không dám đi, phòng làm việc của viện trưởng cũng đèn sáng. Lưu Đăng Khoa gặp hắn lại đến đây, trong lòng tự nhủ con hàng này thật không có ánh mắt, đại lão bản ngay tại nổi nóng, lúc này đến không phải tìm đến mắng sao. Hai người cũng là đồng hương, xông vào đồng hương quan hệ tốt tâm nhắc nhở hắn một câu, lão Chu, chúng ta lão bản còn chưa đi sao, chính nổi giận đâu. Chu Văn Bân nói, video sự tình.
Lưu Đăng Khoa nhẹ gật đầu, Chu Văn Bân lấy hết dũng khí hướng phòng làm việc của viện trưởng đi đến, Lưu Đăng Khoa lúc đầu muốn ngăn cản, có thể nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ, chính ngươi muốn chết trách không được ta. Chu Văn Bân đi tới cửa liền có thể nghe được bên trong Cố Hậu Nghĩa tiếng giống giận dữ, tình huống như thế nào? Vì sao cần phải chờ tới ngày mai? Cố Hậu Nghĩa cũng có kinh ngạc thời điểm, hắn hôm nay cũng tìm rất nhiều quan hệ, nhưng cho tới bây giờ vẫn là không có đem sự tình cho áp xuống tới. Cục giám sát Internet bộ môn hồi phục là bọn hắn ngay lập tức sẽ xét duyệt chuyện này, có thể tạm thời phong rơi Thạch Chí Vĩ vợ chồng tài khoản, nhưng là đại quy mô phong hào là không thể, bọn hắn nhất định phải cân nhắc đến ảnh hưởng, cần xét duyệt ước định sau làm ra quyết định. Cố Hậu Nghĩa đưa ra tìm người phụ trách của bọn họ, được cho biết người phụ trách Lục Minh Chính ở kinh thành họp, Cố Hậu Nghĩa liên hệ đến người này là bộ môn phó chủ nhiệm, hắn biểu thị đã tận lực. Cố Hậu Nghĩa mặc dù tìm được Lục Minh phương thức liên lạc, nhưng điện thoại của đối phương lại đánh không thông, giống bọn hắn loại này mẫn cảm bộ môn, lúc họp quan bế điện thoại đã trở thành trạng thái bình thường, đương nhiên nhất định có thể liên hệ với, chỉ là Cố Hậu Nghĩa không đủ trình độ cái tầng quan hệ này. Chu Văn Bân lúc tiến vào chính là Cố Hậu Nghĩa buồn bực nhất thời điểm, Chu Văn Bân bị Cố Hậu Nghĩa biểu lộ giật nảy mình. Ngươi lại tới làm gì? Còn cảm thấy chưa đủ loạn sao? Chu Văn Bân nói, Cố viện, ta tới là muốn theo ngài báo cáo một chuyện rất trọng yếu. Ta không có rảnh nghe ngươi nói nhảm. Ta liên hệ với Lục Minh chủ nhiệm. Cố Hậu Nghĩa sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn qua Chu Văn Bân. Chu Văn Bân cảm giác mình đã không có đường lui, không phải hắn cũng sẽ không tới nơi này hướng Cố Hậu Nghĩa báo cáo một kiện chính mình cũng không cách nào xác định kết quả sự tình. Lục Minh chủ nhiệm đáp ứng, trong vòng một canh giờ tướng nguy hại chúng ta Trường Hưng bệnh viện danh dự tài khoản cùng video toàn bộ che đậy xóa bỏ. Lần này luận đến Cố Hậu Nghĩa khó có thể tin. Chính mình cũng không có giải quyết sự tình, hắn Chu Văn Bân có thể làm được. Đi qua không có phát hiện hắn có bản sự này đâu. Nói miệng không bằng chứng, Cố Hậu Nghĩa đầu tiên nghĩ đến chính là cầm điện thoại di động lên, ấn mở video, hắn đã chú ý Thạch Chí Vĩ vợ chồng, ngạc nhiên phát hiện, tài khoản của bọn họ đã bị phong lại, phong rơi tài khoản, cũng sẽ không có tương quan video. Cố Hậu Nghĩa lại nhìn mấy cái tiếp sóng lượng tương đối lớn tài khoản, có đã bị phong, không có bị phong video cũng đã loại bỏ. Cố Hậu Nghĩa giày vò đến trưa, vận dụng vô số quan hệ, cuối cùng đạt được hứa hẹn vẫn chỉ là ngày mai buổi sáng xét duyệt ước định sau làm ra quyết định, nghĩ không đến cuối cùng lại là Chu Văn Bân giải quyết cho. Cố Hậu Nghĩa lại nhìn trong chốc lát điện thoại, Chu Văn Bân tại lúc này cũng trộm nhìn lén nhìn điện thoại, hắn ý thức được mình lần này cược thắng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cố Hậu Nghĩa cũng nhẹ nhàng thở ra, sự kiện ảnh hưởng xấu rốt cục khống chế được, miệng nhiều người sói chảy vàng tích hủy tiêu xương. Hắn mặc dù không có từ Mỹ Dung trung tâm dành một phân một hào lợi ích, nhưng là hắn cùng Tằng Hồng Văn quan hệ thân thích là phủ định không được. Nhìn thấy Cố Hậu Nghĩa từ từ hòa hoãn biểu lộ, Chu Văn Bân biết lão bản lửa giận ngay tại lắng lại. Cố Hậu Nghĩa nói, ngồi. Chu Văn Bân muốn đi một bên trên ghế salon ngồi, Cố Hậu Nghĩa chỉ hắn cái ghế đối diện, Chu Văn Bân thụ sủng nhược kinh ngồi hạ, Cố viện có công việc gì an bài. Cố Hậu Nghĩa kéo ra ngăn kéo, lấy ra một điếu thuốc. Chu Văn Bân tranh thủ thời gian móc ra bật lửa đụng lên đi giúp hắn đốt. Cố Hậu Nghĩa hít một hơi thuốc lá, cảm giác phiền muộn một ngày lồng ngực cuối cùng thư thản một chút. Văn Bân a, ngươi cùng Lục chủ nhiệm nhận biết. Chu Văn Bân nhận biết Lục Minh, nhưng người ta không biết hắn. Hắn nghĩ nghĩ rốt cục vẫn là không có đem chuyện này tường tình nói ra, cũng không phải quan hệ trực tiếp, thông qua bằng hữu thật vất vả mới liên hệ với. Cố Hậu Nghĩa nhẹ gật đầu, ta để tuyên truyền khoa làm một cái video. Sẽ đối với chuyện này làm ra làm sáng tỏ. Chu Văn Bân rời đi phòng làm việc của viện trưởng lúc sau đã 6 giờ rồi, qua lâu rồi giờ tan sở, thế mà ở trên đường gặp phó viện trưởng Cảnh Văn Tú. Chu Văn Bân cùng với nàng lên tiếng chào hỏi, Cảnh Văn Tú người này phi thường ngạo mạn, đi qua gặp được bọn hắn những này trung tầng cán bộ, cũng chính là gật gật đầu, nhưng hôm nay lại chủ động cùng hắn bắt chuyện, lão Chu ngươi thật là đủ kinh nghiệp, cái giờ này còn muốn hướng Cố viện báo cáo công việc. Chu Văn Bân từ Cố Hậu Nghĩa trong văn phòng đi tới vừa lúc bị nàng nhìn thấy, Chu Văn Bân cũng không thể phủ nhận, cười cười nói, Cố viện an bài cho ta điểm công việc. Đông Mỹ lệ sự tình a. Chu Văn Bân thầm than, chuyện này đã là mọi người đều biết, hắn không có trả lời chỉ là cười cười, để Cảnh Văn Tú mình đi tìm hiểu. Cảnh Văn Tú đem hiểu thành hắn ngầm thừa nhận, thở dài nói, thật không nghĩ tới có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, Cố viện tâm tình thế nào. Trường Hưng bệnh viện có rất ít người thích Cảnh Văn Tú, ngang ngược càn rỡ lại thêm mê chi tự tin, cả ngày bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng,
khắp nơi soát tồn tại cảm, làm sao đi lên mình không rõ ràng. Không biết phía sau có bao nhiêu người mắng nàng. Chu Văn Bân thật không muốn cùng nàng đi cùng một chỗ, giới nương môn không phải người tốt đây này. Nhưng người ta là phó viện trưởng, mình cũng không thể phẩy tay áo bỏ đi, cố nén đối nàng chán ghét nói, lãnh đạo tâm tư phỏng đoán không thấu. Cảnh Văn Tú ha ha nở nụ cười, lão Chu A, ngươi làm hành chính thời gian không dài, nói chuyện làm việc thật đúng là giọt nước không lọt. Phó viện trưởng Cao Tân Hoa cũng từ văn phòng ra, hôm nay tất cả mọi người đi được tương đối trễ, mấy giờ trước, Cố Hậu Nghĩa triệu tập mấy vị lãnh đạo mở cái tiểu hội, để bọn hắn vận dụng quan hệ tướng Đông Mỹ Lệ sự kiện nhiệt độ cấp tốc cho đè xuống, tất cả mọi người minh bạch Cố Hậu Nghĩa vì cái gì khẩn trương như vậy, sự tình không có giải quyết trước đó ai cũng không tiện đi trước. Hiện tại xác định Đông Mỹ Lệ vợ chồng đã bị phong hào, tương quan video bị đại quy mô che đậy, lúc này mới từng cái rời đi bệnh viện. Chu Văn Bân nhìn thấy hắn, như là tìm được cứu tinh, Cao Việt, ta chính tìm ngài đâu. Cao Tân Hoa nhìn thấy bên cạnh hắn Cảnh Văn Tú, lập tức liền đoán được Chu Văn Bân mục đích, cười nói, đi ngươi văn phòng nói đi. Hắn cũng không muốn cùng Cảnh Văn Tú cùng đường. Cảnh Văn Tú nói, kia ta đi trước. Hai người hướng nàng khoát tay áo, cảnh viện đi thong thả. Cao Tân Hoa hướng về sau bột liếc một cái, thấp giọng nói, đại lão bản còn chưa đi. Chu Văn Bân thở dài nói, hôm nay hắn cũng đủ phiền. Chuyện này ngươi xử lý đến cũng không xinh đẹp. Chu Văn Bân bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách nào a. Hai người xuống lầu đi tới y tế chỗ cổng, Cao Tân Hoa không muốn nhiều lẫn vào chuyện của hắn, Chu Văn Bân không phải mời hắn đi vào, nói là muốn mời hắn nếm thử mình vừa mua lá trà. Cao Tân Hoa cũng nghĩ các loại lại đi, không phải gặp Cảnh Văn Tú còn phải nghe nàng lải nhải. Đi vào y tế chỗ, phát hiện Hứa Thuần Lương cũng tại, Hứa Thuần Lương kêu một tiếng Cao Việt. Chu Văn Bân sửng sốt một chút mới nhớ tới là mình để hắn ở lại chờ hắn, sự tình hôm nay huyên náo hắn trí nhớ đều hạ thấp, Chu Văn Bân cũng không phải thật muốn mời Cao Tân Hoa uống trà, đều thời gian này, mọi người cũng chưa ăn cơm, thế là sách ra bản thân làm chủ mời hắn ăn cơm. Cao Tân Hoa biết Chu Văn Bân 89 phần 10 là có chuyện muốn nhờ, lập tức nói trong nhà mình đã làm tốt cơm. Chu Văn Bân hôm nay đang mời khách phương diện hơi có chút kiên nhẫn tinh thần. Biểu thị Cao Tân Hoa có thể hô tẩu tử tới cùng nhau ăn cơm. Cao Tân Hoa thực sự không cách nào chối từ, chỉ có thể đáp ứng. Hứa Thuần Lương cho rằng loại này lãnh đạo tự mình giao lưu trường hợp mình cũng không thích hợp tham dự, chuẩn bị thu thập về nhà. Cao Tân Hoa lại gọi ở hắn, không phải để hắn cùng một chỗ, Cao Tân Hoa mục đích là cầm Hứa Thuần Lương làm bia đỡ đạn, ở ngay trước mặt hắn, Chu Văn Bân có mấy lời cũng không tốt đàm. Chu Văn Bân đối với cái này không có bất kỳ cái gì dị nghị. Gọi lên Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương cho Gia Gia gọi điện thoại một giọng nói, Chu Văn Bân mời bọn họ đi bệnh viện phụ cận kênh đào quán cơm. Nhà này quán cơm nơi gần cổng thành không lớn, định vị cấp trung, Cổ Tuy đồ ăn làm được rất là địa đạo. Cổ Tuy đồ ăn là Hoài Dương tự điển món ăn chi nhánh, đã có Hoài Dương món ăn đặc sắc lại có tương đương tươi sáng địa phương đặc điểm, Đông Châu chỗ như vậy quán cơm rất nhiều. Chu Văn Bân là khách quen của nơi này. Trước khi lên đường mua cái bọc nhỏ ở giữa, để lão bản sớm tướng điều hòa không khí mở tốt. Đến lúc đó, gian phòng đã tương đương mát mẻ, chủ tiệm nhưng thật ra là Chu Văn Bân đường đệ, an bài đến đều là bản xứ đặc sắc đồ ăn. Cao Tân Hoa thích nhất nhà bọn hắn gà quay, lạp xưởng, quyển sắc, tàu phở. Rượu là Chu Văn Bân từ văn phòng mang tới Thiên Chi Lam. Cao Tân Hoa thích uống độ cao rượu, bất quá hắn cũng không có nói ra. Chu Văn Bân bình thường cũng không phải cái nhiều hào phóng người, hôm nay khó được có thể mời một lần khách. Hứa Thuần Lương là hàng tiểu bối, chủ động gánh chịu phục vụ trách nhiệm, không đơn thuần là rót rượu, còn chủ động giúp hai người tướng bộ đồ ăn dùng bỏng nước sôi, đi qua đương ngũ độc giáo chủ thời điểm, mặc dù không có gì quan hàm, nhưng cũng là người khác tiền hô hậu ủng đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Hiện tại hắn thế mà hầu hạ người khác, trước khác nay khác, Hứa Thuần Lương cũng không có cảm thấy kém một bậc. Phản lại cảm thấy loại ngày này cũng là tiêu giao thú vị, làm người liền phải có thể lên có thể hạ. Cao Tân Hoa bớt thời gian lại nhìn một chút điện thoại, liên quan tới Trường Hưng bệnh viện mặt trái video trên cơ bản đã không có, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, Cố Viện hành động khá nhanh, những cái kia bẻ cong nói xấu chúng ta mặt trái tin tức đều bị bình phong. Chu Văn Bân nhìn Hứa Thuần Lương một chút, mặc dù tại Cố Hậu Nghĩa trước mặt không nói ra cả một chuyện chân tướng, nhưng khi Hứa Thuần Lương bột cũng không thể đem công lao cho đoạt. Thế là hắn đem giải quyết chuyện này quá trình từ đầu tới đuôi nói một lần. Cao Tân Hoa thế mới biết lần này nguy cơ lại là Hứa Thuần Lương hóa giải,
thật là làm cho hắn không tưởng được, chưa nghe nói qua hắn có cứng như vậy quan hệ. Thuần Lương, người thế mà nhận biết Lục Minh. Ta biết đệ đệ của hắn Lục Kỳ, ta cùng Lục Kỳ là bằng hữu. Cao Tân Hoa nói, khó trách a. Chu Văn Bân nói, tiểu hứa sự tình ta còn chưa tới cùng cùng cố viện nói. Cao Tân Hoa hơi chút suy nghĩ liền hiểu huyền cơ trong đó, cái gì gọi là không kịp, căn bản là ngươi không muốn nói, hắn bưng ly rượu lên nói, không cần thiết nói cái này, ngươi nói với hắn, hắn cũng không khấp hào. Cao Tân Hoa nói cũng phải hiện thực, một viện trưởng cố hậu nghĩa cái nào có hứng thú chú ý một cái y tế chỗ tiểu cán sự. Chu chủ nhiệm, ngài tuyệt đối đừng nhắc đến ta, Đông Mỹ lệ sự tình ta không muốn cùng lấy lẫn vào. Hứa Thuần Lương hôm nay là vô tâm cắm liễu liễu xanh căn bản không nghĩ tới Lục Kỳ bên kia có loại này bối cảnh, bởi vì công gia sự động tình dùng tư nhân quan hệ, luôn cảm thấy có chút khó chịu, chủ yếu nhất là hắn phản cảm Mỹ Dung khoa chủ nhiệm Thái Vinh Quyên, lần này hỗ trợ đem mặt trái dư luận đè xuống, kỳ thật tương đương thuận tiện giúp Thái Vinh Quyên. Chu Văn Bân cười nói, tiểu tử ngươi thân là y tế chỗ một phần tử còn dự định không đếm xỉa đến. Không có khả năng. Cao Tân Hoa nói, chuyện này huyên náo dư luận xôn xao, ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta Trường Hưng hình tượng. Các ngươi không thể phớt lờ, khả năng còn sẽ có lặp đi lặp lại. Hứa Thuần Lương nói, Trường Hưng còn có hình tượng có thể nói sao? Đông Châu 6 chỗ tam giáp bệnh viện, chúng ta danh tiếng 100% hạng chót. Cao Tân Hoa cùng Chu Văn Bân liếc mắt nhìn nhau, mặc dù nghe chói tai, nhưng lại không thể không thừa nhận đây chính là hiện thực. Cao Tân Hoa uống chén rượu nói, tử không chê mẫu xấu, chó không chê nhà nghèo. Người thế nhưng là Trường Hưng chính thức nhân viên. Chu Văn Bân nói, hy vọng chúng ta Trường Hưng hai kỳ xây dựng thêm công trình có thể mau chóng bắt đầu, chờ mới phòng bệnh cao ốc đắp kín, chúng ta tại phần cứng trình độ bên trên liền có thể đuổi ngang cái khác bệnh viện. Cao Tân Hoa nói, phá dỡ đều hoàn thành, cuối tháng cao ốc khởi công điện cơ. Có hy vọng, nhà có cây ngô đồng, tự có phượng hoàng tới. Chu Văn Bân cảm khái. Cao Tân Hoa nói, ngay cả kiến thiết mang trang trí. Lại thêm hậu kỳ thiết bị lắp đặt điều chỉnh thử, nhanh nhất cũng phải 3 năm, mà lại hiện tại tài chính bên trên vẫn tồn tại không nhỏ lỗ hổng. Chu Văn Bân nói, cố viện sang năm liền đến điểm A. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, cố hậu nghĩa cùng Chu Văn Bân là đồng hương, trong chuyện này hắn không tiện nói quá nhiều, hắn thấy, cố hậu nghĩa hướng đi Chu Văn Bân khả năng so với mình còn muốn rõ ràng. Cố viện lui, ai tiếp nhận hắn? Chu Văn Bân con mắt nhìn qua Cao Tân Hoa. Cao Tân Hoa nói, ngươi nhìn ta nhìn cái gì? Dù sao không phải là ta. Đừng khẳng định như vậy, chúng ta Trường Hưng quần chúng cơ sở tốt nhất lãnh đạo chính là Cao Việt, nếu như ngài đương viện trường, ta giơ hai tay tán thành. Chu Văn Bân nói đúng lấy lòng lời nói, kỳ thật hắn phi thường rõ ràng, lấy Cao Tân Hoa lý lịch, đi đến trước mắt vị trí này đã là đỉnh phong, lại tiến lên một bước, hoặc hứa thư ký có khả năng, nhưng là viện trưởng căn bản không đùa. Cao Tân Hoa nói, trò chuyện cái này làm gì? Nếu để cho cố viện nghe được, khẳng định cho rằng chúng ta ba ở chỗ này mưu đồ bí mật xoán vị. Hứa Thuần Lương nói, không có chuyện ta a, ta tuổi còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu. Cao Tân Hoa cười ha hả, phát hiện tiểu tử này từ khi sau khi vào sở như là đả thông hai mạch nhâm đốc, đối nhân xử thế phương diện đột nhiên tăng mạnh. Chu Văn Bân nói, không nhỏ, tại nông thôn giống ngươi như thế phần lớn sinh em bé làm cha. Hứa Thuần Lương phân biệt kính hai người bọn họ chén rượu. Chu Văn Bân nói, tiểu hứa a, ngươi nhìn có thể hay không dắt cái tuyến, chúng ta mời Lục Minh chủ nhiệm ăn bữa cơm, lần này may mắn mà có hắn hỗ trợ, về sau chúng ta không thiếu được còn muốn phiền phức người ta. Hiện tại là từ truyền thông thời đại, rất nhiều chữa bệnh tranh chấp đều bị náo bên trên mạng lưới, Chu Văn Bân muốn mượn chuyện này cùng mạng lưới giám thị bộ môn rút ngắn quan hệ cũng rất bình thường. Không cần phải vậy, về sau dính đến phương diện này sự tình ta đi làm. Hứa Thuần Lương một câu liền để Chu Văn Bân nguyện vọng thất bại. Cao Tân Hoa thầm suy nghĩ cười, từ xưa đến nay vay tiền không mượn đường, người Cao Tân Hoa mặc dù là Hứa Thuần Lương người lãnh đạo trực tiếp, nhưng muốn thông qua hắn kết bạn quan hệ cũng không dễ dàng như vậy. Càng xem tiểu tử này càng đối tính khí, lão Chu, hắn đã nói như vậy, ngươi cũng đừng sợ hắn mệt mỏi, có cái gì sống đều giao cho hắn, đối với hắn cũng là một loại rất tốt rèn luyện. Chu Văn Bân liên tục gật đầu, Cao Viện. Tiểu hứa tiến bộ phi thường lớn, hiện tại nhìn vấn đề phi thường toàn diện, tại rất nhiều chuyện xử lý bên trên đều để ta mặc cảm. Hứa Thuần Lương nói, chủ nhiệm, ta không có đắc tội ngài a, ngài đừng nâng giết ta. Chu Văn Bân nhìn không được bật cười. Cao Tân Hoa cũng vui vẻ đến không ngậm miệng được, trẻ con là dễ dạy,
tiểu tử này không có cho mình mất mặt. Lúc này điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, Cao Tân Hoa tiếp thông điện thoại, không có nói vài lời liền đứng dậy đi ra ngoài. Chu Văn Bân cùng Hứa Thuần Lương đều nhìn ra, hắn có mấy lời muốn sau lưng bọn hắn nói, vị kia lãnh đạo không có điểm bí mật. Cao Tân Hoa ra ngoài có chừng 10 phút đồng hồ mới trở về, biểu lộ rõ ràng ngưng trọng không ít, hắn hướng Chu Văn Bân biểu thị áy náy, mình gặp một việc gấp, hiện tại liền phải chạy tới. Chu Văn Bân nghĩ đưa hắn ra ngoài, Cao Tân Hoa biểu thị không cần, để hai người bọn họ tiếp tục ăn. Cao Tân Hoa sau khi đi, Chu Văn Bân cũng liền không có uống rượu hào hứng, Hứa Thuần Lương càng không hứng thú bồi tiếp hắn lãng tốn thời gian, đề nghị, đầu nhi, nếu không chúng ta cũng rút lui đi, đều dày vò một ngày. Chu Văn Bân nhẹ gật đầu, được, chúng ta đến phần mì sợi. Hứa Thuần Lương nói, nghe ngài, ta đi trước cái toilet. Rời đi thời điểm, Chu Văn Bân mới biết được tiểu tử này thừa dịp đi toilet công phu đã đem chướng cho kết, giả ra không dáng vẻ cao hứng phê bình hắn vài câu, nhưng trong lòng có chút cao hứng, sẽ đến sự tình, trẻ con là dễ dạy, tiểu tử này có thể vun trồng. Viện trưởng Cố Hậu Nghĩa đem mấy cái phó viện trưởng tất cả đều kêu trở về, tại trong hội nghị bật hết hỏa lực. Lần này hắn thật sự nổi giận, thật vất vả mới đưa trên mạng mặt trái tin tức khống chế, nhưng bên này mới ấn xuống, bên kia lại xảy ra vấn đề, có người nặc danh đem hắn bẩm báo thượng cấp kiểm tra kỷ luật bộ môn, nói hắn tại Mỹ Dung trung tâm nhận thầu đấu thầu quá trình bên trong tồn tại nghiêm trọng vi quy làm trái nhật ký hành trình vì. Cố Hậu Nghĩa tại hệ thống vệ sinh nhiều năm như vậy, vẫn là có tương đương nhân mạch, trước tiên liền được nhắc nhở, vấn đề nằm ở chỗ Trường Hưng bệnh viện cấp lãnh đạo nội bộ. Cố Hậu Nghĩa hơi chút suy nghĩ liền biết là hắn cái nào đó phụ tá đảo đến quỷ, kỳ thật hắn lớn có thể lựa chọn ẩn nhẫn không phát, nhưng là Cố Hậu Nghĩa tính tình để hắn không có khả năng làm như thế. Trước tiên đem bí thư Trần Hưng An cùng mấy vị phó viện trưởng đều gọi trở về. Trần Hưng An phụ trách chính đảng công việc, hắn bình thường cũng không can dự bệnh viện cụ thể quản lý, hắn so Cố Hậu Nghĩa chỉ nhỏ hơn một tuổi, nhưng là cùng một lòng muốn phát huy nhiệt lượng thừa Cố Hậu Nghĩa so sánh, Trần Hưng An ôm gặp sao yên vậy tư tưởng. Hắn là cái già hảo hảo, gặp ai cũng cười tủm tỉm, vô luận ai mời hắn ăn cơm hắn đều đi, hắn không sợ người khác cầu hắn làm việc, dù sao hắn cũng không làm được chuyện gì. Tại cường thế Cố Hậu Nghĩa trước mặt, hắn cái này bí thư cơ hồ không có tồn tại gì cảm giác, thậm chí còn không sánh bằng mấy vị phó viện trưởng, nhưng là tại thể chế bên trong hắn lại là không thể thiếu, am hiểu nhất chính là thái cực thôi thủ. Mặc dù rất ít tham gia quản lý, nhưng là cũng không có nghĩa là Trần Hưng An không hiểu rõ Trường Hưng quyền lực kết cấu, tương phản hắn so đa số người đều muốn rõ ràng. Trường Hưng bệnh viện quản lý vô cùng đơn giản, chính là chế độ gia trưởng, đã tại viện trưởng vị trí bên trên ngây người 10 năm Cố Hậu Nghĩa dùng loại này truyền thống lại lạc hậu phương thức thống trị Trường Hưng bệnh viện dòng dã 10 năm. Trần Hưng An đi vào phòng họp nhỏ thời điểm, chỉ có phó viện trưởng Nghiêm Hồi Ý một người tại, hai người tương hỗ lên tiếng chào. Nghiêm Hồi Ý thấp giọng nói, đại lão bản chuyện gì a? Đột nhiên đem chúng ta cho kêu đến. Trần Hưng An lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng tình trạng, liền tính toán rõ ràng tình huống cũng sẽ không nói. Lúc này Phó Viện trưởng Cảnh Văn Tú, Cao Tân Hoa, Tần Quốc Lương lần lượt đến. Viện xử lý chủ nhiệm Lưu Đăng Khoa nhìn thấy người đã đông đủ, lúc này mới đi phòng làm việc của Viện trưởng thông chi Cố Hậu Nghĩa. Tham gia cái này hội nghị khẩn cấp ban lãnh đạo thành viên đều có chút thấp thỏm. Cố Hậu Nghĩa gấp gáp như vậy đem bọn hắn cho kêu đến, đoán chừng không có chuyện gì tốt. Cố Hậu Nghĩa xuất hiện thời điểm, từ trên mặt hắn cũng không nhìn thấy vẻ giận, ánh mắt cũng lộ ra phi thường bình thản. Tham dự hội nghị người không khỏi nổi lên nói thầm, Cố Hậu Nghĩa giống như cũng không có sinh khí, đến cùng sự tình gì đem bọn hắn đột nhiên đi tìm đến. Cố Hậu Nghĩa ngồi xuống về sau, đầu tiên móc ra một hộp khói. Cố Hậu Nghĩa nghiện thuốc cực lớn, mỗi ngày muốn rút hai bao khói. Nhưng hắn có cái quen thuộc, lúc họp mạo xưng không hút thuốc lá, đây cũng là hắn lập hạ quy củ, chẳng lẽ hôm nay muốn dẫn đầu phá lệ. Cố Hậu Nghĩa từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, sờ lên trên thân, quên mang bật lửa, các ngươi ai giúp ta điểm một mồi lửa a? Có thể tiến vào bệnh viện hạch tâm tầng quản lý đều không phải người ngu, đều lưu ý đến Cố Hậu Nghĩa phái tử dùng câu, châm lửa liền châm lửa, còn điểm một mồi lửa, lão Cố trong lời nói có hàm ý a? Cố Hậu Nghĩa nhìn Trần Hưng An một chút, Trần Hưng An cười tủm tỉm nói, Cố viện, ta không hút thuốc lá ngươi biết. Đám này phó viện trưởng bên trong liền Cao Tân Hoa hút thuốc, hắn mang theo trong người bật lửa, nếu như tại bình thường móc ra giúp lão Cố đốt thật cũng không cái gì, nhưng Cố Hậu Nghĩa để hắn bỏ đi ý nghĩ này. Mặc dù hắn không muốn ra đầu,
nhưng mấy vị khác phó viện trưởng đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Cao Tân Hoa trong lòng thầm mắng, đều nhìn ta làm gì? Đại lão bản là nghĩ đối với chuyện này làm văn chương, ta cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Cảnh Văn Tú hết lần này tới lần khác tới một câu, lão Cao, người khẳng định có bật lửa a. Cao Tân Hoa thật sự là phiền thấu nữ nhân này, người mẹ nó soát tồn tại cảm đừng mang ta lên a, không phải đem tiêu điểm dẫn tới trên người của ta là có ý gì. Nghĩ hỏa thủy đông dẫn sao? Cao Tân Hoa nói, ta không có lửa. Câu nói này trả lời tương đương xảo diệu, người hỏi ta có bật lửa đi, ta không có lửa, về phần có cái gì chính ngươi lý giải. Lúc đầu chuyện này cũng liền đi qua, nhưng phó viện trưởng Nghiêm Hồi Ý không biết cái nào gân rút, ghét đến Cao Tân Hoa lời nói bên trong giấu giếm ý tứ, nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười, hắn nụ cười này, lại có người cười theo. Cảnh Văn Tú giờ mới hiểu được tới, mặt quẫn đến đỏ bừng, nàng ở độ tuổi này chuyện gì không có trải qua. Sở dĩ đỏ mặt chủ nếu là bởi vì nổi nóng, Cao Tân Hoa a à, Cao Tân Hoa, ngươi quá không biết xấu hổ, thế mà tại ban lãnh đạo trước mặt nói loại lời này. Kỳ thật cái này không trách Cao Tân Hoa, ai bảo Cảnh Văn Tú không phải đem sự tình hướng về thân thể hắn dẫn. Tiếng cười rất nhanh liền lắng lại, bởi vì Cố Hậu Nghĩa không có cười, Cố Hậu Nghĩa tướng chi kia khói điêu tại trong môi, từ trong túi quần lấy ra một hộp diêm. Xuy, Cố Hậu Nghĩa hoạch sáng lên diêm. Trong nháy mắt yên tĩnh trong phòng hội nghị nhỏ tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm kia nhảy nhót ngọn lửa. Cố Hậu Nghĩa đốt lên thuốc lá, híp mắt, thuần thục quảng động tay phải, tướng ngọn lửa dập tắt. Trần Hưng An khoảng cách tương đối gần, nhìn thấy hộp diêm bên trên in mây suối sơn trang logo, Cố Hậu Nghĩa rõ ràng mang phát hỏa, hắn đây là ý của túy ông không phải ở rượu a. Cố Hậu Nghĩa hít một hơi thuốc lá, có người nói, đương người đứng đầu chỗ tốt lớn nhất chính là hút thuốc thời điểm không cần mình đốt thuốc. Ta cái này còn không có chính thức về hưu đâu, liền đến tự mình động thủ. Không có người nói chuyện, đều rõ ràng Cố Hậu Nghĩa là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nghiêm Hồi Ý nói, Cố Viện, chúng ta đều là ngài một tay bồi dưỡng lên, có cái gì làm sai địa phương ngài một mực phê. Phê bình, hắn nói chuyện có chút cà lăm. Trần Hưng An trong lòng nhưng không tán đồng, mình cũng không phải Cố Hậu Nghĩa để bạt lên, Cố Hậu Nghĩa về hưu hay không, cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Phản đang ở bệnh viện, bí thư chính là một cái chức quan nhàn tản, tại bản viện công nhân viên chức trong mắt, quyền uy thậm chí so ra kém một cái phó viện trưởng, tương lai vô luận ai tiếp Cố Hậu Nghĩa ban, dù sao không tới phiên chính mình. Tần Quốc Lương cũng không đồng ý Nghiêm Hồi Ý thuyết pháp, hắn cũng không phải là Trường Hưng thổ dân, là thông qua nhân tài đưa vào kế hoạch tiến vào Trường Hưng bệnh viện, phụ trách trong nội tâm khoa, cùng cái khác phó viện trưởng khác biệt, hắn cái này phó viện trưởng càng giống là một cái danh dự xưng hào. Cũng không chịu trách nhiệm công việc cụ thể, đương nhưng cái này danh hiệu có thể để hắn hưởng thụ ngang hàng đãi ngộ. Cố Hậu Nghĩa nói, ta làm 10 năm viện trưởng, mặc dù không có để Trường Hưng trở thành Giang Châu thực lực tổng hợp mạnh nhất bệnh viện, nhưng là cũng không có để Trường Hưng từ thứ nhất tập đoàn tụt lại phía sau. Ta tiền nhiệm ngày đầu tiên lên, ta liền lập xuống hai cái mục tiêu, một là thông qua cấp 3 giáp đảng bệnh viện xét duyệt, hai là hoàn thành Trường Hưng bệnh viện hai kỳ xây dựng thêm công trình. Mục tiêu thứ nhất đã thực hiện. Cái thứ hai mục tiêu, tại ta nhiệm kỳ bên trong hẳn là không cách nào thực hiện, bất quá ta gặm xuống nhất xương khó gặm, hoàn thành hai kỳ động rời công việc, bày ở chúng ta hết thảy trước mặt chướng ngại đều không tồn tại. Tất cả mọi người không nói gì, cấp 3 giáp đảng bệnh viện bảng hiệu đích thật là Cố Hậu Nghĩa đảm nhiệm bên trong treo lên, nhưng Trường Hưng bệnh viện hiện tại có phải là hay không Giang Châu chữa bệnh hệ thống thứ nhất tập đoàn đáng giá thương thảo, chỉ cần đi trong thành phố cái khác cấp 3 giáp đảng bệnh viện đi một chút, chênh lệch liếc qua thấy ngay. Cố Hậu Nghĩa nói, ta lui ra trước khi đến nguyện vọng lớn nhất chính là hai kỳ công trình thuận lợi khởi công, tham gia mới phòng bệnh đại lâu điện cơ lễ, nguyện vọng này không quá phận a. Ánh mắt của hắn từ trên mặt mọi người từng cái đảo qua, tất cả mọi người lựa chọn né tránh, là đối quyền lực kính sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác liền có người không muốn để cho ta toại nguyện, ở sau lưng phiến âm phong lân quang, tướng tin đồn thất thiệt báo cáo vật liệu đưa đến phía trên. Cao Tân Hoa trong lòng giật mình. Thế mới biết Cố Hậu Nghĩa đột nhiên đem bọn hắn gọi tới họp nguyên nhân, vừa rồi trình diễn kia vừa ra đốt thuốc mượn lửa quả nhiên là có dụng ý. Cao Tân Hoa rõ ràng không phải mình làm, Trần Hưng An chủ trảo đảng quần công việc, hắn cùng Cố Hậu Nghĩa cũng không có mâu thuẫn gì, bản thân tuổi tác cũng không nhỏ, không nhất thiết phải thế. Nghiêm Hồi Ý là Cố Hậu Nghĩa một tay đề bạt lên, theo đã biết Cố Hậu Nghĩa đã hướng cấp trên đề cử hắn tiếp lớp của mình, quan hệ của hai người có thể thấy được lốm đốm. Nghiêm Hồi Ý càng không khả năng tại Cố Hậu Nghĩa phía sau đâm đao.
Tần Quốc Lương, người này chuyên chú vào học thuật, bản thân đối chức quan liền không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn vẫn là Cố Hậu Nghĩa lúc trước tốn hao to lớn đại giới đưa vào đến người mới, Cố Hậu Nghĩa đối với hắn có ơn chi ngộ, ấn lý thuyết cũng không trở thành lấy oán trả ơn. Còn lại đến chỉ có mình cùng Cảnh Văn Tú, bài trừ rơi mình, lớn nhất khả năng chính là Cảnh Văn Tú, nữ nhân này quyền lực tâm cực nặng, ỷ vào có chút bối cảnh coi trời bằng vung, buồn cười nhất chính là không rõ ràng mình rốt cuộc cái gì cân lược, phóng nhãn những này phó viện trưởng bên trong, coi như mình có thể tiếp ban, nàng đều không có hy vọng, chẳng lẽ bởi vì Cố Hậu Nghĩa hướng vào đến người nối nghiệp là Nghiêm Hồi Ý, chẳng lẽ bởi vì cái này nguyên nhân đắc tội nàng. Loại thời điểm này, Trần Hưng An nhất định phải ra mặt nói đôi câu, hắn ho khan một tiếng nói, Cố Việt, ngài nói đến chuyện này là thật. Ta có cần phải nói láo sao? Trần Hưng An xấu hổ cười nói, ta không phải ý tứ này, ta cảm thấy tại ngài lãnh đạo hạ chúng ta ban này tử vẫn luôn rất đoàn kết, mà lại tất cả chúng ta đối với ngài đều rất tôn kính, hẳn không có ai sẽ làm loại này hèn hạ chuyện vô sỉ. Cố Hậu Nghĩa tướng đầu mẩu thuốc lá nhấn diệt, lại rút ra một điếu thuốc. Cao Tân Hoa bỗng nhiên đứng lên, đi đến Cố Hậu Nghĩa trước mặt móc ra bật lửa giúp hắn đốt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, vừa rồi Cố Hậu Nghĩa khắp thế giới tìm người châm lửa thời điểm, hắn nói không có, lúc này lại chủ động móc ra, có ý tứ gì? Cái này không phải tự mình đánh mình mặt sao? Cố Hậu Nghĩa cũng sửng sốt một chút, bất quá hắn lập tức ghé vào bật lửa bên trên thuốc lá cho đốt lên. Cố Việt, không phải ta, rửa sạch chính mình là như vậy gọn gàng dứt khoát. Cao Tân Hoa biết Cố Hậu Nghĩa hoài nghi hẳn là mình cùng Cảnh Văn Tú, quân nhân xuất thân Cao Tân Hoa không có nhiều như vậy loan loan quấn quấn, cùng phần tử trí thức vòng vo, hắn không phải tìm tai vạ sao. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp đem mình hái ra ngoài. Cao Tân Hoa câu nói này lập tức bị những người khác căm thù, con hàng này quá vô sỉ a. Không phải ngươi chẳng lẽ là chúng ta? Nghiêm Hồi Ý lắp bắp nói, cũng không phải ta, ta à, hèn hạ như vậy sự tình ta, ta. Ta, càng là nghĩ thổ lộ mình càng là nói không ra lời. Tần Quốc Lương cười nói, Cố Viện đối ta có ơn chi ngộ, là Cố Viện cho ta sáng tạo ra tốt như vậy học thuật hoàn cảnh. Hắn thật nói không nên lời Cố Hậu Nghĩa một chữ không, lúc trước hắn tốt nghiệp bác sĩ, tại Bình Giang tỉnh hai viện bị đánh ép xa lánh, là Cố Hậu Nghĩa lương cao bắt hắn cho đào đi qua, chẳng những để hắn chủ trì trong nội tâm khoa công việc, còn đưa hắn phó viện trưởng danh hiệu. Cảnh Văn Tú nói, Cố Viện, chúng ta đều là ngài mang ra, chúng ta là như thế nào người, ngài rõ ràng nhất a. Cố Hậu Nghĩa lạnh nhạt cười nói, rõ ràng, phi thường rõ ràng. Ta tìm các ngươi tới a, không phải hoài nghi các ngươi, cũng không phải muốn trách cứ ai, ta chỉ là để mọi người có chuẩn bị tâm lý, lãnh đạo cấp trên phi thường trọng thị trường Hưng bệnh viện gần nhất phát sinh sự tình. Hắn chuyển hướng Nghiêm Hồi Ý nói, Nghiêm viện phó. Nghiêm Hồi Ý trong lòng lộp bộp một chút. Đi qua Cố Hậu Nghĩa đều là gọi hắn nhỏ Nghiêm, chú ý. Cố Viện, Trường Hưng công việc y liệu vẫn luôn là ngươi tại bắt, gần nhất khiếu nại tăng nhiều, y hoạn mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp, ngươi cần phải thật tốt tỉnh lại một chút. Là, ta nhất định tốt tốt, phản, tỉnh lại, chỉnh đốn chữa bệnh liệu trật tự, tranh thủ mau chóng, nhanh. Cố Hậu Nghĩa nghe hắn nói chuyện đều tốn sức, khoát tay áo ra hiệu hắn không muốn nói thêm nữa, đề cử Nghiêm Hồi Ý cũng không phải là bởi vì năng lực của hắn. Chủ nếu là bởi vì hắn đối với mình đủ trung thành, kỳ thật Cố Hậu Nghĩa cũng minh bạch, cấp trên để Nghiêm Hồi Ý tiếp ban khả năng không lớn. Vô luận ai tiếp ban, đối với mình ý nghĩa cũng không lớn, mình rời đi Trường Hưng vào cái ngày đó, lúc trước định ra quy hoạch liền sẽ bị từng cái không rơi, coi như Nghiêm Hồi Ý tiếp ban cũng không ngoại lệ, không có người sẽ vô điều kiện tiếp tục sử dụng tiền nhiệm chính sách, chỉ có phủ định tiền nhiệm mới có thể đột ra bản thân, nhân tính chính là như thế, Cố Hậu Nghĩa sớm đã nhìn thấu. Cố Hậu Nghĩa hai mắt tiếp cận Cảnh Văn Tú, Cảnh phó viện trưởng. Cảnh Văn Tú trong lòng có chút bối rối, đi qua Cố Hậu Nghĩa đều là bảo nàng nhỏ Cảnh, nàng cảm giác Cố Hậu Nghĩa ánh mắt rất có lực xuyên thấu, phảng phất xem thấu nội tâm của nàng. Tại, người phụ trách phòng khám bệnh hành chính, phân công quản lý y tế chỗ công việc, Mỹ Dung trung tâm cái này khởi tranh chấp là chức quyền của ngươi phạm vi, căn cứ theo ta hiểu rõ, cái này khởi sự kiện từ đầu tới đuôi ngươi cũng không có tham dự cân đối. Là như thế này, cụ thể y hoạn tranh chấp ta giao cho y tế chỗ phụ trách. Vậy người phụ trách cái gì? Cảnh Văn Tú nói, môn trần sự tình rất nhiều, đương nhiên cũng là ta chủ quan, ta vốn cho rằng y tế chỗ Chu chủ nhiệm có thể rất tốt giải quyết vấn đề này. Người có thể hay không có chút đảm đương, xảy ra vấn đề liền hướng trên thân người khác đẩy. Lần này Mỹ Dung trung tâm tranh chấp sở dĩ náo ra ảnh hưởng lớn như vậy,
liền cùng ngươi không làm có quan hệ. Cố Hậu Nghĩa không còn cho nàng mặt mũi, ngay trước mặt mọi người trực tiếp răn dậy. Cảnh Văn Tú mặt soát đến đỏ lên, trong ấn tượng của nàng Cố Hậu Nghĩa còn chưa từng có thần sắc nghiêm nghị nói với nàng nói chuyện, dù sao phụ thân của nàng Đông Châu lão lãnh đạo, nàng đại ca vẫn là gác chuông khu đương nhiệm người đứng đầu. Cố Việt, ta thừa nhận, đối với chuyện này ta có trọng đại sai lầm, ta sẽ từ đó hấp thụ giáo huấn, mau chóng xử lý, tranh thủ tướng đối bệnh viện ảnh hưởng trái chiều giảm nhỏ đến thấp nhất. Tát nước ra ngoài còn thu về được sao? Cảnh Văn Tú nói, sự tình còn chưa tới không cách nào khống chế tình trạng, trước mắt những cái kia chửi bới bệnh viện chúng ta tin tức đều đã xóa bỏ hạ giá, kia hai cái kẻ tạo lời đồn cũng bị phong hào, ta sẽ theo vào truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Nhỏ Cảnh A, ta vẫn cho là, lấy gia đình của ngươi xuất thân, chính trị độ mẫn cảm muốn viễn siêu người bình thường, đáng tiếc A. Cố Hậu Nghĩa lắc đầu, cũng không phải mỗi cái tướng môn đều ra hổ nữ. Câu nói này đã là trần trụi giễu cợt. Cảnh Văn Tú đã cơ bản xác định, hôm nay cái này hội nghị khẩn cấp nhằm vào đến chính là mình. Cao Tân Hoa nhẹ nhàng thở ra, mình nguy cơ giải trừ, Cố Hậu Nghĩa từ đầu tới đuôi liền chưa từng hoài nghi hắn, vừa rồi câu nói kia thổ lộ có chút dư thừa, mình tại chức trên trận tu luyện còn chưa đủ, chớ cùng phần tử trí thức chơi tâm nhãn A. Cảnh Văn Tú nói, Cố Việt, ngài làm sao phê bình ta đều có thể tiếp nhận. Nhưng là ta hy vọng không muốn lan đến gần người nhà của ta. Ngạo khí tận trong xương tủy kiều để nàng đối Cố Hậu Nghĩa cũng không thế nào mua chướng, một cái sắp rời chức viện trưởng, ta không sợ đắc tội ngươi. Cố Hậu Nghĩa chậm rãi lấy ra một sấp vật liệu, đưa cho Cảnh Văn Tú. Cảnh Văn Tú tiếp nhận nhìn thoáng qua, tất cả vật liệu đều cùng với nàng có quan hệ, chỉ lật nhìn hai trang mặt của nàng đã trợn nhìn. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Nàng những năm này làm một chút vi quy sự tình tất cả đều rõ ràng ghi lại ở phía trên, mặc dù không sai lầm lớn, nhưng những này sai lầm nhỏ cũng đầy đủ đưa nàng đánh rất bụi bặm. Cố Hậu Nghĩa tướng đầu mẩu thuốc lá nhấn diệt, rút lần nữa ra một điếu thuốc, Cao Tân Hoa đứng dậy muốn đi đốt thuốc, lại bị ánh mắt của hắn ngăn lại. Cố Hậu Nghĩa cầm từ bản thân diêm, nhẹ nhàng đẩy, kia hộp diêm liền dọc theo bàn hội nghị sáng ngời chứng giám mặt bàn chuẩn xác trượt đến Cảnh Văn Tú trước mặt. Cảnh Văn Tú cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn Cố Hậu Nghĩa. Cố Hậu Nghĩa căn bản không có ở nhìn nàng, chỉ là chậm rãi tướng khói ngậm tại trên môi. Những người khác ngừng thở nhìn lấy một màn trước mắt, hổ gia hùng phong tại, chỉ cần Cố Hậu Nghĩa một ngày không có lui, Trường Hưng chính là địa bàn của hắn, hắn là dùng loại phương thức này tuyên thệ mình chủ quyền. Cảnh Văn Tú nội tâm trải qua ngắn ngủi kịch liệt giao chiến, rốt cục vẫn đứng lên, cầm lấy kia hộp diêm, đi vào Cố Hậu Nghĩa trước mặt vì hắn đốt thuốc. Không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là lạnh nhạt, liên tiếp hai lần đều không thể tướng diêm nhóm lửa. Cố Hậu Nghĩa nói, chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được. Cảnh Văn Tú thật muốn tướng cái này hộp diêm hung hăng nện trên mặt của hắn, nhưng nàng không dám, lần thứ ba rốt cục thành công tướng diêm hoạch sáng. Cố Hậu Nghĩa lại một ngụm dập tắt diêm, nói khẽ, không rút, trở về đi. Cảnh Văn Tú không biết mình là thế nào trở lại trên chỗ ngồi, nàng không dám nhìn ánh mắt của những người khác. Coi như không nhìn nàng cũng có thể đoán được, tất cả mọi người đang cười nhạo nàng, không có người đồng tình nàng, nàng nhất định phải trả thù, nàng đời này chưa hề nhận qua dạng này vô cùng nhục nhã. Lấy Cố Hậu Nghĩa cách cục bản sẽ không ở công khai trường hợp cùng một nữ nhân chấp nhặt, nhưng là lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm, càng là như thế, càng là khó mà dễ dàng tha thứ người khác khiêu chiến quyền uy của mình. Chỉ cần hắn tại Trường Hưng một ngày, yêu ma quỷ quái liền mơ tưởng gây sóng gió. Cố Hậu Nghĩa tại chỗ tuyên bố, Cảnh Văn Tú ngay trong ngày khởi tiến về Trường Hưng Bệnh viện Nguy Sơn đảo phân viện chủ trì công việc, nàng lúc đầu phân quản công việc giao cho Cao Tân Hoa tạm thời phụ trách. Nguy Sơn đảo phân viện là Trường Hưng Bệnh viện 3 năm trước đây thu mua Hương Chấn cấp bệnh viện, trước mắt ở bên kia chủ trì công tác là trước môn trần bộ chủ nhiệm Kim Vĩnh Hạo, lấy Cảnh Văn Tú cấp bậc, bị phái đến đó chủ trì công việc, rõ ràng là bị trục xuất. Từ trước đến nay phách lối Cảnh Văn Tú triệt để bị Cố Hậu Nghĩa đánh sụp. Tại Cố Hậu Nghĩa tuyên bố chức vụ biến động quá trình bên trong, nàng không có nói ra bất kỳ dị nghị gì, nàng không dám phản kháng, lấy nàng đối Cố Hậu Nghĩa hiểu rõ, không ra tay thì thôi, chỉ muốn xuất thủ liền sẽ không cho đối thủ cơ hội phản kháng, nếu như nàng phản kháng, chỉ sẽ phải gánh chịu càng lớn nhục nhã. Cố Hậu Nghĩa không có công khai chỗ tài liệu đó, đã đối nàng thủ hạ lưu tình, chủ yếu là xem ở người nhà nàng phân thượng, hắn cũng không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt. Tuyên bố sau khi tan họp, Cố Hậu Nghĩa đem Cao Tân Hoa đơn độc lưu lại. Cao Tân Hoa có chút bất đắc dĩ, hắn vốn không muốn công khai đứng đội, nhưng Cố Hậu Nghĩa hôm nay làm như vậy,
tương đương với để hắn cùng Cảnh Văn Tú đối lập. Cố Hậu Nghĩa đưa cho Cao Tân Hoa một điếu thuốc, Cao Tân Hoa tiếp nhận, trước giúp hắn đốt, cười khổ nói, Cố Viện, ta quản hậu cần vẫn được, ngài để cho ta quản phòng khám bệnh, ta năng lực này thật tới không được. Cố Hậu Nghĩa hít một hơi thuốc lá nói, tạm thời quá độ mấy ngày a, chờ mới lãnh đạo tới khẳng định còn sẽ làm ra công việc điều chỉnh. Cao Tân Hoa trong lòng khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện Cố Hậu Nghĩa cô đơn biểu lộ, liên tưởng tới có người báo cáo chuyện của hắn, xem ra chuyện này đã mang cho hắn cực lớn ảnh hưởng, chẳng lẽ cấp trên có để Cố Hậu Nghĩa sớm rời trước ý tứ. Cao Tân Hoa thận trọng nói, Cố Viện, người nói nặc danh báo cáo tài liệu sự tình. Cố Hậu Nghĩa lạnh nhạt nói, khám phá đừng nói phá. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, hẳn là Cảnh Văn Tú ở sau lưng giở trò quỷ, nếu không Cố Hậu Nghĩa cũng không biết một chút mặt mũi cũng không cho nàng. Từ kênh đào người ta đến hồi xuân đường không bao xa, vừa vặn dọc theo bờ sông một đường đi trở về đi, Hứa Thuần Lương đi đến nửa đường, một cỗ Porsche Macan trải qua bên cạnh hắn hãm lại tốc độ, có người quay cửa sổ xe xuống kêu lên, Hứa chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương theo tiếng kêu nhìn lại, nguyên lai là y dược đại biểu Bùi Lâm, hai ngày trước tại Mân Nam Hải Tươi Thành lúc ăn cơm gặp qua một lần. Hứa Thuần Lương hướng nàng cười cười, khoát tay áo ra hiệu nàng đi trước. Bùi Lâm lại đem xe ngừng lại, đi chỗ nào, ta đưa ngươi. Không phiền toái, không bao xa, ta đi trở về đi. Lên xe đi, trời nóng như vậy. Thịnh tình không thể chối từ, Hứa Thuần Lương lên xe, đây được cho trước mắt hắn ngồi qua xa hoa nhất xe, xem ra y dược đại biểu kiếm tiền không ít. Bùi Lâm hỏi qua hướng đi của hắn, lái xe hướng phía hồi xuân đường chạy tới, nàng cũng nghe nói Đông Mỹ Lệ sự tình, mặc dù những cái kia video đã loại bỏ, nhưng là ảnh hưởng tồi tệ đã tạo thành. Bùi Lâm nói, câu hỏi không nên hỏi, tay kia vòng tay gặp bao nhiêu tiền. Đây cũng không phải là bí mật gì, Hứa Thuần Lương nói, hóa đơn bên trên viết 88 vạn, bọn hắn muốn 100 vạn, bất quá ta cảm thấy tay kia vòng tay gặp không được nhiều như vậy. Bùi Lâm nở nụ cười, loại này tranh chấp khẳng định là hướng phần cao muốn, kỳ quái a, chuyện này làm sao lại náo như thế lớn. Các ngươi y Mỹ trung tâm không phải nhận thầu đi ra sao? Vì cái gì không phát cái tuyên bố, phủi sạch quan hệ? Trường Hưng nguy cơ quan hệ xã hội quá kém. Hứa Thuần Lương không muốn thỏa mãn nàng bát quái tâm, chuyện này không về ta phụ trách, tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ. Đến cùng là làm hành chính, nói chuyện giọt nước không lọt a, Hứa chủ nhiệm, ta chính là hiếu kỳ, không có có mục đích gì, ngài đừng nặng như vậy cảnh giác. Ta không phải chủ nhiệm, ta tại y tế chỗ chính là một cái chân chạy. Ngài cũng không bình thường, Đinh Tứ lợi hại như vậy một người, còn không phải bị trị cho ngươi đến ngoan ngoãn. Bùi Lâm tận mắt nhìn thấy Hứa Thuần Lương chế phục Đinh Tứ đám người kia, đi qua chỉ ở trong sách nhìn qua có chút huyệt môn công phu này, nghĩ không ra trong hiện thực thật có, từ từ đêm hôm đó về sau, nàng đối Hứa Thuần Lương người trẻ tuổi này sinh ra hứng thú nồng hậu. Hứa Thuần Lương nhắc nhở, phía trước rẽ trái. Bùi Lâm ý thức được hắn đối đề tài của mình không hứng thú, cười cười nói, ta nghe nói bệnh viện các ngươi cũng nhanh biến thiên. Cái đề tài này thành công đưa tới Hứa Thuần Lương chú ý, có ý tứ gì? Cố Viện nhanh chút, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón mới viện trưởng. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, cái này cũng không tính tin tức, tất cả mọi người biết Cố Hậu Nghĩa sang năm liền muốn lui ra đến, về phần tiếp nhận người là ai còn không rõ ràng lắm. Biết mới viện trưởng là ai chăng? Là ai cùng ta cũng không quan hệ, ta chính là cái phổ thông tiểu cán sự. Cũ mới ban lãnh đạo giao thế thời điểm bình thường là tốt nhất tiến bộ cơ hội, Hứa chủ nhiệm, ngài nhưng phải hảo hảo nắm chắc a, tìm đúng phương hướng liền sẽ một bước lên mây. Ta đến, Hứa Thuần Lương chỉ phía trước, hắn đối Bùi Lâm nữ nhân này cũng không quá thật tốt cảm giác, cảm thấy nàng không giờ khác nào không tại tính toán. Bùi Lâm dừng xe ở hồi xuân đường phía trước, Hứa Thuần Lương một giọng nói tạ ơn. Đẩy cửa xe ra xuống xe. Bùi Lâm để hắn chờ một chút, từ trong cốp sau xuất ra hai hộp lá trà, Hứa Thuần Lương vô công bất thụ lộc, lập tức xin miễn. Không có ý tứ gì khác, bằng hữu của ta trà nhà máy, cho ngươi nếm thử tươi, ngài nếu là không thu, ta cho Hứa lão tiên sinh đưa đi. Hứa Thuần Lương lo lắng nàng đi vào quấy rầy ra ra, thế là tiếp nhận lá trà, vậy được, ta nếm thử, cảm ơn ngươi. Bùi Lâm nở nụ cười xinh đẹp. Khoát khoát tay lên xe rời đi. Hứa Thuần Lương đợi nàng đi xa, lúc này mới quay người, đã thấy Gia Gia cầm quạt xếp đứng ở phía sau, cười tủm tỉm nhìn lấy mình. Người dọa người hù chết người, Gia Gia, ta có thể đừng như thế xuất quỷ nhập thần sao? Hứa Trường Thiện cười nói,
vừa rồi đưa ngươi trở về cô nương kia là ai? Hứa Thuần Lương xem xét lão gia tử biểu lộ liền biết hắn chờ mong cái gì. Đừng suy nghĩ nhiều, bằng hữu bình thường, thuận đường tiễn ta về nhà đến, cái này hai hộp lá trà hiếu kính ngài. Hắn đem lá trà hướng ra ra trong ngực bịt lại, đi vào tắm rửa. Hứa Thuần Lương tắm rửa thời điểm nhớ tới Bùi Lâm trên xe, Trường Hưng bệnh viện sắp biến thiên rồi. Muốn nói cùng hắn cũng có chút quan hệ, Cố Hậu Nghĩa lui ra đến ai có thể tiếp ban. Chẳng lẽ là Cao Tân Hoa? Bùi Lâm hẳn là nghe được một chút phong thanh, không phải kia trời cũng sẽ không chuyên môn chạy tới cho Cao Tân Hoa mời rượu. Từ cá nhân cảm tình xuất phát, Hứa Thuần Lương đương nhiên hy vọng là Cao Tân Hoa thượng vị, nhưng là từ hắn hiểu rõ đến tình huống đến xem, cái này là không thể nào. Tắm rửa xong ra, nhìn thấy Gia Gia đã dùng ly pha lê ngâm hai chén trà, một chén cho hắn lạnh, lão gia tử đối với mình quan tâm thật sự là từng ly từng tí. Hứa Trường Thiện nói, tốt nhất chúc Diệp Thanh, đến hơn 3.000 một cân. Đắt như thế, Hứa Thuần Lương bưng lên ly pha lê uống một ngụm, mùi thơm ngát thoải mái, đích thật là trà ngon, Bùi Lâm xuất thủ còn thật là hào phóng, hai hộp lá trà vừa vặn một cân, Gia Gia là trà đạo cao thủ, hắn nói đến giá cả hẳn là 8-9 phần 10. Mình không phải cái gì lãnh đạo, cùng Bùi Lâm cũng chính là vẻn vẹn nếm qua một bữa cơm mà thôi, nàng đưa quý giá như vậy lá trà cho mình chẳng lẽ có toan tính. Hứa Thuần Lương nghĩ nghĩ, tốt như chính mình cũng không để cho nàng dùng đến địa phương. Khả năng nhất chính là nàng nghe nói Cao Tân Hoa cùng bọn hắn nhà quan hệ, muốn thông qua mình rút ngắn cùng hắn ở giữa tình cảm, như thế nói đến, Cao Tân Hoa lên làm viện trưởng khả năng thật rất lớn. Hứa Thuần Lương phát hiện thế giới này mặc dù võ học lui bước, động lòng người trí thông minh cùng tâm cơ lại phổ biến tăng lên, ngay cả phổ thông tiểu nhân vật đều trí thông minh online, đoán chừng cùng tin tức thời đại có quan hệ, không ra khỏi cửa liền có thể biết chuyện thiên hạ, người kiến thức nhiều, tâm trí tự nhiên mạnh lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đông Mỹ lệ sự kiện huyên náo xôn xao, thậm chí ngay cả bình thường không thế nào chú ý xã hội tin tức Hứa Trường Thiện đều nghe nói, hắn là tại cùng người bệnh chuyện phiếm bên trong biết đến cái này khởi tranh chấp. Bởi vì bảo bối cháu trai ngay tại y tế chỗ công việc, cho nên Hứa Trường Thiện đặc biệt lưu ý một chút. Thuần Lương, bệnh viện các ngươi Mỹ Dung khoa sự tình cùng ngươi không có quan hệ gì à? Không có, ta không chịu trách nhiệm. Vậy là tốt rồi, y tế chỗ cũng là nơi thị phi, cả ngày đều muốn đối diện những cái kiệu án khí trùng thiên người bệnh. Nếu như cảm thấy áp lực quá lớn, ta có thể cùng ngươi Cao Thúc nói một tiếng, để hắn giúp ngươi thay cái cương vị. Lão gia tử muốn thừa dịp cơ hội để cháu trai trở về y học Trung Quốc chính thống. Hứa Thuần Lương nói, chuyện công tác ngài liền cứ yên tâm đi, ta nếu là làm được không hài lòng mình sẽ cùng Cao Thúc nói. Hứa Trường Thiện ý thức được mình khả năng lại quản nhiều, người tuổi trẻ bây giờ đều thích độc lập tự chủ, trưởng bối can thiệp quá nhiều dễ dàng kích thích sự phản cảm của bọn họ, phải biết đủ, chí ít bên người còn có cháu trai làm bạn. Hứa Trường Thiện phẩm hớp trà, ta lại sửa sang lại một chút đơn thuốc. Người quay đầu giúp ta đằng một lần. Được, đêm nay ta liền viết ra. Không vội, Hứa Trường Thiện đặt chén trà xuống, hoạt động một chút cánh tay, ngày mai ta dự định đi lội Hải Châu. Hứa Thuần Lương trước đó không có nghe Gia Gia nói lên, ngài đến đó làm gì? Đi xem một cái lão bằng hữu, đến một lần ba ngày dáng vẻ. Nếu không ta xin phép nghỉ bồi ngài đi qua. Hứa Trường Thiện nở nụ cười, làm sao? Không yên lòng ta. Ta niên kỷ mặc dù lớn, vừa vặn tấm không có vấn đề gì. Hứa Thuần Lương đối với cái này thật không có dị nghị, lão gia tử chú trọng dưỡng sinh, mặc dù năm hơn cổ hy, nhưng cái eo thẳng tắp, thân thể cứng rắn. Cơ hồ mỗi ngày Hứa Thuần Lương trở về đều phải giúp lão gia tử sao chép phương thuốc, hắn cũng minh bạch, Gia Gia là dùng loại phương thức này bồi dưỡng hắn, để hắn trong lúc vô tình tướng phối phương nhớ kỹ, vì để cho mình học y, lão gia tử thật sự là nhọc lòng. Sao chép xong hôm nay phương thuốc đã là 11 giờ đêm, Hứa Thuần Lương tướng đồ vật thả lại chỗ cũ, từ trên giá sách tiện tay rút ra một quyển sách, dự định đọc sách một hồi lại ngủ tiếp. Rút ra quyển sách kia thời điểm, trong sách kẹp một vật rơi trên mặt đất. Hứa Thuần Lương tưởng rằng phiếu tên sách, khom người nhặt lên, lại là một khối thật mỏng cốt phiến, đánh lỗ, buộc lên dây đỏ đều đã phai màu, hẳn là có tuổi rồi. Thứ này tại thuốc đông y trải rất phổ biến. Chính là viễn cổ sinh vật xương cốt, được xưng là xương rồng, y học Trung Quốc bên trong cũng là một vị dược tài, có trấn an tâm thần, bình lá gan lặn dương tác dụng. Hẳn là Hứa Trường Thiện lúc trước đọc quyển sách này thời điểm theo tay cầm lên một mảnh xương rồng cắm ở trang sách bên trong, làm phiếu tên sách sử dụng.
Hứa Thuần Lương chuẩn bị tướng xương rồng cắm thư trả lời bên trong thời điểm, đầu ngón tay cảm giác xương rồng mặt ngoài gập ghềnh, cảm giác của hắn lực mặc dù không thể so với thường ngày, nhưng rõ ràng như vậy xúc cảm vẫn là đưa tới chú ý của hắn. Tướng xương rồng cầm tới dưới đèn, nhìn thấy xương rồng mặt ngoài che kín văn tự, giáp cốt văn. Sớm nhất chính là Kim Thạch học gia Vương Ý Vinh tại bắt thuốc thời điểm tòng long xương bên trên phát hiện văn tự, trước đó, không người chú ý, dân chúng đều tướng vật này xem làm dược tài một loại. Bởi vì niên đại xa xưa, giáp cốt văn phá giải cũng thành một môn chuyên môn học vấn, cho tới bây giờ tổng cộng phát hiện hẹn 4.500 cái chữ, chưa phá giải còn có hơn 2.000 chữ, ngành tương quan thậm chí cấp ra phá giải một chữ trọng thưởng 10 vạn cổ vũ. Chân chính gây nên Hứa Thuần Lương chú ý chính là phía trên văn tự. Mặc dù văn tự cũng không hoàn chỉnh, nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra đây là liên quan đến tu luyện khẩu quyết. Hứa Thuần Lương phi thường tò mò, lại lật nhìn trên giá sách sách của hắn tịch, liên tiếp lật ra mấy quyển đều không tìm được. Thuần Lương, còn chưa ngủ à? Hứa Trường Thiện nhìn thấy thư phòng vẫn sáng đèn, nhịn không được tới xem một chút, trong mắt hắn Hứa Thuần Lương thủy chung là cái tiểu hài tử, người trẻ tuổi thức đêm luôn luôn không tốt. Hứa Thuần Lương cười nói, cái này ngủ, đúng, ra ra. Ta vừa từ trong sách tìm được vật này. Hắn đem kia phiến xương rồng đưa tới. Hứa Trường Thiện tiếp nhận nhìn thoáng qua nói, xương rồng A. Phía trên này có giáp cốt văn. Hứa Trường Thiện nhẹ gật đầu, kỳ thật nhiều năm trước hắn liền phát hiện phía trên này có giáp cốt văn. Những này xương rồng nói đến vẫn là tổ tiên truyền thừa. Hứa Trường Thiện phát hiện phía trên có giáp cốt văn về sau liền đem chuyện này hồi báo cho văn vật bộ môn quản lý. Tướng trong nhà hơn 1.000 phiến giáp cốt văn toàn bộ góp ra ngoài. Bởi vậy quốc gia còn cho hắn ban phát giấy chứng nhận thành tích, kẹp ở trong sách mảnh này xương rồng, nên là cá lọt lưới. Ra ra phải chăng nhận ra phía trên chữ. Hứa Trường Thiện lắc đầu nói, ta cũng không phải nhà khảo cổ học, tại giáp cốt văn phương diện không có nghiên cứu gì, ta lúc ấy phát hiện những văn tự này thời điểm, còn không dám kết luận là giáp cốt văn, đặc địa mở đất một bộ phận tìm chuyên gia nhìn. Người có bản dập, ngược lại là có mấy chương. Lúc ấy thác xuống tới mục đích đúng là lưu cái kỷ niệm, người hôm nay không nhắc lên chuyện này ta cơ hồ đều quên. Hứa Trường Thiện đi giá sách bên kia tìm, một hồi lâu mới tìm được mấy chương phát hoàng bản dập, có chừng hơn 100 cái chữ dáng vẻ, Hứa Thuần Lương triển khai xem xét, quả nhiên ấn chứng phỏng đoán của hắn, những này xương rồng bên trên ghi lại là Hoàng đế nội kinh. Hiện có tại thế, Hoàng đế nội kinh chia làm tố vấn, linh khu, hai bộ phận, Hứa Thuần Lương cuộc sống quá khứ thời đại cũng là như thế. Hiện tại phổ biến cho rằng, Hoàng đế nội kinh thành sách cũng không phải nhất thời, tác giả cũng không phải một người. Bút chi tại sách, ứng tại chiến quốc, cá biệt thiên chương thành tại Lưỡng Hán. Hứa Thuần Lương lại biết hoàn chỉnh, Hoàng đế nội kinh, nên từ ba bộ phận cấu thành, ngoại trừ hai bộ phận này bên ngoài còn có thiên dưỡng thiên, tố vấn cùng linh khu, là dạy người như thế nào chữa bệnh, mà thiên dưỡng thiên ghi lại phòng bệnh cường thân, kéo dài tuổi thọ nội dung, cái này một bộ phận thành sách còn muốn tại xuân thu trước đó. Lúc đó còn không hoa hạ khái niệm. Tục truyền nắm giữ thiên dưỡng thiên người, có thể thông qua tu luyện để cho người ta thể kinh mạch đạt tới trạng thái tốt nhất. Nghe đồn hủy đi thiên dưỡng thiên cũng là một vị y đạo cao thủ, hắn cảm thấy nếu như mỗi người đều tu tập thiên dưỡng thiên, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, như vậy trên thế giới này liền không lại cần bác sĩ, chỉ có hủy đi thiên dưỡng tố vấn cùng linh khu mới có thể phát huy tác dụng chân chính. Thiên dưỡng, bên trong có một cái đặc biệt phương pháp tu luyện đó chính là ngược dòng bản quy nguyên, có thể để cho người ta thể kinh mạch khôi phục lại tân sinh ban đầu trạng thái, như là đứng máy khởi động lại, đôi này tu võ người có được không thể kháng cự lực hấp dẫn, thường nói từ trong bụng mẹ luyện công, kỳ thật đó mới là lý tưởng nhất tu hành trạng thái, thiên dưỡng liền có thể tạo được đồng dạng hiệu quả. Hứa Thuần Lương trước mắt tu luyện thông thiên bảo điển tiến cảnh chậm chạp. Nguyên nhân căn bản chính là trước mắt hắn thân thể kinh mạch đã ở thời đại này sinh trưởng phát dục 22 năm, nói cách khác nhận lấy cảnh vật chung quanh 22 năm ảnh hưởng. Đáng tiếc bản dập tổng cộng chỉ có 3 tấm, cộng lại 137 cái chữ, chỉ bằng những này còn không cách nào thấy được toàn bộ sự vật. Hỏi còn thừa xương rồng hướng đi, Hứa Trường Thiện cũng không rõ lắm, lúc ấy hắn là thông qua chuyên gia liên hệ đến văn vật bộ môn quản lý, vị kia chuyên gia gọi Bạch Mộ Sơn. Lúc ấy là Đông Châu Đại học sư phạm hệ lịch sử giáo sư. Quyên tặng chuyện này đã qua hơn 20 năm, hắn cùng Bạch Mộ Sơn cũng thật lâu không có liên lạc qua, không rõ ràng hắn hiện tại có phải hay không còn tại đại học dạy học. Hứa lão gia tử cũng không biết những này xương rồng chân quý, nếu như hắn biết những này xương rồng trên có khắc Hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên, đoán chừng lão gia tử muốn cân nhắc có phải hay không quyên tặng,
cho dù quyên tặng, cũng muốn đem phía trên văn tự tất cả đều thác xuống tới. Đã nhanh đến nửa đêm, lão gia tử thúc giục hắn nhanh nghỉ ngơi, đến mai còn phải đi làm. Hứa Thuần Lương nằm ở trên giường vẫn nghĩ đến chuyện này, thiên dưỡng có thể nói là hết thảy luyện khí khởi nguyên, nếu như có thể tập hợp đủ tất cả nội dung, đối tự mình tu luyện thông thiên bảo điển có trợ giúp rất lớn. Cầm điện thoại di động lên tìm tòi một chút Bạch Mộ Sơn người, có internet, nghĩ điều tra một người tư liệu thật sự là quá dễ dàng. Tư liệu biểu hiện, Bạch Mộ Sơn, nam, năm nay 55 tuổi, trong nước chứ danh nhà lịch sử học, cổ văn tự học gia, trước mắt nhậm chức tại Nam Giang Đại học sư phạm hệ lịch sử. Trên mạng còn có hình của hắn, nhìn qua so với tuổi thật muốn trẻ tuổi hơn nhiều, nhìn qua rất anh tuấn nho nhã một người, bớt thời gian nhất định phải đi tỉnh thành bái phỏng hắn. Đông Mỹ Lệ bốc lên cuộc phong ba này vẫn không yên tĩnh hơi thở, mặc dù vợ chồng bọn họ hai người liên quan tới Trường Hưng bệnh viện video bị phong hào xóa bỏ, nhưng là bọn hắn còn có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Kiên nhẫn gọi 12.345 tiến hành khiếu nại, lợi dụng cái khác xã giao truyền thông tấp nập phát ra tiếng. Dùng tiền thuê một bang trung lão niên phụ nữ thay nhau đi Mỹ dung trung tâm quấy rối, lên án Thái Vinh Quyên giải phẫu sai lầm dẫn đến nàng hủy dung. Bệnh viện bảo vệ khoa đối diện một đám trung lão niên phụ nữ cũng bất lực, khu quản hạt đồn công an cũng phái người đến đây, cảnh cáo những cái kia y náo không muốn nhiễu loạn bình thường chạy chữa trật tự, nhưng là bọn hắn đối diện loại cục diện này cũng không có biện pháp quá tốt, cũng không thể đem đám người này tất cả đều mời đến đồn công an, vạn nhất các nàng nhảy quảng trường múa làm sao bây giờ. Đồn công an cho ra đề nghị là Trường Hưng phương diện mau chóng cùng người bệnh hiệp thương, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Cố Hậu Nghĩa để phân công quản lý phòng khám bệnh công tác phó viện trưởng Cảnh Văn Tú đi Nguy Sơn đảo phân viện, cái này nhất an sắp xếp cũng cực đại chấn nhiếp Trường Hưng bệnh viện một bang trung tầng cán bộ, đương nhiên Cảnh Văn Tú cũng không có ngoan ngoãn nghe lời, nàng lấy cớ nghỉ bệnh, lấy loại phương thức này cùng Cố Hậu Nghĩa yên lặng chống lại, Cố Hậu Nghĩa đương nhiên không thể để cho người ép nàng đi qua, dù sao nàng tạm thời cũng không tới bệnh viện, nhắm mắt làm ngơ. Môn trần bộ, y tế chỗ, bảo vệ khoa thay nhau ra trận, tích cực cân đối Mỹ dung trung tâm lần này tranh chấp. Nhưng là bọn hắn căn bản liên lạc không được Đông Mỹ Lệ vợ chồng, nghe nói cặp vợ chồng đi bên ngoài địa quyền uy bộ môn giám định. Trên mạng cũng không có yên tĩnh quá lâu, rất nhanh liên quan tới Trường Hưng bệnh viện Mỹ dung trung tâm thầu khoán Tằng Hồng Văn bối cảnh bị người lột cái rõ ràng. Không chỉ có người hướng thượng cấp bộ môn nộp Cố Hậu Nghĩa công khí tư dụng dùng người không khách quan vật liệu, còn có người đem y Mỹ trung tâm một chút không hợp lý thu phí khiếu nại đến vật giá cục. Tằng Hồng Văn bây giờ mới biết hối hận, biết sớm như vậy, liền không nên tại đàm phán quá trình bên trong biểu hiện được cường ngạnh như vậy. Hiện tại chuyện này huyên náo dư luận xôn xao, nàng cùng Cố Hậu Nghĩa quan hệ cũng rộng làm người biết. Từ trước đến nay yêu thương nàng Tiểu Di đều đem nàng oán trách một trận, trách cứ nàng thiếu khuyết cái nhìn đại cục, làm hại nàng dưỡng khí tiết tuổi già khó giữ được. So với Cố Hậu Nghĩa khí tiết tuổi già khó giữ được, Tằng Hồng Văn quan tâm hơn phải là mình, hai ngày này y Mỹ trung tâm bị huyên náo gà chó không yên, đã không cách nào tiến hành bình thường chẩn đoán điều trị công việc, Thái Vinh Quyên vì tránh đầu sóng ngọn gió dứt khoát xin nghỉ bệnh. Tiêu Dung hợp vật giá cục đều phái người tới tìm hiểu tình huống, như loại này nhận thầu tính chất phòng căn bản chịu không được tra, chỉ cần tra liền nhất định có thể tra xảy ra vấn đề. Tằng Hồng Văn cho Cố Hậu Nghĩa gọi qua điện thoại, nhưng hắn căn bản không tiếp, hiển nhiên là đang giận nàng. Tằng Hồng Văn ý thức được, vô luận lần này tranh chấp có thể hay không xử lý tốt, mình tại Trường Hưng bệnh viện đã không ở nổi nữa. Đưa tiến Tiêu Dung hợp vật giá cục hai nhóm nhân mã, đến đại sảnh, nhìn thấy đám kia trung lão niên phụ nữ ngay tại đợi khám bệnh khu ăn cơm hộp, các nàng đã làm tốt trường kỳ đấu tranh chuẩn bị. Tằng Hồng Văn suy nghĩ như thế nào thoát khỏi khốn cảnh thời điểm, Phó Viện trưởng Cao Tân Hoa gọi điện thoại để nàng đi qua một chuyến. Tằng Hồng Văn cũng nghe nói Cảnh Văn Tú bị ngoại thả sự tình. Theo tin đồn nói, Cảnh Văn Tú sở dĩ rơi xuống kết quả như vậy là bởi vì phía sau đưa Cố Hậu Nghĩa hồ sơ đen, hiện tại môn trần công việc từ Phó Viện trưởng Cao Tân Hoa tạm thời tiếp quản. Đi vào Cao Tân Hoa văn phòng, phát hiện y tế chỗ chủ nhiệm Chu Văn Bân cũng tại. Tằng Hồng Văn cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, Cao Tân Hoa trên bàn công tác bày biện nàng nhận thầu hợp đồng, lúc đầu ký tên đến nhận thầu kỳ hạn là 10 năm, hiện tại chỉ qua 3 năm. Cao Tân Hoa nói, Tiểu Tằng A, hôm nay gọi ngươi qua đây là muốn nói chuyện nhận thầu hợp đồng sự tình. Tằng Hồng Văn nói, nhận thầu kỳ không phải còn có 7 năm sao? Trên hợp đồng viết rõ ràng, sớm một năm thảo luận tục hẹn sự tình. Cao Tân Hoa đi thẳng vào vấn đề nói cho nàng,
Xét thấy nàng tại nhận thầu trong lúc đó mang cho bệnh viện mặt trái ảnh hưởng, trải qua viện ban lãnh đạo thảo luận quyết định, sớm giải trừ nhận thầu hợp đồng. Lần này gọi Tằng Hồng Văn cũng không có gì không phải a cùng với nàng thương lượng, mà là chính thức thông chi. Giải trừ hiệp ước có thể, nhưng là tổn thất của ta làm sao bây giờ? Ta tại Mỹ Dung trung tâm đầu tư 500 vạn, hiện tại ta hợp thành bản đều không thu hồi, các ngươi liền muốn giải trừ hợp đồng, dựa vào cái gì? Cao Tân Hoa nói, ngươi lần này cho Trường Hưng mang tới tổn thất cũng không chỉ 500 vạn. Cũng không phải ta sai. Đông Mỹ Lệ giải phẫu không có bất cứ vấn đề gì, là vợ chồng bọn họ hai cố tình gây sự, Chu chủ nhiệm, ngươi nói câu công đạo. Chu Văn Bân nói, sự tình phát triển đến bây giờ trách nhiệm tại ai đã không trọng yếu. Tằng Hồng Văn nói, các ngươi không phải liền là muốn đuổi ta đi sao? Đi, để cho ta đi cũng được, dựa theo hợp đồng quy định, các ngươi Trường Hưng bệnh viện trái với điều ước, làm như thế nào bồi liền thường thế nào. Cao Tân Hoa thầm than nữ nhân này không biết điều, nghĩ đuổi nàng đi là nàng dưỡng cố hậu nghĩa, cố viện công tác cả một đời, đều không có giống như bây giờ chật vật qua, vô luận hắn phải chăng theo nghề thuốc Mỹ trung tâm giành tư lợi, người khác đều cho rằng hắn khẳng định được chỗ tốt. Y Mỹ trung tâm vi quy hành vi không chỉ cao thu phí cái này một hạng, biến tướng chào hàng vật phẩm chăm sóc sức khỏe, khuếch đại y đẹp hiệu quả, hiện tại một mạch bị người cho bóc ra. Đông Mỹ Lệ hao tốn 3 vạn 8, trong này tiền giải phẫu chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Đông Mỹ Lệ sự kiện chỉ là một cái kíp nổ, lần này có thể đem hỏa thiêu đến cố hậu nghĩa trên người khẳng định là một cái quen thuộc nội tình người. Bị ngoại thả cảnh Văn Tú khả năng chỉ là một góc của băng sơn, có lẽ còn có những người khác. Cố hậu nghĩa xế chiều hôm nay muốn đi kiểm tra kỷ luật bộ môn nói rõ tình huống, vô luận hắn có thể hay không thuận lợi qua cửa ải này, hắn tại Trường Hưng lãnh đạo kiếp sống đều muốn sớm kết thúc. Tối hôm qua cố hậu nghĩa cùng Cao Tân Hoa nói chuyện rất nhiều, tại rời trước trước đá đi cảnh Văn Tú, chân chính dụng ý cũng không chỉ là vì trả thù, loại thời điểm này, hắn không muốn có người ở sau lưng lại đâm đao. Rất nhiều chuyện hắn đã không tiện ra mặt, chỉ có thể giao cho Cao Tân Hoa. Cao Tân Hoa nói, tiểu tăng, ta khuyên ngươi vẫn là nhận rõ hiện thực, trên hợp đồng có một đầu phi thường trọng yếu, đó chính là tại nhận thầu trong lúc đó, không được xử lý vi quy kinh doanh, nếu như bởi vì cá nhân nguyên nhân cho bệnh viện mang đến tổn thất to lớn, bệnh viện có quyền sớm giải ước, cũng giữ lại truy trách quyền lợi. Ngươi không cần đe dọa ta, lần này được chịu tổn thất chính là ta, không phải là các ngươi Trường Hưng bệnh viện. Cao Tân Hoa lười nhác cùng với nàng tiếp tục nói tiếp, như vậy đi, ngươi về đi suy tính một chút, ta chờ ngươi tin tức. Hắn thấy, Tằng Hồng Văn quá không sáng suốt, sự tình đều đã đến loại tình trạng này, coi như viện phương không chủ động nói ra, nàng cũng nên chọn rời đi, tay cụt cầu sinh đạo lý không hiểu, cũng hẳn phải biết thi tốt bảo suất. Nói chuyện trước đó, Cao Tân Hoa cẩn thận nghiên cứu lúc trước cho mướn hợp đồng, căn cứ hợp đồng bên trong quy định, viện phương có thể đơn phương giải ước. Hiện tại cần nhìn cố hậu nghĩa thái độ, dù sao Tằng Hồng Văn là hắn cháu gái. Cao Tân Hoa đi tìm cố hậu nghĩa báo cáo tình huống thời điểm, tại hành lang gặp được trung y khoa chủ nhiệm Chu Minh Viễn. Chu Minh Viễn mang theo chẩn đoán điều trị dương, thần sắc có vẻ hơi khẩn trương, hướng hắn nhẹ gật đầu, không để ý tới Hàn Huyên cũng nhanh bước tới phòng làm việc của viện trưởng đi đến. Cao Tân Hoa ý thức được nhất định là có chuyện phát sinh, suy nghĩ một chút vẫn là đợi lát nữa lại đi tìm cố hậu nghĩa. Bên này vừa mới trở lại phòng làm việc của mình, viện xử lý chủ nhiệm Lưu Đăng Khoa liền đến tìm hắn, mời hắn đi viện trưởng nơi đó. Cố hậu nghĩa sớm định ra sau 2 giờ muốn đi kiểm tra kỷ luật bộ môn nói rõ tình huống, nhưng đột nhiên mất thông. Cố hậu nghĩa không muốn kinh động quá nhiều người, trước hết để cho Lưu Đăng Khoa đem thần kinh nội khoa chủ nhiệm Triệu Vĩnh Thắng gọi tới, Triệu Vĩnh Thắng đề nghị mời trung y khoa Chu Minh Viễn hội trần. Thông chi Cao Tân Hoa mục đích là lấy phòng ngừa vạn nhất. Nếu như Triệu Vĩnh Thắng không cách nào chỉ tốt chính mình, khả năng cần nằm viện làm toàn diện thân thể kiểm tra, trước mắt đến xem, chỉ có thể để Cao Tân Hoa tạm thời thay hắn trưởng khống toàn cục. Cao Tân Hoa cũng không nghĩ tới cố hậu nghĩa lại đột nhiên phát sinh loại sự tình này, hắn cũng không phải là học y xuất thân, cho rằng cố hậu nghĩa hẳn là mau chóng toàn diện kiểm tra, để tránh chậm trễ bệnh tình. Lưu Đăng Khoa thấp giọng nói cho hắn biết, cố hậu nghĩa cùng kiểm tra kỷ luật bộ môn đã hẹn thời gian, hắn hiện tại bệnh rất không phải lúc. Nếu như hắn hôm nay không đi, lo lắng người khác sẽ cho rằng trong lòng của hắn có quỷ, cố hậu nghĩa làm xong hết thảy chuẩn bị, nhất định phải tự mình ra mặt giải thích gần nhất phát sinh sự tình. Chu Minh Viễn đến trước khi đến, Triệu Vĩnh Thắng đã vì cố hậu nghĩa làm qua kiểm tra, sơ bộ phán đoán cố hậu nghĩa hẳn không phải là não bộ vấn đề, nhiệt độ cơ thể huyết áp bình thường, chỉ là nhịp tim thoáng nhanh hơn một chút, hắn đoán chừng là hệ thần kinh tai điếc,
loại bỏ xuất huyết não tật bệnh khả năng, thân thể hẳn không có trở ngại, đề nghị nằm viện tiến hành toàn diện kiểm tra, nhưng Cố Hậu Nghĩa kiên trì muốn đi tham gia sau 2 giờ hẹn đàm. Nghĩ trong khoảng thời gian ngắn trợ giúp Cố Hậu Nghĩa khôi phục thính lực, Tây y bất lực, bất quá Trung y châm cứu ngược lại là có khả năng, cho nên mời tới Chu Minh Viễn. Chu Minh Viễn hiểu rõ bệnh tình về sau, quyết định vì viện trưởng thi châm, châm cứu còn có tại trong vòng thời gian quy định khôi phục thính lực khả năng. Hắn lựa chọn tai kỳ môn, nghe cung huyệt, nghe giảng huyệt, ế động gió, huyệt thái dương tiến hành cục bộ kích thích, mục đích là khơi thông kinh mạch xúc tiến khí huyết vận hành, từ đó chữa trị thần kinh. Có thể để hắn xấu hổ phải là, hành châm về sau, Cố Hậu Nghĩa không những tai điếc không thấy tốt hơn, ngược lại ngay cả lời cũng không thể nói. Cố Hậu Nghĩa xem như kiến thức người này thủ đoạn, trợn mắt tròn xoe, cắn chặt hàm răng, cũng không phải hắn nghĩ nghiến răng nghiến lợi, mà là châm cứu về sau mở không nổi miệng, sớm biết như thế còn không bằng không cho hắn cho mình châm cứu, vừa rồi mặc dù nghe không được, nhưng chí ít còn có thể nói chuyện. Chu Minh Viễn vốn là khẩn trương, nhìn thấy Cố Hậu Nghĩa như thế biểu lộ, nội tâm càng là thấp thỏm lo âu, hắn cũng không nghĩ tới sẽ càng chậm càng nghiêm trọng hơn, đây không phải phổ thông bệnh nhân, là bọn hắn Trường Hưng người đứng đầu. Một bên Triệu Vĩnh Thắng đều thay hắn cảm thấy khẩn trương, lần này thọc lớn chỗ hở, nếu là đại lão bản bị hắn đâm ra chuyện bất trắc, Chu Minh Viễn khẳng định phải chịu không nổi. Chu Minh Viễn run giọng nói, Cố Việt, ngài vẫn là làm đầu lâu CT, bài trừ một chút trong đầu bệnh biến, tuyệt đối đừng chậm trễ bệnh tình. Cố Hậu Nghĩa chỉ vào Chu Minh Viễn, dùng sức phất tay, ý là ngươi mau cút cho ta, có bao xa lăn bao xa, ta nguyên lai còn có thể nói chuyện. Người cái này mấy châm xuống dưới đem ta cho đâm câm. Chu Minh Viễn mặt mo đỏ bừng, hướng Triệu Vĩnh Thắng ném để cầu trợ ánh mắt, muốn cho bạn học cũ giúp mình nói mấy câu. Triệu Vĩnh Thắng cũng rất bất đắc dĩ, nhắm mắt nói, Cố Việt, ta cũng cho rằng ngài ngàn vạn không thể khinh thường, bệnh tình phát triển cấp tốc, nhất định phải coi trọng, nhất định phải ngựa bên trên tiến hành toàn diện kiểm tra. Cố Hậu Nghĩa kỳ thật ngoại trừ tạm thời tai điếc tắt tiếng cũng không cái khác khó chịu, coi như nằm viện cũng không phải hiện tại. Hắn dùng sức khoát tay áo, biểu thị mình tuyệt không nằm viện, coi như vừa điếc lại vừa câm, hắn đều muốn đúng giờ đi nói rõ tình huống, liên quan đến hắn cả đời trong sạch, coi như không thể nghe không thể nói, hắn còn có hai tay, hắn còn có thể nâng bút viết chữ. Cao Tân Hoa minh bạch Cố Hậu Nghĩa tâm tư, để hai người bọn họ đi ra ngoài trước, sau đó trên giấy viết ba chữ cho Cố Hậu Nghĩa nhìn một chút. Cố Hậu Nghĩa nhìn thấy ba chữ kia nhãn tình sáng lên, nhẹ gật đầu. Cao Tân Hoa viết là hồi xuân đường ba chữ, trước mắt loại tình huống này, có lẽ chỉ có Hứa lão gia tử mới có thể giải quyết Cố Hậu Nghĩa chứng bệnh, tại Cao Tân Hoa trong lòng, phóng nhãn Đông Châu, châm cứu trình độ Hứa Trường Thiện có thể xưng thứ nhất, về phần Chu Minh Viễn chi lưu, cho lão gia tử sách giày cũng không xứng. Cao Tân Hoa ngay trước Cố Hậu Nghĩa bột bấm Hứa Thuần Lương điện thoại, hắn lo lắng cho mình không mời nổi Hứa Trường Thiện, chuyện này chỉ có thể thông qua Hứa Thuần Lương. Cao Tân Hoa đơn giản tướng tình huống nói một lần. Hắn cho rằng chuyện này đối với Hứa Thuần Lương cũng là một cơ hội, nếu như lão gia tử có thể chữa khỏi Cố Hậu Nghĩa, như vậy Cố Hậu Nghĩa liền thiếu Hứa lão gia tử một cái to lớn ân tình, đương nhiên ở trong đó cũng có nhất định đánh cược thành phần, bất quá có Chu Minh Viễn hạng chót, coi như cược thua cũng không sao. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này Cố Hậu Nghĩa bệnh đến thật là không phải lúc, ra ra sáng sớm hôm nay đi Hải Châu, lúc này còn tại trên xe lửa đâu, lúc đầu nghĩ nói rõ sự thật. Nhưng nói đến bên môi nhưng lại đổi chủ ý, nói cho Cao Tân Hoa lập tức tới ngay. Cao Tân Hoa trong lòng âm thầm trấn an, không quên căn dặn hắn nhất định phải giữ nghiêm bí mật, việc này không thể đi lộ tin âm thanh, Cố Viện không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Cao Tân Hoa làm sao đều không nghĩ tới Hứa Thuần Lương nói đến lập tức tới ngay thế mà nhanh như vậy, không đến 5 phút đồng hồ, Hứa Thuần Lương liền đã xuất hiện tại phòng làm việc của viện trưởng bên trong. Cao Tân Hoa nhìn một chút phía sau hắn. Không thấy được Hứa Trường Thiện thân ảnh, ra ra ngươi đâu. Trước kia đi Hải Châu. Cao Tân Hoa đầu ông đến liền lớn, tiểu tử thúi, ngươi chơi ta à? Cái này đều cấp tốc, ngươi cùng ta chơi bên trong cái lang, sinh bệnh chính là đại lão bản, đây cũng không phải là trò đùa, chọc giận hắn, ta bị trách tội chỉ là phụ, tiểu tử ngươi làm không tốt đến bị đuổi ra khỏi cửa. Hứa Thuần Lương cười đùa tí từng hướng Cố Hậu Nghĩa bên người góp, Cao Tân Hoa nhanh lên đem hắn ngăn lại. Người trở về, người đi về trước đi. Thừa dịp bây giờ còn có thể bổ cứu, tranh thủ thời gian khuyên vị này tiểu tổ tông rời đi. Ta trở về ai cho Cố Viện chữa bệnh a? Cao Tân Hoa trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi có phải hay không thiếu thông minh a? Ngay cả cái giấy hành nghề đều không có, thế mà muốn cho đại lão bản chữa bệnh.
Ta nhìn ngươi là nghĩ xem mạng người như cỏ rác. Hắn nghiêm mặt, đừng hồ nháo, trở về. Hứa Thuần Lương không có nghe hắn, nhìn qua Cố Hậu Nghĩa nói, đau đầu y đầu chân đau y chân, tìm không thấy bệnh chứng căn nguyên, cái này sao có thể chữa khỏi bệnh đâu. Cố Hậu Nghĩa có chút kỳ quái nhìn qua tiểu tử này, bởi vì mất thông, cũng không biết tiểu tử này nói cái gì, biết Hứa Thuần Lương là Hứa Trường Thiện cháu trai, không thấy được Hứa Trường Thiện người đến, coi là Hứa Thuần Lương trước tới nói rõ tình huống. Hứa Thuần Lương móc ra một chương sớm đã viết xong giấy, tại Cố Hậu Nghĩa trước mặt triển khai, trên đó viết, Cố Việt, gia gia của ta bởi vì ra ngoài, ta chính là hồi xuân đường 72 đời truyền nhân Hứa Thuần Lương, rất được chân truyền, người mang tuyệt kỹ, không nếu như để cho ta thử một chút. Cao Tân Hoa nhìn thấy phía trên chữ, thật sự là dở khóc dở cười, con hàng này thật đến có chuẩn bị, chỉ tự trách mình vừa rồi hướng hắn miêu tả quá kỹ càng, hắn biết Cố Hậu Nghĩa tình trạng, lần này cần bị chửi thảm rồi. Ngẫm lại Cố Hậu Nghĩa hiện tại không thể nói chuyện, ngược lại là có chút may mắn, không phải hiện tại mình liền phải bị chửi máu chó phun đầy đầu. Cố Hậu Nghĩa nhìn qua Cao Tân Hoa, ý là đây chính là người tìm người tới. Cao Tân Hoa hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hứa Thuần Lương thừa cơ đi vào Cố Hậu Nghĩa trước mặt, Cao Tân Hoa muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Hứa Thuần Lương tới gần Cố Hậu Nghĩa, quan sát một chút sắc mặt của hắn, hít hà hắn thể vị. Sau đó không khách khí chút nào bắt lấy Cố Hậu Nghĩa mạch môn. Sự tình đến một bước này, Cao Tân Hoa cũng không thể xông đi lên đem hắn lôi ra, Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương, ngươi tự mình tìm đường chết, trách không được ta à. Hứa Thuần Lương từ trên bàn công tác rút ra một cây bút, cầm lấy một phần trong nội viện văn kiện, ở mặt sau viết. Bộ mặt ửng hồng, thân thể có mùi mồ hôi cùng mùi vị khác thường, bờ môi phát khô, mạch đập tăng nhanh, quá cực khổ bất an, đây là nóng tính tràn đầy. Lửa công tâm đưa tới tai điếc tắt tiếng. Cố Hậu Nghĩa nhìn qua phía trên chữ, trong lòng thầm nghĩ, người trẻ tuổi này nói không sai, toàn bộ phù hợp ta triệu chứng. Cao Tân Hoa thầm than, đừng nhìn tiểu tử này trình độ không được, chữ viết phải là thật xinh đẹp, dù sao cũng là trung y thế gia. Hứa Thuần Lương tiếp tục viết. Đau đầu y đầu chân đau y chân chính là hành châm đại kỵ, nóng tính tràn đầy người, cần trước tuyển quá sông huyệt, lá gan du huyệt, giữa các hàng bón phân châm. Khai thông nóng tính, sau đó lại cục bộ thi châm, bởi vì cái gọi là đường xa lấy huyệt điều trị toàn thân, cục bộ lấy huyệt khơi thông kinh lạc. Cao Tân Hoa nhìn đến đây, đã đối tiểu tử này thay đổi cách nhìn, giống như nói đến có chút đạo lý, chỉ ít sau Chu Minh Viễn thoáng qua một cái đến liền đâm Cố Hậu Nghĩa đầu đáng tin cậy. Hứa Thuần Lương trên giấy viết, Cố Việt, ta đi thử một chút. Cao Tân Hoa nhắc nhở hắn nói, đây cũng không phải là trò đùa. Ta nếu là chị không hết Cố Việt. Lập tức từ trường hưng từ chức. Cao Tân Hoa trong lòng tự nhủ ngươi từ chức có làm được cái gì? Ngươi không có bằng hành nghề thầy thuốc, cái này gọi phi pháp làm nghề y, nghiêm túc, ngươi cũng đủ phán. Lúc này Cố Hậu Nghĩa cầm lên viết ký tên, tại Hứa Thuần Lương câu nói kia phía dưới viết rồng bay phượng múa hai cái chữ to. Đồng ý. Cái này hoàn toàn ra khỏi Cao Tân Hoa ngoài ý liệu, vốn cho rằng Cố Hậu Nghĩa vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng, nhưng hắn thế mà đồng ý. Đồng ý hai chữ này Cố Hậu Nghĩa viết cực kiến công để, dù sao tại cương vị lãnh đạo bên trên luyện tập mấy chục năm, đời này viết nhiều nhất chính là cái này hai chữ, quen tay hay việc tuyệt đối là có đạo lý. Hứa Thuần Lương nói, Cao Viện, phiền phức ngài vì ta đi trung y khoa mượn chút khí giới tới, tránh khỏi ta trở về cầm châm. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, Cố Hậu Nghĩa bản thân đều đồng ý, hắn tự nhiên không có lý do phản đối cũng vô dụng, một cái dám nếm thử, một cái dám ra tay. Một già một trẻ này đều không phải là bớt lo hạng người. Chẳng biết tại sao, hắn lúc này thế mà đối Hứa Thuần Lương sinh ra một chút lòng tin, cũng không cần đi trung y khoa, vừa rồi Chu Minh Viễn bị đuổi đi ra thời điểm ngay cả khí giới dương cũng không kịp mang đi, bên trong công cụ đầy đủ mọi thứ. Hứa Thuần Lương để Cố Hậu Nghĩa đi trên ghế salon nằm xong, mở ra khí giới dương, ánh mắt trở nên chuyên chú mà hết lòng tin theo. Chu Minh Viễn hạ châm vị trí không sai, nhưng là thứ tự không đúng. Nhân thể chính là một cái tiểu vũ trụ, ngũ tạng lục phủ mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi cái bộ vị như là trong vũ trụ sao trời, từng khỏa sao trời cũng không phải là độc lập tồn tại, giữa bọn chúng tồn tại nhìn không thấy tác dụng lực. Từ hiện đại y học quan điểm đến xem, nhân thể là cần nhiều khí quan hiệp đồng công tác, tỉ như ngươi cảm thấy đau đầu, chưa chắc là trong đầu xảy ra vấn đề, bả vai đau cũng có thể là túi mật phóng xạ, gót chân đau nhức căn nguyên có lẽ là đau nhức gió. Chu Minh Viễn sai lầm chính là chỉ nhìn cục bộ,
phán đoán một cái bác sĩ trình độ cao thấp đầu tiên liền muốn nhìn hắn có hay không toàn cục xem, có thể hay không so người khác suy nghĩ nhiều một bước. Quá sông huyệt, ở vào lưng đùi bên cạnh, tả hữu các một, thứ nhất, hai chiếc xương kết hợp bộ trước đó chỗ lõm xuống, nhân thể túc quyết âm can kinh bên trên trọng yếu huyệt đạo một trong, can kinh nước ẩm ướt tập tục bởi vậy xông lên phía trên đi, theo tuổi tác chuyển rời xung lực từng ngày giảm dần, trung y còn ghi lại một cái công dụng, mát xa huyệt này nam tính có thể tăng lên nam tính hùng phong, nữ tính chỉ được liệu kinh nguyệt không đều. Cố Hậu Nghĩa gần nhất tâm phiền ý loạn, nóng tính quá thịnh, lại không có kịp thời phát tiết, từ đó làm cho nóng tính áp chế nước ẩm ướt tập tục, quá sông bế tắc. Hứa Thuần Lương nhận huyệt chính xác, kim châm cứu đâm thẳng nửa tấc, châm pháp lấy tả làm chủ, kim châm cứu nhanh chóng cắm vào làn da, sau đó hối hả cắm vào tầng sâu mà đến khí, sau đó chậm chậm rời khỏi đến dưới da, da châm thời điểm chậm theo huyệt, trái huyệt xoay trái, phải huyệt rẽ phải, tả đi can kinh tích tụ chi hỏa. Châm pháp chưa hề đều không phải là đơn nhất không thay đổi, mà là nhiều thủ pháp nặng cấu thành. Cao Tân Hoa nhìn thấy Hứa Thuần Lương đâm ra thứ nhất châm, nỗi lòng lo lắng liền rơi xuống một nửa, chỉ ít chứng minh tiểu tử này hiểu được châm cứu, còn em thế ra, gia học uyên thâm, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, cố gắng thực sự Hứa lão gia tử ba phần chân truyền, ba phần nên thắng qua mua danh chuộc tiếng Chu Minh Viễn đi. Cao Tân Hoa thật chướng mắt Chu Minh Viễn y thuật, mặc dù đại học danh tiếng tốt nghiệp, nhưng sẽ chỉ ba hoa trích chòe, thực tế tiêu chuẩn không dám lấy lòng, Trường Hưng trong bệnh viện y khoa sở dĩ tàn lụi như vậy, cùng hoàn cảnh lớn có quan hệ, nhưng là càng chủ yếu vẫn là bởi vì Chu Minh Viễn cái này ngành học người dẫn đầu năng lực khiếm khuyết. Thiện dùng châm người, từ âm dẫn dương, từ dương dẫn âm, lấy phải trị trái, lấy trái trị phải, bằng vào ta biết kia, để bày tỏ biết bên trong. Kim châm cứu lại đâm lá gan du huyệt, thuộc túc thái dương bàng quang kinh, ở vào phần lưng, thứ 9 cột sống ngực gồ lên dưới, bên cạnh một tấc nửa tả hữu. Chung quanh phân bố thứ 9, 10 ngực thần kinh sau chi bên trong da chi, tầng sâu vì cạnh ngoài chi, thứ 9 cùng lúc động, tĩnh mạch sau chi bên trong chi, ở đây tiến châm cần chính xác không sai, như có sai lệch chút nào, tổn thương chung quanh thần kinh cùng mạch máu, liền sẽ dẫn đến cực kỳ nghiêm trọng bệnh biến chứng. Hứa Thuần Lương lúc này châm pháp lại có biến hóa, kim châm cứu đâm vào lá gan du huyệt áp dụng 3 đâm tả pháp, 1 đâm chưa khí, 2 đâm vinh, 3 đâm cốc, tướng ra bên trong, dưới ra, phân thịt ở giữa chia làm 3 cấp độ, lấy cạn, chung, sâu đâm vào, cái này 3 cấp độ cũng bị cổ người xưng là người trời ba bộ. Cao Tân Hoa nhìn thấy Hứa Thuần Lương tại Cao Tân Hoa phía sau hành châm, không khỏi hãi hùng khiếp vía, nếu là tướng đại lão bản đâm ra một cái nguy hiểm tính mạng, kết cuộc như thế nào? Hắn có chút hối hận mới vừa rồi không có kiên quyết ngăn cản Hứa Thuần Lương hành châm. Cao Tân Hoa dù sao cũng là cái ngoài nghề, nếu như Chu Minh Viễn thân ở hiện trường, khẳng định sẽ đối với Hứa Thuần Lương châm pháp nhìn mà than thở. Hứa Thuần Lương kim châm lá gan du huyệt, kim châm đến khí về sau, ngón cái dùng sức lấy mắt phượng pháp kéo về phía sau V, tay trái ngón cái cùng ngón trỏ kẹp chặt châm chuôi đầu trên, tay phải ngón út móng tay, từ đuôi đến đầu phá xoa châm chuôi, Cố Hậu Nghĩa cảm giác kim châm chỗ tê dại. Sau đó tựa hồ có một tia nhiệt khí từ lỗ kim xuất ra, rất sắp biến thành một loại nhẹ nhàng khoan khoái lạnh cảm giác, phi thường thoải mái dễ chịu. Hứa Thuần Lương đang dùng thấu thiên lương pháp vì Cố Hậu Nghĩa thanh nhiệt tháo lửa, thấu thiên lương pháp từ từ tật pháp, sách cắm pháp, hô hấp pháp, đóng mở pháp 4 loại đơn thức thủ pháp tổng hợp cấu thành, thao tác lúc, trước cạn sau sâu, tiến 3 lui, nhắc lại nhẹ cắm, đi 6 âm đếm. Thứ 3 châm tuyển lành nghề ở giữa huyệt, ở vào bắp chân thứ nhất thứ 2 chỉ ở giữa. Chỉ màng duyên hậu phương đỏ thịt trắng tế chỗ. Can kinh nước ẩm ướt tập tục bởi vậy thuận truyền mà lên, bản huyệt vật chất vì lớn thật thà huyệt truyền đến đình trệ thủy khí, đến giữa các hàng huyệt về sau, đại bộ phận đình trệ nước ướt lạnh hàng về mà không thể trở thành can kinh ngược lên khí huyết, chỉ có một phần nhỏ nước ẩm ướt hút nóng trướng tán mà lên đi, này bộ phận khí huyết biểu hiện ra lửa viêm bên trên đặc thù, cho nên thuộc hỏa. Hứa Thuần Lương lấy kim châm cứu hơi hướng lên đâm nghiêng giữa các hàng huyệt nửa tấc. Cố Hậu Nghĩa cảm thấy cục bộ ê ẩm xương hướng lưng đùi phóng xạ, nội tâm dần dần cảm thấy bình thản, đã không giống trước đây như vậy bực bội, đây là bởi vì tích tụ nóng tính bị Hứa Thuần Lương thành công khơi thông tả đi nguyên nhân. Một bước cuối cùng mới là lựa chọn cục bộ tiến hành châm cứu, vẫn lựa chọn tai cửa, nghe cung, nghe giảng, ế gió, song xương, mặt trời, xuất cốc những này cục bộ huyệt vị trị liệu, khơi thông kinh mạch thúc đẩy khí huyết vận hành. Nghe cung huyệt là tay. Túc thiếu dương cùng tay mặt trời tam kinh chi hội, thuộc thủ thái dương tiểu tràng kinh, ở vào bộ mặt, cửa tai chính giữa cùng cằm xương khỏa đột ở giữa chỗ lõm xuống. Hứa Thuần Lương lấy xong kim châm nghe cung huyệt,
hai tay lấy ngón giữa ngăn chặn ngón trỏ cuối cùng, đồng thời cong ngón búng ra, tinh chuẩn gảy tại châm chuôi phía trên, châm chuôi cấp tốc chấn động. Ông! Cố Hậu Nghĩa nghe được ông! Một tiếng chấn vang, hai lỗ tai của hắn tựa hồ bị người đột nhiên đẩy ra hai phiến cửa sổ, thanh phong từ tai cửa rót vào, cơ hồ tại đồng thời khôi phục thính lực. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, Cố Viện, nghe được ta nói chuyện sao? Nghe được, Cố Hậu Nghĩa vậy mà có thể tự nhiên phát ra tiếng, bên trong vui mừng trong lòng khó mà diễn tả bằng ngôn từ, tiểu tử này lợi hại a. Cao Tân Hoa mắt thấy Hứa Thuần Lương trị liệu toàn bộ quá trình, thẳng đến lúc này hắn mới tin tưởng Hứa Thuần Lương là thâm tàng bất lộ, Cố Hậu Nghĩa chính là chứng cứ rõ ràng. Cố Hậu Nghĩa nói, mấy giờ rồi? Cao Tân Hoa nói cho hắn biết thời gian, khoảng cách Cố Hậu Nghĩa ước định đi kỷ ủy thời gian còn có 1 giờ 20 phút, hết thảy đều tới kịp. Hứa Thuần Lương để Cố Hậu Nghĩa an tâm chớ vội, bắp chân giữa các hàng huyệt kim châm cứu cần lưu châm 20 phút, Cố Hậu Nghĩa thân thể cũng không lo ngại, nhưng là có hai điểm muốn nhớ lấy, một là muốn nghỉ ngơi nhiều, hai là không thể tức giận, nếu không không bài trừ khả năng tái phát. Hứa Thuần Lương đã không có ở lại đây tất yếu, đứng dậy hướng hai người cáo từ, trước khi chuẩn bị đi nói, Cố Viện ta có cái yêu cầu quá đáng. Cố Hậu Nghĩa trong lòng khẽ giật mình, tiểu tử này quả nhiên có mưu đồ. Mới giúp ta chữa khỏi bệnh, bây giờ liền bắt đầu ra điều kiện, sách liền sách đi, ta Cố Hậu Nghĩa là cái có ân tất báo người. Cao Tân Hoa cho rằng Hứa Thuần Lương không nên ra điều kiện, đây cũng quá thực tế đi, cho dù là qua hôm nay, ta giúp ngươi sách chẳng phải là tốt hơn. Lão Cố người này có ân tất báo, khẳng định sẽ nhớ ngươi phần nhân tình này. Ta nghĩ hai vị lãnh đạo giữ nghiêm hôm nay bí mật, mặc dù ta ra học Uyên Thâm, thế nhưng là ta dù sao còn không có cầm tới bằng cấp bác sĩ. Hôm nay nếu như không phải lo lắng Cố Viện thân thể, ta tuyệt sẽ không tùy tiện xuất thủ, gia gia của ta tưởng tượng để cho ta thao quang mịt mờ điệu thấp làm người, nếu không phải kính ngưỡng Cố Viện có đức độ làm người, ta tuyệt sẽ không trái với gia quy, mạo hiểm hành châm, mong rằng hai vị lãnh đạo có thể đáp ứng ta. Hai người còn tưởng rằng hắn muốn đưa ra cái gì quá phận điều kiện, nguyên lai là nghĩ để bọn hắn bảo thủ bí mật, kỳ thật Cố Hậu Nghĩa càng không muốn để ngoại nhân biết. Trường Hưng bệnh viện viện trưởng để cái không có bằng hành nghề thầy thuốc người trẻ tuổi chữa khỏi, chuyện này nói ra mặt của hắn đặt ở nơi nào. Trường Hưng bệnh viện càng phải thành chê cười, Hứa Thuần Lương thỉnh cầu gãi đúng chỗ ngứa. Cao Tân Hoa trong lòng tự nhủ đứa nhỏ này thật tốt, có tài hoa còn không màng danh lợi, trung y thế gia quả thật danh bất hư truyền, bất quá cái này mông ngựa vỗ cũng quá trượt, Hứa lão gia tử cương trực không thiên vị, nhưng không am hiểu cái này. Hứa Thuần Lương rời đi về sau. Cố Hậu Nghĩa mặc quần áo tử tế, chậm rãi hướng Cao Tân Hoa nói, tiểu Hứa ngươi đều nghe được. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ Cố Hậu Nghĩa so với ai khác đều không muốn để cho chuyện này truyền đi, cười nói, Cố Viện, vậy chúng ta được thành toàn đứa nhỏ này, ngài thật đúng là có phúc người a, đột nhiên liền tốt. Cố Hậu Nghĩa khóe môi cũng lộ ra mỉm cười, nói khẽ, đứa nhỏ này là nhưng khỏa hạt giống tốt, chứng minh lúc trước ta lực bài chúng nghị, để hắn tiến vào Trường Hưng là đúng. Cố Viện nhìn xa trông rộng, ta nếu có thể có ngài một nửa ánh mắt liền tốt. Cao Tân Hoa ngoài miệng cung duy, nhưng trong lòng nghĩ, lão Cố a lão Cố, người đây là ăn cướp trắng trợn a, lúc trước đem Hứa Thuần Lương làm tiến Trường Hưng chính là ta mới là hắn bá nhạc. Cố Hậu Nghĩa không có chậm trễ lần này gặp mặt, bản thân hắn cũng không có bất kỳ cái gì kinh tế vấn đề, hắn thừa nhận Tằng Hồng Văn là thê tử cháu gái, nhưng là hắn cũng không từ Mỹ Dung trung tâm kiếm trác bất kỳ tư lợi. Kỳ thật mọi người cũng đều hiểu, tại Tằng Hồng Văn nhận thầu Mỹ Dung trung tâm quá trình bên trong, khẳng định Cố Hậu Nghĩa làm ra mấu chốt tác dụng, nhưng là tại đấu thầu quá trình bên trong cũng chưa phát hiện có bất kỳ lỗ thủng. Cái này cũng rất bình thường, coi như hắn không nói, người khác biết Tằng Hồng Văn cùng quan hệ của hắn, cũng sẽ chủ động chiếu cố. Mặc dù như thế, Trường Hưng Bệnh viện vẫn là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, đã quyết định khởi công hai kỳ xây dựng thêm công trình bị lâm thời kêu dừng, thượng cấp cần một lần nữa xét duyệt. Muốn bảo đảm trong đó mỗi một cái khâu đều không có vấn đề mới có thể tiếp tục khởi động, cái này chứng minh Cố Hậu Nghĩa từ trước đến nay thanh liêm quan thanh nhận lấy chất vấn. Trường Hưng bệnh viện mặt trái tin tức còn ảnh hưởng đến ngân hàng phương diện cũng đưa ra một lần nữa xét duyệt bọn hắn cho vay vật liệu, sớm định ra tại gần đây phát ra cho vay cũng theo đó chỉ hoãn. Nguyên bản Cố Hậu Nghĩa nhiệm kỳ muốn tới sang năm cuối tháng 5, nhưng là bởi vì y Mỹ trung tâm sự tình. Lãnh đạo cấp trên đề nghị hắn tháng sau đi thị khoa hiệp gánh làm chủ nhiệm, xem như bình điều. Cố Hậu Nghĩa ý thức được, tại hắn nhiệm kỳ bên trong hai kỳ xây dựng thêm công trình đã không cách nào khởi động, cái này một cái thực tế đối Cố Hậu Nghĩa đả kích rất lớn,
hắn vốn định tại Trường Hưng lui ra đến, hiện tại xem ra đã triệt để không có hy vọng. Mặc dù cấp trên ám chỉ hắn có thể làm lý chỉ hoãn về hưu thủ tục, nhưng là khoa hiệp kia đơn vị lui cùng không lùi còn không phải như vậy, được mọi người gọi đùa vì trưởng lão viện, bên trong kiếm sống phó sự cấp cán bộ vừa nắm một bó to. Bấm tay tính toán, khoảng cách đi khoa hiệp công việc chỉ còn lại nửa tháng, cấp trên cho hắn nửa tháng quá độ kỳ, một là vì bảo toàn hắn mặt mũi, hai là để mới viện trưởng có cái thích ứng quá trình. Cố Hậu Nghĩa tự tay dìu dắt Nghiêm Hồi Ý căn bản không tại lãnh đạo cân nhắc phạm vi bên trong, sắp nhập chủ Trường Hưng lãnh đạo phi thường trẻ tuổi, vẫn chưa tới 40 tuổi. Cố Hậu Nghĩa tại kiểm tra kỷ luật bộ môn nói chuyện về sau về tới bệnh viện, tự giam mình ở trong văn phòng, thẳng đến một hộp khói tất cả đều hút xong, cái này mới đứng dậy rời đi. Không có để lái xe tiễn hắn, lúc đầu nhà ở đến cũng không xa, cùng bệnh viện thẳng tắp khoảng cách không đến một cây số. Tiết xử thử đã qua 3 ngày, thời tiết vẫn là như vậy nóng, Cố Hậu Nghĩa nội tâm lại có chút không nói ra được thê lương, đứng tại bệnh viện trong tiểu hoa viên, nhìn qua đã tụt hậu tại thời đại phòng bệnh cao ốc, cái này tòa đại lâu đã đang nháo thì khói bụi bên trong sừng sững 22 năm, lúc ấy hắn vẫn là Trường Hưng tuổi trẻ phó viện trưởng, lão viện trưởng để hắn chủ trảo xây dựng cơ bản, là mình tự tay dựng lên tòa này tầng 21 cao ốc. Tầng 21 mang ý nghĩa mặt hướng thế kỷ 21, cao ốc xây thành thời điểm. Tại Đông Châu ngũ đại tổng hợp trong bệnh viện có thể nói là hạc giữa bầy gà, cái này tòa đại lâu cũng tượng trưng lấy Trường Hưng sau cùng vinh quang. Tiến vào thế kỷ 21, Trường Hưng tại các mặt đều bị huynh đệ của hắn bệnh viện siêu việt, Trường Hưng kiến thiết phảng phất bị vẽ lên bỏ chỉ phù, tất cả vinh quang đều ngưng kết tại cao ốc không giới hạn sát na. Cố Hậu Nghĩa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa vây cản, Trường Hưng bệnh viện góc Tây Nam, bối rối hắn nhiều năm bằng hộ khu đã bị san thành bình địa. Nơi này là hắn tự tay phác họa bản thiết kế, tiếp qua mấy năm, một tòa hiện đại hóa phòng bệnh cao ốc liền sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên, Trường Hưng bệnh viện cũng sẽ nghênh đón hai lần bay lên. Hắn sớm đã rõ ràng mình không cách nào trong vòng nhiệm kỳ hoàn thành đại lâu kiến thiết, hắn chỉ muốn tự tay vì hai kỳ công trình điện cơ, hiện tại đã trở thành hy vọng xa vời. Tháng sau đi thị khoa hiệp, lưu cho hắn chỉ còn lại thời gian nửa tháng, hết thảy cũng không kịp, 6 năm quy hoạch cùng cố gắng. Tất cả tâm huyết tất cả đều nước chảy về biển đông. Cố Hậu Nghĩa nhìn qua trong viện cành lá rậm rạp cây nhãn thơm, người trước trồng cây người sau hái quả, hắn tỉ mỉ chuẩn bị hết thảy đều để lại cho kế nhiệm, người mới tới thuận lý thành trương kế thừa đây hết thảy, vì người khác làm quần áo cưới. Nghĩ tới đây, Cố Hậu Nghĩa một trận đau lòng, hắn tướng Trường Hưng coi quá nặng, nhìn thành mình một ngôi nhà khác. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Y Mỹ trung tâm cuộc phong ba này đối ảnh hưởng của hắn so trong dự đoán lớn hơn. Chuông điện thoại di động đánh gãy hắn trầm tư, thần kinh khoa chủ nhiệm Triệu Vĩnh Thắng gọi điện thoại tới, hỏi thăm trước mắt hắn tình trạng cơ thể, Cố Hậu Nghĩa biểu thị mình không có việc gì. Nóng tính quá thịnh, kỳ thật ngay tại hắn tiến đến nói rõ tình huống thời điểm, trong lòng còn kìm nén một đám lửa, hắn muốn đem sau cùng nhiệt tình cùng năng lượng lưu tại Trường Hưng, nhưng hiện thực chung quy là hiện thực. Nhận rõ hiện thực một khắc này, đoàn kia lửa trong nháy mắt dập tắt. Trên bầu trời đã nổi lên lẻ tẻ hạt mưa, Cố Hậu Nghĩa lưu luyến không rời rời đi bệnh viện, mặc dù hắn ngày mai sẽ còn tới Trường Hưng, nhưng giờ khắc này hắn đã ý thức được Trường Hưng đã không thuộc về mình nữa, từ giờ trở đi hắn cùng Trường Hưng dần dần từng bước đi đến. Đi ra bệnh viện Đại Môn, màn đêm đã giáng lâm, nhìn lại phòng bệnh cao ốc sáng lên đèn đuốc, phảng phất nhìn thấy một chiếc trong đêm tối cự luân. Cố Hậu Nghĩa cứ như vậy tại càng ngày càng đậm trong bóng đêm đứng đấy, trong thoáng chốc kia cự luân cách mình dần dần đi xa, hắn tựa như một cái lớn tuổi thuyền trưởng, nhìn qua đi xa cự luân bất lực, còn lại đến chỉ có đắng chát cùng sầu não. Cố Hậu Nghĩa cùng Hứa Thuần Lương gặp gỡ bất ngờ đơn thuần ngẫu nhiên, dọc đường hưu nhớ dầu bỏng vịt thời điểm, hắn gia nhập xếp hàng đám người, Hứa Thuần Lương vừa vặn cũng tại, rời đi thời điểm nhìn đến đứng tại cuối hàng Cố Hậu Nghĩa. Hứa Thuần Lương đến mua kho đồ ăn là bởi vì lười nhác nấu cơm, lão gia tử đi Hải Châu, y quán lâm thời không tiếp tục kinh doanh, cho Lâm Mụ cũng thả giả, Hứa Thuần Lương dự định mua ít thức ăn trở về tự rót tự uống, hắn là thật không nghĩ tới sẽ ở loại trường hợp này gặp được viện trưởng Cố Hậu Nghĩa. Không đợi hắn mở miệng, Cố Hậu Nghĩa đã chủ động hô, tiểu Hứa, ngươi cũng mua thức ăn à. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, Cố viện ngài cũng mua thức ăn. Thật lâu không ăn nhà hắn vịt. Chủ tiệm la hét dầu bỏng vịt bán xong, tiệm này sinh ý vẫn luôn là tốt như vậy, Cố Hậu Nghĩa lắc đầu, bình thường liền thích nhà hắn dầu bỏng vịt, bán xong tự nhiên không có xếp hàng hứng thú. Hứa Thuần Lương nhìn ra Cố Hậu Nghĩa thất lạc, trực tiếp đem trong tay nửa con vịt đưa tới,
Cố Việt, ngài lấy về ăn. Cho ta ngươi ăn cái gì? Không có chuyện, hôm nay gia gia của ta không ở nhà, ta một người, tùy tiện tìm một chỗ ăn chút là được rồi. Một người à, đi nhà ta đi. Hứa Thuần Lương nói, không phiền toái. Có gì có thể phiền phức, ta hôm nay cũng một người, ngươi ra đồ ăn, ta ra rượu, theo giúp ta uống hai chén. Đổi thành bình thường, Cố Hậu Nghĩa khẳng định không tâm tình cùng một cái vừa tới bệnh viện hàng tiểu bối uống rượu, nhưng hôm nay không giống, không khỏi bởi vì Hứa Thuần Lương chữa khỏi hắn, cũng bởi vì hắn rất muốn tìm người uống hai chén tâm sự. Cố Hậu Nghĩa ở tại một đường chi cách bờ sông cảnh vườn, viện trưởng thành tâm mời, Hứa Thuần Lương cũng không tiện cự tuyệt, hắn cho rằng Cố Hậu Nghĩa là muốn thông qua loại phương thức này cảm tạ một chút mình hôm nay trợ giúp. Đi theo Cố Hậu Nghĩa đi tới nhà hắn, Cố Hậu Nghĩa trong nhà hoàn cảnh so Hứa Thuần Lương trong tưởng tượng muốn đơn giản được nhiều. Ba thất hai sảnh phòng ở, vẫn là mười mấy năm trước trang trí, bất quá trong nhà dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Cố Hậu Nghĩa phu nhân Tạ Mai là Đông Châu Đại học sư phạm ngành trung văn giáo sư, mấy ngày nay đi tỉnh thành tham gia hội nghị, không ở nhà. Cố Hậu Nghĩa có một trai một gái, đều tại tỉnh thành công việc, giống hắn tuổi như vậy rất nhiều đều là loại này gia đình tình trạng. Cố Hậu Nghĩa để Hứa Thuần Lương ngồi trước, đi phá hủy hai bao hưng đức thắng củ lạc, tại trên sinh hoạt hắn vẫn luôn bị lão bà chiếu cố rất tốt, căn bản sẽ không nấu cơm. Hứa Thuần Lương mua nửa con vịt, còn có vịt cánh, vịt đầu, đồ nhắm là đầy đủ. Hắn cũng không tiện nhìn viện trưởng bận rộn, chủ động hỗ trợ chứa bàn. Cố Hậu Nghĩa gặp hắn tay chân lanh lẹ, xoay người đi pha ấm long tỉnh, mở một bình lễ tân mao đài. Tiểu Hứa, người có lộc ăn, nếm thử nhi tử ta đưa đến rượu thế nào? Cố Hậu Nghĩa một câu hai ý nghĩa, một là biểu thị mình đối khách nhân coi trọng, hai là cho thấy bình rượu này là nhi tử hiếu kính, tuyệt không mục nát thành phần ở bên trong, bởi vì gần đây phát sinh sự tình, hắn trở nên càng phát ra cẩn thận. Rượu ngon à, Hứa Thuần Lương nhận lấy, trước cho Cố Hậu Nghĩa nâng cốc rót đầy. Cố Hậu Nghĩa bưng chén rượu lên, liền nghĩ tới một sự kiện, tiểu Hứa, ta hôm nay loại tình huống này có thể uống rượu sao? Hứa Thuần Lương cười nói, yên tâm đi, tuyệt không vấn đề. Cố Hậu Nghĩa chính mình cũng kỳ quái, làm sao không tin dưới tay hắn bang chủ kia đảm nhiệm, thế mà tin tưởng một cái không có bằng hành nghề thầy thuốc người trẻ tuổi, hắn nâng chén cùng Hứa Thuần Lương đụng đụng nói, sự tình hôm nay, cảm ơn ngươi. Cố Việt, ta không phải đều nói xong không đề cập tới nha, ngài làm lãnh đạo cũng không thể lật lọng. Cố Hậu Nghĩa cười ha ha, thành, không đề cập tới, đều tại trong rượu. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hứa Thuần Lương cũng cạn một chén, cửa vào mềm mại cam thuần, tương hương thuần hậu, từ khi đi vào thế giới này, hắn cũng bồi tiếp ra ra uống không ít lần, uống qua rượu ngon nhất cũng chính là Phi Thiên Mao Đài, lễ tân Mao Đài hiển nhiên muốn so cái trước cao hơn một cái cấp bậc. Tiểu Hứa, người học tập trung y đã bao nhiêu năm? Bột đối với vấn đề này, đương nhiên không thể thành thật trả lời, Hứa Thuần Lương nói, ta từ nhỏ đã đi theo ra ra bên người, lúc 3 tuổi liền theo nhận trung thảo dược, 5 tuổi liền nắm giữ nhân thể kinh mạch huyệt đạo, mưa dầm thấm đất nguyên nhân, ta đối trung y cảm thấy rất hứng thú, bởi vì quá cảm thấy hứng thú, cho nên ta đem hơn phân nửa tinh lực đều đầu nhập vào phía trên này, ngay cả việc học bị hoang phế. Cố Hậu Nghĩa biết hắn chỉ là cái tốt nghiệp trung học, lúc trước lực bài chúng nghị để hắn tiến vào Trường Hưng bệnh viện, cũng vì hắn tranh thủ biên chế, cũng không phải nhìn chúng tài hoa của hắn, mà là nhìn chúng hồi xuân đường mảnh đất kia. Có thể nói Hứa Thuần Lương là Cố Hậu Nghĩa quản lý kiếp sống bên trong vì số không nhiều thỏa hiệp, bởi vì sự tình hôm nay, hắn bắt đầu nghĩ lại tại chỗ chữa bệnh chế độ, hiện tại chữa bệnh trong hệ thống trình độ là đánh giá một người trình độ cao thấp trọng yếu tiêu chuẩn, ngang nhau trình độ tình huống dưới mới xem bọn hắn chẩn đoán điều trị trình độ. Từng có lúc suy trình độ luận tướng rất nhiều ưu tú sinh viên chưa tốt nghiệp cự tuyệt ở ngoài cửa, bất kỳ cái gì ngành nghề đều là giảng cứu thiên phú, một người giỏi về học tập cùng khảo thí. Cũng không có nghĩa là hắn có thể trở thành một chuyến này nghiệp nhân tài kiệt xuất, cho nên mới sẽ có điểm cao năng lực kém thuyết pháp. Thân là viện trưởng, Cố Hậu Nghĩa quá rõ ràng bệnh viện mấy năm gần đây dẫn vào thành tích cao nhân tài, có vị ngoại khoa tiến sĩ thế mà ngay cả đơn giản nhất bệnh sa nang giải phẫu đều không làm được. Thời đại thay đổi, nhớ kỹ thập niên 90, ngoại khoa có mấy vị kinh nghiệm phong phú bác sĩ, giải phẫu có thể từ đầu làm được chân, khi đó bệnh viện điều kiện không được, bác sĩ bình quân trình độ cũng không được. Rất nhiều thấp trình độ bác sĩ ngoại khoa bị người gọi đùa vì khai đao tượng, lý luận phương diện khẳng định so ra kém hiện tại những này tiến sĩ sinh thạc sĩ sinh, nhưng luận được giải phẫu trình độ, những này hậu bối coi như thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Ngoại khoa như thế, nội khoa càng là như vậy,
Trong quá khứ bách khoa phu một cái ống nghe bệnh một chi ép lưỡi tấm trên cơ bản có thể chẩn bệnh chín thành nội khoa ca bệnh, nhưng bây giờ, phòng khám bệnh chấn giữ đám kia nội khoa đại phu, cái nào không phải bút lớn vung lên một cái trước mở ra thật dày một chồng kiểm tra xét nghiệm đơn. Cố Hậu Nghĩa cũng không phải là phản đối bọn hắn làm như vậy, bệnh viện bị đẩy hướng thị trường, đang không ngừng tăng cường dược phẩm giám sát, đa số dược phẩm tiến vào tập hái trước mắt, kiểm tra phí tổn là bệnh viện chủ yếu lợi nhuận nơi phát ra. Mà lại công nghệ cao hiện đại hóa y học kiểm tra thiết bị xác thực có thể giúp bác sĩ chính xác hơn chẩn bệnh bệnh tình. Nhưng bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, kiểm tra thiết bị càng ngày càng tân tiến tới một mức độ nào đó suy yếu bác sĩ chủ động tính. Cơ hồ tất cả bác sĩ đối phụ trợ kiểm tra đều trở nên càng ngày càng ỷ lại. Cố Hậu Nghĩa thường xuyên sẽ nghĩ, nếu như tướng Trường Hưng hiện tại chuyên gia toàn đều đặt ở thập niên 90 hoàn cảnh bên trong, đoán chừng sẽ xem bệnh không thừa nổi mấy cái. Nếu như trở lại cổ đại, chỉ sợ ngoại trừ trung y khoa mấy vị bác sĩ, những người khác sẽ không xem bệnh, cho dù là trung y khoa chủ nhiệm Chu Minh Viễn, hắn chẩn đoán điều trị trình độ cũng không dám lấy lòng, mình đã tự mình nghiệm chứng qua. Hứa Thuần Lương lại hướng Cố Hậu Nghĩa mời rượu, Cố Hậu Nghĩa cái này mới hồi phục tinh thần lại, uống chén rượu nói, tiểu Hứa A, người trung y tiêu chuẩn hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Cố viện quá khen rồi, ta nhiều ít còn có chút tự mình hiểu lấy. May mắn cùng gia gia của ta học chút châm cứu cùng xoa bóp da lông, tại dùng phương thuốc bột ta còn kém xa lắm đâu. Cố Hậu Nghĩa thưởng thức nhìn qua hắn, người trẻ tuổi này không tệ, không kiêu ngạo không tự ti, người mang châm cứu tuyệt kỹ y nguyên điệu thấp khiêm tốn, chỉ tiếc hắn không có bằng hành nghề thầy thuốc, nếu không mình ngược lại là có thể an bài hắn đi trung y khoa. Có hay không nghĩ tới tương lai trở về lâm sàng? Hứa Thuần Lương lắc đầu, hắn không nghĩ tới. Thậm chí chưa hề đều không nghĩ tới muốn trở thành trị bệnh cứu người bác sĩ, sở dĩ đáp ứng đi theo gia gia học y, chủ yếu là vì tốt hơn che giấu quá khứ của mình. Chẳng lẽ gia gia ngươi không có ý định để ngươi kế thừa hồi xuân đường? Lão nhân gia ông ta ngược lại là nghĩ tới, nhưng ta đối theo nghề thuốc hứng thú không lớn. Cố Hậu Nghĩa xuyên tạc Hứa Thuần Lương ý tứ, thích hành chính quản lý công việc, cũng tốt, đầu con đường thông rôm nha. Hứa Thuần Lương không có phủ nhận. Trước mắt hắn ngay tại thích ứng cùng thăm dò thời đại này, hắn còn không có nghĩ tốt chính mình bước kế tiếp đi về nơi đâu. Cuộc sống bây giờ cùng công việc vẫn là để hắn hài lòng, trong ngắn hạn hắn cần ẩn núp. Đi qua hắn si mê độc kinh cùng võ tu, đều bởi vì kia là một cái tông môn san sát cao thủ xuất hiện lớp lớp niên đại, hiện tại thế giới mặt ngoài nhìn qua ca múa mừng cảnh Thái Bình, cực kỳ giống trong truyền thuyết thịnh thế hoa niên, nhưng chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn tồn tại cảm giác nguy cơ. Tựa hồ vẫn có một ít không thấy được địch nhân chính từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm dòm ngó hắn, khả năng này cũng không tồn tại. Mặc dù Hứa Thuần Lương nói có thể uống rượu, nhưng Cố Hậu Nghĩa cũng không dám uống nhiều, dù sao hôm nay đột phát bệnh cấp tính để hắn lòng còn sợ hãi. Hứa Thuần Lương lần thứ nhất đến nhà, rượu ngon trước mắt cũng không thích hợp thoải mái uống. Hắn cùng Cố Hậu Nghĩa ở giữa dù sao địa vị có khác, hai người đều có chỗ giữ lại, tại Cố Hậu Nghĩa trong nhà ngây người hơn một giờ. Hứa Thuần Lương liền cáo từ rời đi. Trước khi rời đi Cố Hậu Nghĩa chủ động tăng thêm hắn phương thức liên lạc, dựa theo bình thường lệ cũ, đều là hạ cấp cùng vãn bối chủ động tăng thêm hắn phương thức liên lạc, nhưng là Hứa Thuần Lương cũng không yêu cầu như vậy, Cố Hậu Nghĩa ngược lại biến thành chủ động một phương, người trẻ tuổi này mang đến cho hắn một cảm giác rất đặc biệt. Hứa Thuần Lương vừa về đến nhà, liền nhận được gia gia video điện thoại, lão gia tử không yên lòng một mình hắn. Chuyên môn gọi điện thoại sang đây xem hắn có phải hay không ở nhà. Hứa Thuần Lương nói cho gia gia mình thành thành thật thật trong nhà đọc sách đâu, hỏi một chút lão gia tử tại tình huống bên kia, Hứa Trường Thiện nói cho hắn biết hết thảy thuận lợi, ngày mốt liền về nhà. Cúp điện thoại, tìm gia 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 trước đó những cái kia giáp cốt văn bản dập, tại dưới đèn nghiên cứu trong chốc lát, gần như có thể kết luận, những này giáp cốt văn chỗ ghi lại nên chính là Hoàng đế nội kinh bên trong Thiên Dưỡng Thiên. Dựa theo gia gia thuyết pháp, những này giáp cốt văn hiện tại hẳn là tại Đông Châu Viện Bảo tàng, vừa vặn ngày mai không đi làm, có thể đi qua nhìn một chút. Về phần vị kia văn tự cổ đại chuyên gia Bạch Mộ Sơn, đoán chừng hắn hẳn không có thành công giải mã phía trên văn tự, nếu như hắn giải mã cũng phát hiện bí mật trong đó, cái này một học thuật thành quả khẳng định sẽ oanh động thế giới. Mạng lưới là cái thứ tốt, rất dễ dàng liền có thể tra được Bạch Mộ Sơn những năm này chủ yếu học thuật thành quả. Trong đó cũng không có đề cập liên quan đến tại Hoàng đế nội kinh bất cứ tin tức gì. Mỗi ngày sắp sửa trước đó, Hứa Thuần Lương đều sẽ thông lệ ngồi xuống, trùng tu thông thiên bảo điển, mặc dù khổ luyện một tháng có thừa, nhưng tiến triển cực kỳ bé nhỏ, nên là sau khi xuyên Việt,
thân thể phát sinh biến hóa, kinh mạch huyệt đạo cũng cùng đi qua khác biệt, mà nên đương thời giới hoàn cảnh khí hậu biến hóa càng lớn, không khí kém xa đi qua tinh khiết, đôi này tu luyện cũng là một cái rất lớn mặt trái nhân tố. Hết thảy đều cần bắt đầu lại từ đầu, thông thiên bảo điển mặc dù là vô thượng bí tịch, nhưng là tại luyện thể cơ sở phương diện cũng không quá nhiều trợ giúp, nhận rõ hiện thực Hứa Thuần Lương bắt đầu sinh ra thuận theo tự nhiên tâm tính, bất quá mỗi ngày tu luyện trúc cơ, chưa hề rơi xuống. Trong phòng ánh đèn toàn diệt, Hứa Thuần Lương khoanh chân ngồi tại lớn trên giường, lặng lặng thổ nạp, cảm giác chung quanh thế giới, cũng tại dần dần thích ứng lấy hết thảy chung quanh, tu hành bước đầu tiên nhất định phải tướng thân tâm của mình cùng thế giới hòa làm một thể. Tiến vào vòng ngã thời khắc, bỗng nhiên nghe được một cỗ mùi tanh, từ mùi ngay lập tức đánh giá ra có một đầu ngũ bộ xà liền tại phụ cận. Cảm giác lần theo mùi tanh trong hư không lan tràn, hình thành một đầu vô hình kíp nổ, trợ giúp hắn rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu, một đầu ngũ bộ xà, lặng yên dọc theo góc tường du tẩu, đi vào bên giường, dọc theo chân giường leo trèo mà lên, lặng lẽ đi tới trên giường. Càng ngày càng gần ngũ bộ xà đã tiến vào công kích trạng thái. Hứa Thuần Lương mặc dù nhắm mắt lại có thể rõ ràng cảm giác được vị trí của nó. Trong lòng có chút kỳ quái, hồi xuân đường bên trong như thế nào chui vào như thế kịch độc chi vật. Đông Châu chỗ Giang Bắc, rắn rết cũng không tính nhiều, như thế kịch độc chi vật, chui vào hồi xuân đường tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hứa Thuần Lương rời vào nơi này trước đó, liền chuyên môn quan sát qua hoàn cảnh chung quanh, phụ cận cũng không độc rắn sống nhờ. Hứa Thuần Lương mở ra hai mắt. Trong bóng tối nhìn thấy kia hắc hoàng giao nhau đầu tác từ trên giường đứng lên, trong miệng thốt ra đỏ tươi lưỡi, như là ngọn lửa tại nhảy nhót. Ngũ bộ xà khóa chặt mục tiêu, lại chậm chạp không có bước kế tiếp động tác công kích. Nó cảm thấy một luồng áp lực vô hình chi thế, cái này khí thế cường đại liền đến từ gần trong gang tấc Hứa Thuần Lương, trong nháy mắt liền từ bỏ công kích dự định, chỉ muốn thần phục tại dưới chân của đối phương. Hứa Thuần Lương nhìn qua ngũ bộ xà, rắn này lại tên kỳ xà, hố mũi nhọn. Là hoa hạ đại địa thường thấy nhất rắn độc một trong. Trước mắt ngũ bộ xà dài đến 3 thước, Hứa Thuần Lương gặp qua càng lớn, thân dài có thể đạt tới 7 thước, đầu hiện lên hình tam giác hình, lỗ mũi cùng mắt ở giữa một cặp hình bầu dục gò má ổ, dựa vào đôi này gò má ổ, có thể cảm giác nhiệt lượng, giống như là một đôi nóng cảm giác tham chắc khí. Hứa Thuần Lương đưa tay phải ra, ngũ bộ xà đầu 3 sừng lui về phía sau một chút, sau đó thấp rũ xuống, xích lại gần Hứa Thuần Lương tay phải. Đỏ tươi lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lấy đầu ngón tay của hắn, chợt nhìn qua, phảng phất Hứa Thuần Lương đầu ngón tay nhảy lên một đóa ngọn lửa. Đột nhiên, Hứa Thuần Lương thân thể mềm nhũn ngã xuống, sau đó run rẩy không ngừng. Một đầu bóng đen từ rộng mở cửa sổ lật nhập, ánh trăng bắn ra tại trên mặt của người nọ, có thể nhìn thấy trên đầu của hắn phủ lấy vớ cao màu đen. Người này đưa tay cực kỳ nhanh nhẹn, từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, tựa như một mảnh thu diệp rơi xuống đất. Nhìn qua trên giường run rẩy không ngừng Hứa Thuần Lương, người áo đen đắc ý lắc đầu, trong tay tế tế gậy trúc mà trên mặt đất nhẹ nhàng điểm 2 lần. Ngũ bộ xà từ Hứa Thuần Lương bên người du tẩu, vô thanh vô tức tuột xuống đất, đi vào người áo đen trước mặt, thuận cây gậy trúc bò lên trên cánh tay của hắn. Người áo đen hiển nhiên là một vị ngự rắn cao thủ, liếc qua vẫn trên giường giãy giụa Hứa Thuần Lương, cũng không ra tay cứu viện chi ý, nhìn chung quanh một chút trong phòng, vững tin gian phòng bên trong cũng không dám sát. Lúc này mới dự định rời đi. Hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác, kia thành thành thật thật ghé vào hắn đầu vai ngũ bộ xà vậy mà hướng hắn phát khởi công kích, cắn một cái tại mặt của hắn phía trên. Người áo đen kịch liệt đau nhức, nổi giận nói, tiểu hoa, nhả ra. Hoảng sợ phía dưới đã quên đi im tiếng. Tiểu hoa chính là hắn cho sủng vật rắn lên được nhũ danh, tiểu hoa chỗ nào chịu nhả ra, gắt gao cắn hắn má phải không thả, thật mỏng tất chân căn bản không ngăn cản được tiểu hoa răng độc. Hai cây ống dài răng đâm vào bộ mặt hắn ra thịt, tướng nọc độc rót vào trong đó. Hố mũi nhọn độc tố là lấy protein tạo thành tan huyết độc làm, mà loại độc tố này có mãnh liệt chảy máu tính. Bình thường người bị hại sẽ xuất hiện vết thương đau đớn cùng chảy máu tức thời hiện tượng, tiếp theo sẽ sưng to lên, nổi bóng, tổ chức hoại thư cùng loét. Người áo đen đã cảm thấy choáng váng cùng tim đập rộn lên, hắn thầm kêu không ổn, hoảng vội vàng lấy ra mang theo người kháng độc rắn huyết thanh. Nếu như trễ tiêm vào, chỉ sợ hôm nay tính mạng của mình liền muốn bỏ ở nơi này. Vừa mới lấy ra tiêm vào dùng bình thuốc, thình lình một thân ảnh vọt lên, một cước đá vào hắn cầm bình thuốc trên tay, thuốc kia bình lập tức rời tay bay ra, rơi trên sàn nhà huyên thuyên lăn ra rất xa. Người áo đen dọa đến hồn phi phách tán, ngẩng đầu nhìn lại, mới vừa rồi còn trên giường giãy giụa Hứa Thuần Lương đã êm đẹp đứng trước mặt của hắn.
Người áo đen không để ý tới đối phó Hứa Thuần Lương, tay chân cùng sử dụng hướng về phía trước bò đi, hắn nhất định phải kịp thời đoạt lại huyết thanh, tính mạng của hắn tất cả đều hệ tại cái bình thuốc kia bên trên. Ngũ bộ xà thân thể cuốn lấy người áo đen cổ, lúc này nó đã triệt để đã mất đi khống chế, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là diệt trừ chủ nhân của nó. Hứa Thuần Lương từ dưới đất nhặt lên người áo đen dùng để khống rắn trúc trượng, nhắm ngay người áo đen phía sau thứ 9 cột sống ngực chỗ hung hăng điểm hạ đi. Đây là cân xúc huyệt, thuộc đốc mạch, cân xúc tên ý chỉ đốc mạch thiên bộ nước ẩm ướt tập tục ở đây giải nhiệt thu hợp lại, lấy thủ pháp nặng điểm trúng huyệt này, có thể để người bắp thịt toàn thân ra thịt cứng ngắc, như là sử định thân pháp. Người áo đen trước trúng độc rắn, sau bị hắn điểm trúng huyệt đạo, cả người như là hóa đá cứng ở chỗ cũ. Ánh đèn sáng rõ, Hứa Thuần Lương lê lấy dép lê từ trước mắt hắn đi qua, từ dưới đất nhặt lên kia bình độc rắn huyết thanh, cầm ở trong tay nhìn một chút. Sau đó ánh mắt rơi vào nam tử kia trên mặt, bởi vì trên đầu che lên một tầng vớ cao màu đen, cho nên thấy không rõ hắn lúc này sắc mặt. Ngũ bộ xà dùng thân thể tướng người áo đen cổ quấn mấy đạo, càng quấn càng chặt, cứ theo đà này, người áo đen tại độc phát thân vong trước đó muốn bị nó trước giết chết. Hứa Thuần Lương dùng trúc trượng nhẹ nhẹ gật gật mặt đất, ngũ bộ xà từ bỏ đối cựu chủ nhân tiếp tục công kích, leo trèo tại trúc trượng phía trên. Người áo đen đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Đầu này ngũ bộ xà là hắn từ ấp bắt đầu nuôi đến nay ngày, vì thuần hóa rắn này hắn hao tốn rất lớn công phu, nghĩ không ra bị Hứa Thuần Lương không cần tốn nhiều sức liền khống chế được. Hiện tại hắn đã hoàn toàn minh bạch, vừa rồi Hứa Thuần Lương trúng độc chẳng qua là ngụy trang, mục đích là muốn để hắn tin là thật. Hứa Thuần Lương đưa tay lấy xuống người áo đen trên mặt tất chân, một chốc lát này, người áo đen má phải đã sưng nổi bóng, huyết thủy từ bị ngũ bộ xà cắn nát đến hai cái huyết động bên trong cốt cốt mà ra. Vô cùng thê thảm. Người áo đen nhìn qua Hứa Thuần Lương trong tay kia quản độc rắn huyết thanh, run giọng nói, nhanh, nhanh, cho ta, cho ta. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, ngươi hại ta trước đó, nhưng từng nghĩ tới mình cũng sẽ có dạng này hạ tràng. Hắn cũng không nhận ra trước mắt người áo đen, chẳng biết tại sao người này sẽ đối với mình thống hạ sát thủ. Lấy vừa rồi thủ đoạn đến xem, người này chết chưa hết tội. Tiểu tử, thức thời, lập tức cho ta huyết thanh. Nếu là ta có việc, các ngươi hồi xuân đường trên dưới không một có thể may mắn thoát khỏi. Hứa Thuần Lương thở dài nói, sắp chết đến nơi, ngươi thế mà còn dám uy hiếp ta. Hắn nâng tay lên bên trong bình thủy tinh làm bộ muốn quẳng xuống đất. Người áo đen dọa đến kêu rên một tiếng, không muốn. Ta sai rồi, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Ngươi tha ta lần này, ta thề, ta về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi đối nghịch. Hứa Thuần Lương đưa thay sờ sờ trúc trượng bên trên đầu rắn, ngũ bộ xà ở trước mặt hắn dịu dàng ngoan ngoãn như cừu non, màu đỏ tươi lưỡi liếm láp Hứa Thuần Lương ngón tay, dùng cái này làm đối với hắn đáp lại, áo đen người ý thức được mình gặp được ngự rắn cao nhân, thủ đoạn của đối phương không biết mạnh hơn chính mình gấp bao nhiêu lần. Ngươi tên gì, vì sao muốn độc hại tại ta? Người áo đen bị ngũ bộ xà cắn bị thương, khoảng cách độc tính phát tác càng ngày càng gần, hắn không còn dám chỉ hoãn thời gian. Thành thành thật thật đáp, ta gọi Hàn Thiên Trì. Hứa Thuần Lương lập tức nhớ tới, lúc trước thiết kế vạch trần cục lâm nghiệp phạm á quân thời điểm, hắn chủ động bàn giao, điện thoại mất trộm án chủ mưu gọi Hàn Thiên Trì, xem ra chính là nguyên nhân này dẫn đến Hàn Thiên Trì trước đến báo thù chính mình. Hàn Thiên Trì cầu xin, Hứa tiên sinh tha mạng, hết thảy đều là lỗi của ta, nhanh cho ta huyết thanh, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Hắn cảm thấy quanh thân rét run, một khuôn mặt lại tê lại ngứa. Bị ngũ bộ xà cắn bị thương về sau, mặc dù không có năm bước hẳn phải chết khoa trương như vậy, nhưng là trong thời gian ngắn nếu như không chiếm được kịp thời cứu chữa, tử vong phong hiểm rất cao. Hứa Thuần Lương từ Hàn Thiên Chỉ vết thương phản ứng đã đánh giá ra con rắn này độc tính không tính là quá kịch liệt, Hàn Thiên Chỉ trong vòng một canh giờ nên không việc gì. Dưới mắt cũng không phải là đi qua động một tí giết người thời đại, Hứa Thuần Lương quyết định nhập ra tùy tục, đem con hàng này giao cho cảnh sát. Hắn cho Lục Kỳ gọi điện thoại, nói cho hắn biết mình bắt lấy Hàn Thiên Trì. Hàn Thiên Trì biết Hứa Thuần Lương báo cảnh, hắn cũng không thể tránh được, lấy hắn hiện tại tình trạng mà nói, coi như bị cảnh sát bắt lấy cũng so chúng độc bỏ mình muốn tốt. Chờ cảnh sát đến trong lúc đó, Hứa Thuần Lương đi lấy duy nhất một lần ống chích, cho Hàn Thiên Trì tiêm vào kháng độc rắn huyết thanh, mặc dù sinh tử của hắn đối với mình dâu ria, nhưng chết tại hồi xuân đường cũng điểm xấu. Cảnh sát đi vào hồi xuân đường thời điểm, Hàn Thiên Chỉ tình trạng đã ổn định, Lục Kỳ đem Hàn Thiên Chỉ còng lại, đơn giản hỏi một chút tình huống,
Hứa Thuần Lương chỉ nói coi là trong nhà tiến vào tiểu thâu, sau khi nắm được hỏi một chút lại là lợi dụng thái hoa xà trộm cắp thủ phạm chính Hàn Thiên Trì. Hàn Thiên Trì sưng nửa gương mặt, rũ cụp lấy đầu không rên một tiếng, hắn cũng coi như ở trong xã hội lăn lộn nửa đời người, hôm nay thế mà đưa tại một cọng lông đầu tiểu hòa tử trong tay, còn suýt nữa bị mất mạng. Hứa Thuần Lương cũng không nhắc lên hắn lợi dụng ngũ bộ xà mưu hại mình tính mệnh sự tình, Hàn Thiên Trì đương nhiên càng sẽ không nói, nếu như nói ra chuyện này, đó chính là âm mưu giết người, tội thêm một bậc, hắn cũng không biết mình đầu kia sủng vật rắn đi nơi nào, vất vả nuôi 3 năm, kết quả là thế mà cùng người khác đi, bị rắn phản bội cảm giác cũng không chịu nổi. Cảnh sát rời đi về sau, Hứa Thuần Lương tìm ra cây kia Hàn Thiên Trì dùng để ngự rắn trúc trượng, cái này trúc trượng nhiều năm rồi, cẩn thận nghiên cứu một chút. Tại đầu trượng chỗ dùng chữ tiểu triện kiểu chữ khác lấy một cái nghèo chữ. Hứa Thuần Lương nhìn qua cái kia nghèo chữ, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ cái này Hàn Thiên Trì xuất thân cùng môn. Cùng môn chính là có thiên hạ đệ nhất bang danh xưng cái bang, cho dù là ngũ độc giáo cường thịnh nhất thời điểm, hắn cũng không sẽ chủ động trêu chọc cái bang, đều bởi vì đệ tử cái bang người đông thế mạnh, cao thủ tụ tập, nếu thật là đắc tội cái bang, liền sẽ đưa tới vô cùng vô tận phiền phức. Đương kim thời đại rất ít gặp đến tên ăn mày, Hứa Thuần Lương vốn cho rằng cùng môn cũng theo thời đại biến thiên biến mất, lại nghĩ không ra ở chỗ này thế mà phát hiện cùng môn đệ tử tung tích. Căn này trúc trượng chính là điển hình cùng môn đả cẩu bổng, cùng môn đệ tử cầm trong tay trúc trượng, một nhưng đánh chó, hai nhưng ngự rắn. Đi qua thời đại, tên ăn mày cơ hồ nhân thủ một cây, nhưng đến bây giờ niên đại, đã rất ít gặp, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Liên tưởng tới Hàn Thiên Trì uy hiếp hắn nói tới kia lời nói, nếu như người này phía sau là khổng lồ cùng môn, như vậy thật sự là hắn có chút niềm tin, xem ra cái này Thái Bình thịnh thế cũng không phải là không có giang hồ, về sau còn cần nhiều chút cảnh giác. Hứa Thuần Lương ngủ rất trễ, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, phát hiện con rắn kia vẫn nằm co ro ở gầm giường, kinh lịch tối hôm qua biến cố về sau, đầu này ngũ bộ xà đã đem Hứa Thuần Lương coi là chủ nhân mới, yên lặng ở bên cạnh hắn thủ hộ. Hứa Thuần Lương lúc đầu cũng định bỏ mặc nó rời đi, nhưng nó không chịu rời đi. Càng nghĩ vẫn là tại hậu viện bên trong giúp nó tìm cái lâm thời đất sung thân, còn tốt ra ra không ở nhà, nếu để cho hắn nhìn thấy đầu này ngũ bộ xà, cũng không biết giải thích như thế nào, vạn vật đều có linh tính, cái này ngũ bộ xà tự có ẩn nấp chi pháp, sẽ không cho Hứa Thuần Lương mang đến bất cứ phiền phức gì. Đông Châu Viện Bảo tàng mặc dù chỉ là thị cấp nhà bảo tàng, nhưng là siêu tập tương đối khá, đã trúng tuyển quốc gia một cấp nhà bảo tàng, trên mặt đất thì cấp bên trong cũng ít khi thấy. Đông Châu người đối cổ văn hóa cũng không nóng lòng, đồ cất giữ đông đảo nhà bảo tàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nơi này không muốn vé vào cửa, chỉ cần đưa ra cư dân thẻ căn cước, tại trên mạng liền có thể lĩnh miễn phí điện tử phiếu. Hứa Thuần Lương tiến vào sảnh triển lãm về sau thẳng đến ân thương khu triển lãm, hắn mục đích rất rõ ràng, chính là tìm kiếm lúc trước ra ra hiến cho cái đám kia giáp cốt văn. Tìm tới giáp cốt văn thi triển trưng bày thất, Hứa Thuần Lương từ đầu tới đuôi nhìn một lần, cũng không có phát hiện cùng Hoàng đế nội kinh tương quan văn hiến, bên cạnh đánh dấu cũng không có có biểu hiện hiến cho người, trên cơ bản có thể kết luận ra ra hiến cho văn vật không ở nơi này trưng bày. Đi vào người hướng dẫn trước mặt, Hứa Thuần Lương hỏi thăm phải chăng siêu tập giáp cốt văn cứ như vậy nhiều. Người hướng dẫn tràn ngập tự hào nói cho hắn biết nơi này thi triển giáp cốt văn chỉ là siêu tập văn vật một phần nhỏ. Siêu tập giáp cốt văn tổng cộng hơn 3.000 phiến. Hứa Thuần Lương biết ra ra tự tay quyên tặng liền có hơn 1.000 phiến, vốn cho rằng như thế đại bút quyên tặng người hướng dẫn hẳn phải biết, có thể hỏi qua sau đối phương hoàn toàn không biết gì cả, chi tiết tình huống đề nghị hắn đi phòng tài liệu hỏi một chút. Hứa Thuần Lương dựa theo người hướng dẫn chỉ dẫn đi nhà bảo tàng khu làm việc. Nghe nói Hứa Thuần Lương là lúc trước quyên tặng người Hứa Trường Thiện cháu trai, phòng tài liệu người phụ trách Lương Bách Hiền chuyên môn tiếp đãi hắn. Lương Bách Hiền năm nay 57 tuổi, năm đó Hứa Trường Thiện quyên tặng chính là hắn một tay trải qua xử lý, hắn đối với chuyện này ký ức vẫn còn mới mẻ, thời gian cụ thể là tại 22 năm trước, Hứa Trường Thiện hết thảy quyên tặng 1,173 khối giáp cốt văn, lúc ấy trải qua Bạch Mộ Sơn giáo sư giới thiệu, Lương Bách Hiền đại biểu thị cục văn hóa khảo cổ, thị nhà bảo tàng tiếp nhận quyên tặng, vì khen ngợi Hứa Trường Thiện nghĩa cử, chuyên môn phần thưởng 10 vạn người dân tệ tiền thưởng, còn có một mặt cờ thưởng. Cũng trao tặng văn vật vệ sĩ danh hiệu vinh dự. 10 vạn khối tiền hiện tại xem ra mặc dù không tính rất nhiều, nhưng là tại ngay lúc đó Đông Châu có thể mua một bộ hơn 100 bình phòng ở. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ dứt bỏ hơn 1.000 khối giáp cốt văn nội dung không nói, đã là giá trị liên thành, ra ra thật sự là không biết hàng,
bất quá tướng văn vật hiến cho quốc gia cũng không sai, phù hợp đương kim thời đại chủ lưu. Hứa Thuần Lương cũng không phải đau lòng tiền, hắn chân chính quan hệ phải là giáp cốt văn nội dung, thế là hướng Lương Bách Hiền đưa ra nghĩ quan sát một chút lúc trước hiến cho văn vật. Lương Bách Hiền có chút tiếc nuối nói cho hắn biết, hiến cho về sau, Viện Bảo tàng cùng Đông Châu Đại học Sư phạm liền liên hợp thành lập văn tự cổ đại công việc nghiên cứu thất. Công việc này thất chủ yếu đầu đề chính là muốn giải mã Hứa Trường Thiện hiến cho đến những cái kia giáp cốt văn. Tại giải mã trước đó, bọn hắn sẽ đem những này giáp cốt văn thác ấn chụp ảnh sắp xếp hồ sơ. Đầu đề còn không có lấy được tiến triển, tại năm đó mùa hè, bởi vì dây điện chập mạch cháy, chờ lớn lửa dập tắt, phần lớn văn vật tư liệu đều đã bị đốt cháy không còn, đoạt cứu ra bộ phận cũng đã tàn khuyết không đầy đủ, đã mất đi vốn có văn vật giá trị. Đây cũng là quán triển lãm bên trong không có trưng bày Hứa Trường Thiện hiến cho giáp cốt văn nguyên nhân. Ngay lúc đó xác thực lưu lại dành trước bộ phận bản dập, nhưng là còn chưa kịp kỹ thuật số hóa, cũng tại đồng niên, Viện Bảo tàng phát sinh cùng một chỗ vụ trộm, bị đánh cắp văn vật bên trong liền bao quát những cái kia bản dập, mặc dù bản án rất nhanh liền phá, văn vật cũng phần lớn bị đuổi trở về, nhưng đạo tặc cũng không biết những cái kia bản dập chân chính giá trị, lúc ấy trộm thời điểm ra đi chính là xem như giấy đóng gói sử dụng. Về sau tiện tay vứt bỏ, bọn hắn cũng không biết ném tới địa phương nào. Lương Bách Hiền nói đến việc này cũng có chút áy náy còn mang theo thật sâu tiếc nuối, người ta đem văn vật quyên tặng ra, bản ý là muốn cho văn vật đạt được tốt hơn bảo hộ, nhưng là bọn hắn không có gánh vác khởi trách nhiệm này, vì chứng thực mình nói tới đến hết thảy, hắn còn đặc địa tìm ra năm đó văn vật danh sách. Hứa Thuần Lương cũng không nói gì, nhưng là luôn cảm thấy chuyện này phát sinh có chút kỳ quặc. Xem ra chân chính đáp án còn cần nhìn thấy Bạch Mộ Sơn mới có thể có đến giải đáp. Hứa Thuần Lương vì viện trưởng Cố Hậu Nghĩa chữa bệnh sự tình cũng không có người ngoài biết, Hứa Thuần Lương không nói, Cố Hậu Nghĩa càng sẽ không nói, còn lại biết nội tình chỉ có Cao Tân Hoa, Cao Tân Hoa từ trước đến nay ý rất nghiêm, nhất là loại này liên quan đến Cố Hậu Nghĩa mặt mũi sự tình, hắn mới không sẽ tiết lộ ra ngoài. Trung y khoa chủ nhiệm Chu Minh Viễn gần nhất có chút buồn bực, Cố Hậu Nghĩa thái độ đối với hắn rõ ràng cùng đi qua khác biệt. Mặc dù phát bệnh cùng ngày liền đã khỏi hẳn, nhưng là Chu Minh Viễn phi thường rõ ràng, ở trong đó cũng không công lao của mình. Hắn tự mình cũng tìm Triệu Vĩnh Thắng thương lượng qua, có phải hay không tìm một cơ hội hướng Cố Hậu Nghĩa biểu đạt một chút áy náy, Triệu Vĩnh Thắng vụng trộm nói cho hắn biết không cần thiết, Cố Hậu Nghĩa rất có thể đi mau. Mặc dù Cố Hậu Nghĩa đổi đi nơi khác chưa công kỳ, nhưng là tin tức đã lặng yên truyền ra, cấp tốc tại Trường Hưng Bệnh viện nội bộ ấp ủ lên men. Đơn vị đại lãnh đạo đi ở quan hệ đến mỗi vị nhân viên bản thân lợi ích, rất nhanh liền trở thành Trường Hưng trước mắt hạng nhất sự kiện lớn. Cố Hậu Nghĩa nhằm vào lúc này ở viện tuần sẽ lên đặc biệt mà nói, mình không sẽ rời đi, đừng nghe tin tiểu đạo truyền ngôn. Cố Hậu Nghĩa làm sáng tỏ cũng không thể bỏ dở truyền ngôn, liên quan tới hắn tiến về khoa hiệp tin tức càng truyền càng thịnh, quan tâm nhất chuyện này phải kể tới Trường Hưng đám kia trung tầng cán bộ, bọn hắn đã tại bốn phía nghe ngóng, bí mật hoạt động. Tích cực nắm chắc cái này cũng mới thay đổi tuyệt hảo cơ hội. Tằng Hồng Văn sau khi cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng vẫn lựa chọn trong lúc chủ động dừng lại nhận thầu hợp đồng. Đông Mỹ Lệ cùng Thạch Chí Vĩ cặp vợ chồng giám định kết quả cũng ra, sự thật chứng minh, Đông Mỹ Lệ giải phẫu bản thân cũng không tồn tại sai lầm, nhưng là cũng không có nghĩa là Y Mỹ Trung tâm từ đây thoát khỏi trách nhiệm, đang thẩm vấn tra quá trình bên trong phát hiện, Y Mỹ Trung trong lòng còn có tại nhiều hạng không hợp lý thu phí, Tằng Hồng Văn gặp phải lớn chán tiền phạt. Hiện tại Đông Mỹ Lệ vợ chồng bắt đền chủ yếu quay chung quanh con kia bị ngã nát phỉ thúy vòng tay, vì thế bọn hắn chuyên môn thuê luật sư. Sự tình một khi đi pháp luật chương trình, cũng liền mang ý nghĩa sắp kết thúc, y tế chỗ không khí cũng liền trở nên dễ dàng hơn. Chu Văn Bân có cái thói quen tốt, đối mỗi khởi phát sinh qua chữa bệnh tranh chấp đều sẽ tiến hành sau đó phục bàn, từ đó hấp thu kinh nghiệm giáo huấn, dương trường tránh đoạn. Trình Tiểu Hồng gần nhất nói chuyện cái đối tượng, cảm xúc không tệ. Liền lên ban đều ngâm nga bài hát. Chu Văn Bân ho khan một tiếng, nhắc nhở nàng trong thời gian làm việc thu liễm lấy điểm. Trình Tiểu Hồng cũng ý thức được sự thất thố của mình, mặt hơi đỏ lên, lúc này Khương Lão Thái Thái gõ cửa tiến đến. Khương Lão Thái Thái lần này cũng không có gì không phải a vì khiếu nại, nàng là chuyên môn cho Hứa Thuần Lương đưa mình hấp hơi bánh bao tới, từ từ sự tình lần trước về sau, Hứa Thuần Lương cho Lão Thái Thái lưu lại cực tốt ấn tượng. Lão Thái Thái cho rằng đứa nhỏ này là thật tâm trợ giúp mình, thỉnh thoảng tới cho Hứa Thuần Lương đưa chút mình tự tay chế tác đồ ăn. Trình Tiểu Hồng tranh thủ thời gian cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại. Hai ngày này y tế chỗ công làm so sánh thanh nhàn, Hứa Thuần Lương ngay tại thư viện đọc sách, nghe nói Khương Lão Thái Thái tới, nhanh đi về.
chờ hắn đi vào y tế chỗ, phát hiện Khương lão thái thái đã đi, nguyên lai lão thái thái nữ nhi ngoại tôn nữ về tới thăm nàng, chạy về đi nấu cơm. Trình Tiểu Hồng chỉ Khương lão thái thái lưu cho hắn bánh bao, "Tiểu Hứa, ngươi cái này mị lực có thể a, ngay cả Khương lão thái thái đều đối ngươi tốt như vậy." Hứa Thuần Lương đắc ý cười nói, "Không có cách, cái này đáng chết mị lực, ta cũng ngăn không được a." Trong lòng của mỗi người đều có thiện ác suy nghĩ, chỉ cần ngươi đối với hắn đầy đủ hiểu rõ, chạm tới trong lòng của hắn thiện niệm, như vậy hắn khẳng định sẽ đối với ngươi có qua có lại. Chu Văn Bân một bên nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính vừa nói, người trẻ tuổi không muốn lấy được một chút xíu công việc thành thích liền bắt đầu dương dương đắc ý, muốn khiêm tốn cẩn thận, không kiêu không ngạo. Hứa Thuần Lương cầm hai cái bánh bao phân cho Trình Tiểu Hồng cùng Chu Văn Bân nếm thử. Vừa ra lò bánh bao còn có chút bỏng. Chu Văn Bân một bên ăn vừa nói, các ngươi cảm thấy chuyện này có phải hay không có chút kỳ quái, Đông Mỹ Lệ cặp vợ chồng đột nhiên liền không lộn xộn. Trình Tiểu Hồng nói, có cái gì kỳ quái đâu, giám định kết quả đều đi ra, không thuộc về giải phẫu sự cố, thái chủ nhiệm không có có trách nhiệm, chính bọn hắn biết đối lý, tiếp tục náo loạn chính là tự tìm khó coi. Chu Văn Bân nhẹ gật đầu, mặc dù không thuộc về chữa bệnh sự cố, nhưng Đông Mỹ Lệ vợ chồng cho Trường Hưng tạo thành ảnh hưởng trái chiều lại là cực lớn. Y Mỹ trung tâm vi quy thu phí hành vi bởi vì cái này khởi sự kiện bị tra ra, Tằng Hồng Văn không thể không sớm bỏ dở nhận thầu, còn phải đối mặt ngành tương quan cách xù hóa đơn phạt. Tài sản bên trên tổn thất chỉ là phụ, bởi vì chuyện lần này, viện trưởng Cố Hậu Nghĩa chịu ảnh hưởng, không thể không lựa chọn sớm kết thúc tại Trường Hưng lãnh đạo kiếp sống, có thể nói là khí tiết tuổi già khó giữ được. Cái này hai vợ chồng lấy sức một mình kết thúc Cố Hậu Nghĩa đối Trường Hưng thống trị. Trình Tiểu Hồng nói, Chu chủ nhiệm, bên ngoài bây giờ khắp nơi đều đang nói chúng ta Cố viện muốn đi khoa ủy, đến cùng có hay không chuyện này. Người trẻ tuổi đừng như thế bát quái, chúng ta Cố viện không phải đã bác bỏ tin đồn sao? Chu Văn Bân nhìn thoáng qua Hứa Thuần Lương, trên một điểm này Trình Tiểu Hồng so ra kém Hứa Thuần Lương, người ta không nên hỏi xưa nay không hỏi. Chu Văn Bân xế chiều hôm nay còn có buổi họp, dọn dẹp một chút chuẩn bị rời đi, không chờ hắn rời đi, già đồng sự Trịnh Bồi An liền tiến đến. Trịnh Bồi An cùng Chu Văn Bân cùng một chỗ phân phối đến Trường Hưng bệnh viện, hắn đi trung y khoa, cùng một mực tại Trường Hưng cẩn trọng công tác Chu Văn Bân khác biệt, Trịnh Bồi An người này không có chút nào an phận, lúc tuổi còn trẻ liền bắt đầu làm ăn, mở tiệm cơm, bán lắc lư cơ, tham gia cho vay tiền, dù sao trên xã hội lưu hành cái gì hắn làm gì, chỉ tiếc người này không phải kinh thương vật liệu, trên cơ bản đều không làm được thành tựu. 10 năm trước, bởi vì cho vay tiền bị người xáo lộ, mấy chục vạn tiền mồ hôi nước mắt hóa thành hư không. Trịnh Bồi An rút kinh nghiệm xương máu liền làm ngừng củi giữ chức, xuôi nam đi mở bệnh viện, kỳ thật chính là mở một gian trung y phòng khám bệnh, trong khoảng thời gian này cơ hồ không có ở Trường Hưng lộ mặt qua, cũng rất ít cùng đồng sự liên hệ. Chớ nhìn bọn họ hai người là đồng niên tiến bệnh viện, lúc tuổi còn trẻ còn tại một cái ký túc xá ở qua, đều có thể ở giữa rất ít liên hệ, quan hệ chỉ có thể nói là bình thường, Chu Văn Bân nhìn thấy hắn cũng lấy làm kinh hãi. Lão Trịnh, sao ngươi lại tới đây? Sao thế, ta còn không thể tới. Ta vẫn là Trường Hưng bệnh viện chính thức nhân viên A. Chu Văn Bân chợt nhớ tới, trước đó không lâu viện tuần sẽ lên, Cố Hậu Nghĩa hạ một đạo mệnh lệnh, Trường Hưng bệnh viện tất cả làm trường kỳ nghỉ ngơi cùng ngừng củi giữ chức nhân viên nhất định phải tại trong một tuần về viện báo đến, thống nhất tiến hành thân thể phục kiểm, một lần nữa ký hiệp nghị. Nguyên nhân là có người báo cáo Cố Hậu Nghĩa lợi dụng chức vụ chi tiện cho công nhân viên chức lớn mở cửa sau, Trường Hưng bệnh viện có thật nhiều công nhân viên chức một bên hưởng thụ lấy bệnh viện phúc lợi đãi ngộ, một bên ở bên ngoài kinh thương kiếm tiền, trong đó có ít người kiếm được đầy bồn đầy bát. Chu Văn Bân nhìn lướt qua Trịnh Bồi An trên cổ tay vàng óng ánh Rolex, trong lòng thầm nghĩ người này ngừng củi giữ chức 10 năm, hẳn là cũng kiếm không ít tiền, những năm này đều không gặp ngươi, chỗ nào phát tài đâu. Trịnh Bồi An cười tủm tỉm nói, chỗ nào phát cái gì tài? Khắc khổ kinh doanh, gian nan duy sinh, ta nếu là lẫn vào tốt, đã sớm từ chức, trả lại nghe lão Cố gào to a. Hắn móc ra một hộp cửu ngũ chí tôn, cho Chu Văn Bân bên trên một chi, cũng chưa quên một bên Hứa Thuần Lương, cho hắn ném đi một chi đi qua. Hứa Thuần Lương tiếp nhận thuốc lá lại cho hắn đưa trở về, biểu thị mình không hút thuốc lá, cảm giác Trịnh Bồi An có chút quen mắt, trong lúc nhất thời nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào. Trịnh Bồi An nhìn qua tuổi trẻ Hứa Thuần Lương cảm khái nói, ta nhiều năm như vậy không trở lại, những người tuổi trẻ này ta cũng không nhận ra. Chu Văn Bân tranh thủ thời gian vì hắn giới thiệu, đây là khoa chúng ta hai cái người mới, hắn gọi Hứa Thuần Lương, cái kia gọi Trình Tiểu Hồng.
lại đem Trịnh Bồi An giới thiệu cho hai vị hàng tiểu bối, vị này chính là chúng ta Trường Hưng Bệnh viện đại danh nhân, trung y khoa Trịnh Bồi An chủ nhiệm. Trịnh Bồi An có chút ngượng ngùng, khoát tay áo nói, ta không phải cái gì chủ nhiệm, chính là một vị lão công nhân. Hứa Thuần Lương nghĩ thầm trung y khoa Chu Minh Viễn trình độ đều không ra thế nào địa, lại càng không cần phải nói cái này ngừng củi giữ chức Trịnh Bồi An. Chu Văn Bân giới thiệu xong lại nói cho Trịnh Bồi An, Hứa Thuần Lương chính là hồi xuân đường Hứa lão gia tử cháu trai ruột, không nghĩ tới Trịnh Bồi An nghe xong liền kích động lên, Hứa lão gia tử cháu trai a, kia là người một nhà, Hứa lão gia tử chỉ điểm qua ta châm pháp, ta đi qua tập trung tinh thần nhận hắn làm lão sư, đáng tiếc hắn không coi trọng ta, bất quá trong lòng ta, hắn thủy chung là lão sư ta, nếu như ta nhớ không lầm ngươi gọi Hứa Thông a. Hứa Thuần Lương lễ phép cười cười, không có nghe ra ra nói qua, coi là Trịnh Bồi An chỉ là đang cố ý lôi kéo làm quen, hiện tại lờ mờ nhớ lại, giống như người này xác thực tại hồi xuân đường xuất hiện qua, bất quá thời gian có chút xa xưa, ấn tượng tương đối mơ hồ. Nhưng buổi tối tan việc khi về nhà, phát hiện Trịnh Bồi An thế mà mang theo lễ vật đến xem ra ra, hai người trò chuyện phi thường nóng hổi, Hứa Trường Thiện chuẩn bị phong phú thịt rượu, tất cả thức ăn đều là Trịnh Bồi An xuống bếp xào nấu. Hứa Thuần Lương sau khi vào cửa hắn còn mặc tạp dề tại trong phòng bếp bận rộn, xem xét liền không có đem mình làm ngoại nhân. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương trở về, Hứa Trường Thiện mau để cho hắn tới cười nói, Thuần Lương, đến, ta giới thiệu cho ngươi a, vị này là ngươi Trịnh Thúc. Trịnh Bồi An cùng Hứa Thuần Lương đồng thời nở nụ cười, Trịnh Bồi An nói cho Hứa Trường Thiện bọn hắn hôm nay tại bệnh viện đã gặp mặt. Hứa Thuần Lương kêu một tiếng Trịnh Thúc. Hứa Trường Thiện để hắn đi trước thay quần áo. Lập tức xuống lầu ăn cơm. Hứa Trường Thiện lựa chọn tại tiểu viện của mình chiêu đãi Trịnh Bồi An, tiểu viện đã bị hắn chỉnh lý đến đơn giản quy mô, trong viện trồng đầy hoa tươi cùng dược thảo, phóng tầm mắt nhìn tới sắc màu rực rỡ, chạng vạng tối trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc. Cỗ này hương khí thấm người phế phủ, mà lại kiêm hữu xua đuổi con muỗi tác dụng. Trịnh Bồi An nhận ra trong đó có nửa nhánh sen, trùng dương mộc, chín dặm hương, xuyên sơn long, ngọc trúc, phù tang, quả sung. Đối Hứa lão gia tử kinh doanh tiểu viện khen không dứt miệng, hắn cũng xách một chút ý kiến, tỉ như trong tiểu viện còn thiếu khuyết nước cảnh, đông nam góc tường có khối địa phương tương đối thích hợp xây cái hồ cá, biểu thị hôm nào mang mình làm lâm viên thiết kế bằng hữu tới xem một chút. Hứa Trường Thiện để Hứa Thuần Lương tướng mình chân tàng phi thiên mao đài cầm hai bình ra, từ ra ra dùng rượu, Hứa Thuần Lương liền có thể đánh giá ra Trịnh Bồi An trong lòng hắn địa vị không thấp. Trịnh Bồi An mang đến lễ vật cũng là cực kỳ quý giá. Hai hộp máu yến, hai hộp lộc nhung, hai chi tốt nhất giã sơn sâm, còn có hai bình tương trong rượu tham gia. Ba người ngồi xuống về sau, Trịnh Bồi An móc ra một vạn khối tiền kín đáo đưa cho Hứa Thuần Lương, nói là cho hắn lễ gặp mặt, Hứa Thuần Lương chỗ nào chịu muốn, tranh thủ thời gian nhún nhường trở về. Hứa Trường Thiện cười nói, Thuần Lương đã công tác, lại không là tiểu hài tử, người cũng đừng cho hắn tiền. Trịnh Bồi An nói, trong mắt ta hắn vĩnh viễn đều là trẻ con. Đương thúc thúc cho hài tử tiền có cái gì không đúng. Những năm này ta ở bên ngoài dốc sức làm, ít cho không ít tiền mừng tuổi, cầm, nhất định phải cầm. Hứa Trường Thiện này mới khiến Hứa Thuần Lương tiếp. Trịnh Bồi An cùng Hứa Trường Thiện nguồn gốc muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn 20 năm trước, Hứa Thuần Lương có hai vị cô, Trịnh Bồi An cùng hắn tiểu cô Hứa Gia Văn là đồng học, cũng là Hứa Gia Văn người theo đuổi, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, từ nhỏ đã ưu tú Hứa Gia Văn không có coi trọng Trịnh Bồi An. Về sau Hứa Gia Văn sau khi kết hôn hộ tống trưởng phu cùng đi Hương Giang thành thị đại học dạy học. Trịnh Bồi An mặc dù không có cơ hội, nhưng hắn đối Hứa Gia giống nhau thường ngày, thường xuyên đánh lấy hướng lão gia tử thỉnh giáo cờ hiệu đến hồi xuân đường. Hứa Trường Thiện đối với hắn tốt, cũng tại y học bên trên tiến hành một chút chỉ điểm, nhưng là cũng không có thu đổi ý tứ, phương diện này lão gia tử cực kỳ truyền thống, tổ truyền bí phương nhất định phải truyền cho Hứa Gia dòng chính người thân. Từ khi Trịnh Bồi An 10 năm trước đi Tương Tây mở bệnh viện, trong thời gian này cũng rất ít về Đông Châu, bất quá ngày lễ ngày Tết, hắn tất nhiên là muốn cho Hứa lão gia tử gọi điện thoại, cũng thường xuyên gửi nơi đó thổ đặc sản tới. Kỳ thật Hứa Trường Thiện năm đó ngược lại là rất hy vọng Trịnh Bồi An thành vì con rể của mình, Trịnh Bồi An thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, mặc dù tướng mạo bình thường một chút, nhưng là nam tử khí khái 10 phần, mà lại hắn lại cùng mình là đồng hành, tính cách sáng sủa lạc quan. Hiếm thấy nhất Trịnh Bồi An thiêu đến một tay thức ăn ngon, hôm nay một bàn này món ngon đều là hắn một mình ôm lấy mọi việc. Hứa Trường Thiện nói, Bồi An a, ngươi thật vất vả đến một chuyến, còn để ngươi xuống phòng bếp, ta đều có chút băn khoăn.
Trịnh Bồi An cười nói, ta bình thường liền thích làm đồ ăn, ngài vẫn luôn biết đến, cho ta một cái cơ hội để cho ta biểu hiện biểu hiện. Hứa Trường Thiện nhẹ gật đầu, Hứa Thuần Lương cấp hai người bọn họ rót đầy rượu, bồi lấy bọn hắn cạn một chén. Hứa Trường Thiện nói, người đánh tính lúc nào trở về? Không đi, không đi. Trịnh Bồi An nhẹ gật đầu, hắn tại Tương Tây nhận thầu bệnh viện đã đến kỳ, vừa vặn Trường Hưng cái này vừa bắt đầu nắm chặt ngừng củi giữ chức chính sách, huống chi hắn năm nay đã 45 tuổi, tổng ở bên ngoài phiêu bạt cũng không phải kế lâu dài, cân nhắc về sau quyết định về Trường Hưng công việc, hắn cũng cùng viện trưởng Cố Hậu Nghĩa đã nói, Cố Hậu Nghĩa đồng ý hắn về Trung Y Khoa, còn đưa hắn một trong đó Y Khoa phó chủ nhiệm danh hiệu. Hứa Trường Thiện nghe được tin tức này, không khỏi mặt mày hớn hở. Cho tới nay hắn đều nghĩ đến để cháu trai tiến về Trung Y Khoa, hiện tại Trịnh Bồi An đi làm Trung Y Khoa phó chủ nhiệm, về sau Hứa Thuần Lương muốn đi Trung Y Khoa chắc hẳn sẽ càng thêm dễ dàng. Hứa Thuần Lương nói, Trung Y Khoa giống như không có mấy người. Trịnh Bồi An nói, tăng thêm ta mới 5 cái, Trường Hưng lâm sàng hệ duy nhất thiếu biên phòng. Hứa Trường Thiện nói, hiện đang phụ trách người là Chu Minh Viễn A. Trịnh Bồi An cười nói, thúc, ngài đối bệnh viện chúng ta tình huống mò được rất rõ ràng a. Làm sao lại không rõ ràng, cái kia Chu Minh Viễn rất không dễ nói chuyện, lúc trước Thuần Lương tiến Trường Hưng thời điểm, lúc đầu phân phối hắn đi Trung Y Khoa, chính là hắn kiên quyết không đồng ý. Hứa lão gia tử về sau cũng nghe Cao Tân Hoa nói, đối Chu Minh Viễn phi thường phản cảm. Trịnh Bồi An vừa trở về, tình huống cụ thể hắn cũng không rõ ràng, kỳ thật nói đến Chu Minh Viễn hay là hắn niên đệ. Chỉ là người ta những năm này một mực tại nghiệp vụ bên trên cần cày không ngừng, mình đông một búa tây một gậy chùy vật lộn Thương Hải, hiện tại nghiệp vụ bên trên đã xa xa lạc hậu hơn Chu Minh Viễn. Chức danh bên trên, Chu Minh Viễn đã tấn thăng chủ nhiệm y sư, mình vẫn chỉ là cái phó cao, lần này trở về, hắn vốn định yên ổn làm cái bác sĩ, không nghĩ tới Cố Hậu Nghĩa sẽ an bài hắn đương phó chủ nhiệm, phân công quản lý châm cứu vật lý trị liệu, tương đương với tướng Trung Y Khoa một phân thành hai. Hứa Thuần Lương nghe nói Trịnh Bồi An phụ trách phạm vi về sau, lập tức liền ý thức được Cố Hậu Nghĩa khẳng định là bởi vì lần trước châm cứu sự tình đối Chu Minh Viễn bất mãn, lợi dụng Trịnh Bồi An trở về đến phân mỏng Chu Minh Viễn quyền lực, làm lãnh đạo đều sẽ chơi cân bằng thuật. Hứa Thuần Lương biết hai người bọn họ lâu như vậy không gặp, khẳng định có rất nhiều chuyện cần, bồi lấy bọn hắn uống vài chén rượu, liền lấy cớ đi xử lý chuyện công tác trở về phòng trước. Hứa Thuần Lương rời đi về sau, Hứa Trường Thiện thở dài. Trịnh Bồi An nói, thúc, ngài có phải hay không có tâm sự a? Hứa Trường Thiện nhẹ gật đầu, hắn đem Hứa Thuần Lương như thế nào tiến Trường Hưng, lại là như thế nào đi y tế chỗ sự tình nói một lần. Trịnh Bồi An nghe xong liền nở nụ cười, kỳ thật người trẻ tuổi nhiều một chút ma luyện cũng là tốt. Ta cũng biết, nhưng trong lòng ta luôn cảm thấy làm hành chính công việc không phải cái gì kế lâu dài, đứa nhỏ này mặc dù học tập, nhưng tại Trung Y phương diện năng lực lĩnh ngộ đặc biệt mạnh, cái này bao nhiêu nguyệt. Đều nhanh gặp phải người khác 3-5 năm công phu. Hứa Trường Thiện vẫn là nói ít, nếu như hắn biết cháu trai thực lực chân chính, tám thành đến chấn kinh răng hàm. Người lão được nhiều điểm kiên nhẫn a, y thuật phương diện ta không giúp được hắn quá nhiều, bất quá, ta đi Trung Y Khoa về sau, hắn có thể tùy thời đến khoa bên trong học tập thực tiễn, ngài phụ trách dạy hắn y thuật, ta đến phụ trách giúp hắn cầm lái, nhiều nhất 3 năm, đứa nhỏ này nhất định có thể bồi dưỡng được. Ta cam đoan đem hết toàn lực đem hắn làm tiến Trung Y Khoa. Hứa Trường Thiện nghe vậy cực kỳ vui mừng, hắn kỳ thật liền tồn lấy ý định này. Hai người cạn một chén rượu, Hứa Trường Thiện nhớ tới một sự kiện, Bồi An, người kết hôn sao? 10 năm trước Trịnh Bồi An rời đi Giang Châu thời điểm vẫn là một thân một mình, những năm này không thấy, không biết hắn hiện tại gia đình tình trạng. Trịnh Bồi An nhẹ gật đầu, kết qua, lại rời. Hứa Trường Thiện cũng không tốt tiếp tục truy vấn. Nghĩ nhớ năm đó hắn đối khuê nữ của mình mê luyến, chỉ hy vọng hắn đã từ lúc tuổi còn trẻ bối rối bên trong đi ra. Cố Hậu Nghĩa nhằm vào y Mỹ trung tâm chỉnh đốn lôi lệ phong hành, sớm giải trừ cùng Tằng Hồng Văn nhận thầu quan hệ, cũng giữ lại hướng Tằng Hồng Văn truy trách quyền lợi. Người ở bên ngoài xem ra cái này thuộc về quân pháp bất vị thân, cũng chứng minh Tằng Hồng Văn hành vi triệt để chọc giận tới nàng vị này tiểu di phu. Y Mỹ trung tâm chủ nhiệm Thái Vinh Quyên cũng nhận liên quan xử lý. Trải qua bệnh viện cấp lãnh đạo thảo luận quyết định, triệt bỏ nàng chủ nhiệm, khấu trừ năm đó tích hiệu, bất quá vẫn làm cho nàng chủ trì y Mỹ trung tâm công việc. Thái Vinh Quyên tại tiếp vào xử lý thông chi về sau, mang theo một bụng oán niệm đi gặp Cố Hậu Nghĩa. Lần này Cố Hậu Nghĩa cũng không có giống dĩ vãng một dạng đồng ý gặp nàng,
mà là thông qua viện xử lý chủ nhiệm Lưu Đăng Khoa chuyển cáo, trước mắt Thái Vinh quyên phân công quản lý viện trưởng là Cao Tân Hoa, có chuyện gì đi tìm Cao Tân Hoa giải quyết. Thái Vinh quyên cũng không thể xông vào phòng làm việc của viện trưởng, đành phải trước đi gặp phó viện trưởng Cao Tân Hoa. Cao Tân Hoa gần nhất cũng là bó tay toàn tập, hắn đi qua chỉ phụ trách hậu cần công việc, nhưng Cố Hậu Nghĩa đem Cảnh Văn Tú xung quân đi Nguy Sơn đảo phân viện, đi qua Cảnh Văn Tú phân quản phòng khám bệnh cũng rơi vào trên người hắn, lượng công việc tăng lên gấp bội. Bệnh viện làm nghiệp vụ các khoa chủ nhiệm ít có đem hắn vị này quân nhân xuất thân phó viện trưởng nhìn ở trong mắt. Thái Vinh Quyên rõ ràng là mang theo phẫn nộ mà đến, vừa tiến vào Cao Tân Hoa văn phòng, liền đem một trương đơn từ chức hung hăng ngã tại trên bàn làm việc của hắn. Cao Việt, đây là ta đơn từ chức. Cao Tân Hoa nhìn qua trên bàn đơn từ chức, thế mà nở nụ cười, Thái chủ nhiệm, người có phải hay không đi nhầm địa phương, phần này đồ vật giống như không nên cho ta a. Ngươi là phân công quản lý môn trần phó viện trưởng, y mỹ trung lòng đang ngươi phân công quản lý phạm vi bên trong, ta không tìm ngươi tìm ai a. Cao Tân Hoa gặp nàng khí thế hung hăng bộ dáng không khỏi nhíu mày, đám này cái gọi là nghiệp vụ tinh anh thật sự là bị làm hư, còn biết ta là phân công quản lý ngươi phó viện trưởng, không biết dùng cái kính ngữ. Hắn chịu đựng giận dữ nói, Thái chủ nhiệm, tại sao muốn từ chức? Dù sao cũng phải có cái lý do a. Lý do, ngươi không rõ ràng sao? Đông Mỹ Lệ giải phẫu giám định kết quả ra, thủ thuật của ta không có bất cứ vấn đề gì, dựa vào cái gì muốn xử phạt ta. Ta tân tân khổ khổ vì Trường Hưng công việc, nhưng kết quả là ngay cả tối thiểu công bằng đối đãi đều không thể đạt được, ta còn tại sao lại ở chỗ này tiếp tục ở lại? Các ngươi giải quyết vấn đề thời điểm, có hay không nghĩ tới ích lợi của ta? Có hay không nghĩ tới cảm thụ của ta? Cao Tân Hoa nói, Thái chủ nhiệm. Ngươi đừng gọi ta Thái chủ nhiệm, ta đã không phải. Thái Vinh Quyên mắt đục đỏ ngầu, không phải ủy khuất, là phẫn nộ. Ngươi cảm thấy mình rất vô tội, rất ủy khuất, y mỹ trung tâm xuất hiện nhiều như vậy vấn đề, chẳng lẽ ngươi cái này đương chủ nhiệm không biết chút nào? Ta đương nhiên ủy khuất, ta phụ trách công việc y liệu, cụ thể kinh doanh ta từ bất quá hỏi. Thái Vinh Quyên tướng trách nhiệm bỏ rơi sạch sẽ. Cần ta hướng ngươi lặp lại cương vị chức trách sao? Biết mỗi tháng quan tâm phí ý vị như thế nào sao? Cao Tân Hoa ngữ khí vẫn nhẹ nhàng. Ta không quan tâm cái gì quan tâm phí, Cao viện trưởng, nếu như các ngươi cho là ta không có cố hết trách nhiệm, ta có thể đem tất cả quan tâm phí tất cả đều trả lại cho bệnh viện, hiện tại các ngươi hài lòng, mời phê chuẩn ta từ chức. Cao Tân Hoa lắc đầu. Ta đã quyết tâm muốn đi, ngươi có phê chuẩn hay không chuẩn cũng không trọng yếu. Thái Vinh Quyên thái độ y nguyên cường thế. Cao Tân Hoa rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, ngươi không nên quên. Lúc trước bệnh viện đưa ngươi xuất ngoại bồi dưỡng hao tốn nhiều ít. Hiện tại học là được rồi, cánh cứng cắp rồi, vung tay đi. Cao viện, ta nhiều năm như vậy vì Trường Hưng sáng tạo tài phú vượt xa bệnh viện đối ta nỗ lực, ta không thẹn với lương tâm. Tốt một cái không thẹn với lương tâm, ta hiện tại liền có thể trả lời chắc chắn ngươi, đồng ý ngươi từ chức. Tương quan thủ tục ta sẽ an bài nhân sự khoa làm, ngươi trở về công tác chuẩn bị giao tiếp đi. Thái Vinh Quyên ngây ngẩn cả người. Cao Tân Hoa trả lời hiển nhiên nằm ngoài dữ liệu của nàng, nàng vẫn cho rằng, Trường Hưng bệnh viện y mỹ trung tâm rời đi mình liền không cách nào vận hành xuống dưới, bệnh viện là vô luận như thế nào không có khả năng đồng ý mình từ chức, nhưng Cao Tân Hoa thế mà đồng ý. Bí niệu khoa phó chủ nhiệm Đàm Quốc Lương đương nhiên biết lão bà náo chuyện từ chức, Thái Vinh Quyên tính cách từ trước đến nay cường thế, tại nhà cũng là nói một không hai, nhưng gặp được chuyện lớn như vậy vẫn là trước cùng hắn thương lượng một chút, hay là hắn nghĩ kế để Thái Vinh Quyên đi từ chức. Lấy loại phương thức này cho bệnh viện làm áp lực. Trong nội viện mặc dù miễn đi nàng y mỹ trung tâm chủ nhiệm, nhưng trên thực tế y mỹ trung tâm vẫn là để nàng chủ trì công việc, về phần khấu trừ một năm trợ cấp, đối với nàng mà nói cũng chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Cặp vợ chồng thương lượng về sau, sở dĩ quyết định muốn ồn ào, là bởi vì bọn hắn đã được đến tin tức xác thực, Cố Hậu Nghĩa tháng sau liền muốn rời, mới viện trưởng sắp lên đảm nhiệm. Dựa theo thường quy logic, một triều thiên tử một triều thần. Bất kỳ cái gì mới lãnh đạo tiền nhiệm về sau, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với tiền nhiệm lãnh đạo lưu lại ban tử tiến hành biến động. Tại Đông Mỹ Lệ sự kiện bộc phát trước đó, cái đôi này cùng Cố Hậu Nghĩa rất thân cận, cũng đều là Cố Hậu Nghĩa một tay nâng đỡ lên tới, nhất là Thái Vinh Quyên. Bọn hắn thừa dịp chuyện này chế tạo một chút ảnh hưởng, đến một lần sư xuất nổi danh, thứ hai cũng có thể hướng ngoại giới cho thấy, bọn hắn cùng Cố Hậu Nghĩa đã quyết liệt, tiếp xuống chính là thuận theo tự nhiên dựng vào tân nhiệm lãnh đạo. Cao Tân Hoa sở dĩ đồng ý Thái Vinh Quyên từ chức,
là đạt được Cố Hậu Nghĩa thụ ý. Cố Hậu Nghĩa tại làm xuất sứ Pha Thái Vinh Quyên quyết định thời điểm, liền dự liệu được nàng khẳng định cầm đơn từ chức ngóc đầu trở lại. Thái Vinh Quyên y thuật thật là không tệ, nhưng phương diện khác nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Cố Hậu Nghĩa một mực đối tình cảm là rất xem trọng, nhất là đối với hắn một tay nâng đỡ lên tới chữa bệnh cốt cán. Nhưng là theo hắn nhiệm kỳ tới gần, hắn càng ngày càng phát hiện, trượng nghĩa mỗi nhiều giết chó bối phận, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Y Mỹ trung tâm phát sinh chuyện lớn như vậy, cơ hồ hủy đi hắn suốt đời danh dự, dao động hắn tại Trường Hưng thống trị. Nếu như hắn không làm bất kỳ động tác gì, vô luận đối lãnh đạo cấp trên vẫn là đối Trường Hưng bệnh viện nội bộ đều không thể bàn giao, cho nên hắn cầm lên đánh gậy, trước đánh vào cháu gái trên thân. Để Tăng Hồng Văn bị loại, mang ý nghĩa cùng nàng phân rõ giới hạn, Y Mỹ trung tâm tính chất quyết định bản thân kinh doanh độc lập tính, nhưng là Trường Hưng bệnh viện cũng chịu có trách nhiệm rất lớn, bọn hắn không có đưa đến rất tốt giám thị tác dụng, cho nên mới sẽ xuất hiện nhiều như vậy vấn đề. Đối Thái Vinh Quyên xử lý chỉ là tượng trưng, so với Tằng Hồng Văn muốn nhẹ rất nhiều, chủ nhiệm chẳng qua là một cái đầu ngậm, miễn rơi chủ nhiệm danh hiệu, còn để nàng tiếp tục chủ trì Y Mỹ trung tâm công việc, mang ý nghĩa Thái Vinh Quyên vẫn là trên thực tế người phụ trách. Hiện tại bọn hắn đã đem Y Mỹ trung tâm thu hồi, Thái Vinh Quyên thực tế quyền lực so đi lên chỉ lớn không nhỏ, chí ít không cần nhận nhà tư sản kiềm chế. Còn chụp nàng một năm tích hiệu, tối đa cũng chính là 10 vạn, Thái Vinh Quyên hàng năm tại Y Mỹ trung tâm thu nhập đã vượt qua 100 vạn, điểm này Cố Hậu Nghĩa trong lòng là có ít. Quyết định xử lý Thái Vinh Quyên thời điểm, Cao Tân Hoa liền tự mình hỏi Cố Hậu Nghĩa ý tứ, nếu như bởi vì lần này xử lý Thái Vinh Quyên đưa ra từ chức làm sao bây giờ? Nàng là Y Mỹ trung tâm ngành học người dẫn đầu, tại Đông Châu y đẹp giới cũng coi là nhân vật thủ lĩnh, nàng nếu là rời đi đối Trường Hưng khẳng định là tổn thất khổng lồ. Cố Hậu Nghĩa không cần suy nghĩ liền nói ra bốn chữ, thà thiếu không ẩu.